Vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý vị và quý nhà đầu tư đang có mặt tại buổi hội thảo chiến lược đầu tư năm 2021 được tổ chức bởi công ty cổ phần AZFIN Việt Nam ạ. Vâng, quý vị thân mến, sau hơn 5 năm với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tổng thể về tài chính cho các cá nhân và tổ chức, AZFIN Việt Nam đã đào tạo hơn 3.000 nhà đầu tư và môi trường chứng khoán tại Việt Nam. Với mong muốn làm rõ những băn khoăn của các nhà đầu tư và về sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2021 và những chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận thì AZFIN đã tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Và đến dự buổi hội thảo ngày hôm nay thì xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các diễn giả. Anh Đặng Trần Phục, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị AZFIN Việt Nam, đồng sáng lập DTP Investment. Xin được giới thiệu anh Đỗ Đình Nam, đồng sáng lập, tổng giám đốc AZFIN Việt Nam ạ. Và xin được giới thiệu diễn giả khách mời anh Tuấn Hoàng Ba P, chuyên gia đầu tư cao cấp. Anh đã đầu tư từ năm 2009 với lợi nhuận trung bình là trên 30% một năm ạ. Vâng ạ, và tất nhiên là phải cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị và quý nhà đầu tư đang có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì AZFIN Việt Nam xin được kính mời quý vị sẽ cùng thảo luận những nội dung sau đây ạ. Đầu tiên là nội dung tổng kết thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 ạ. Phân tích toàn diện tình hình vĩ mô năm 2021. Tham luận chuyên sâu các ngành hấp dẫn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Báo cáo phân tích chi tiết 5 mã cổ phiếu chiến lược chỉ có duy nhất tại AZFIN Việt Nam ạ. Chiến lược đầu tư tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư cá nhân năm 2021 và bàn luận giải pháp theo yêu cầu về chiến lược đầu tư năm 2021. Chúc cho buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp ạ. Vâng, và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì xin được phép kính mời lên sân khấu vị diễn giả đầu tiên sẽ mở màn cho buổi hội thảo ngày hôm nay, anh Đỗ Đình Nam ạ. Xin được kính mời anh. Dạ, em xin phép được kính chào quý vị anh chị nhà đầu tư. Phần đầu tiên thì xin thay mặt cho AZFIN Việt Nam em sẽ trình bày hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết qua một chút về bức tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020. Ở phần thứ hai sẽ là chúng ta sẽ đưa ra một số những cái phân tích đánh giá về vĩ mô, những thứ mà sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong năm nay, năm 2021. Và đâu đó để trước khi bắt đầu thì em xin phép được quay lại một cái khoảng thời gian cách đây khoảng hơn một năm. Lúc đó thì có một cái câu nói mà được lan truyền rất là mạnh ở trên các kênh truyền thông và ở trên mạng xã hội. Đó là mây đen thì phủ lên toàn cầu nhưng mà mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam. Thì câu nói này thì sau khi mà được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được nêu ra ở trong một cái hội nghị cuối năm với các địa phương ấy, thì nó được lan tỏa rất là mạnh. Thực ra cái bản chất của nó được trích ra ở trong một cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới về đánh giá tình hình vĩ mô của Việt Nam, tổng kết tình hình vĩ mô của Việt Nam năm 2019. Đấy. Và ở cái thời điểm đó thì bản thân em thì nghĩ là đâu đó câu nói này, nó có cái đánh giá này của Ngân hàng Thế giới có lạc quan quá hay không. Đấy. Tuy nhiên nếu mà quay lại cái thời điểm này, khi mà tất cả quý vị anh chị cũng như là chúng em có mặt ở đây ngày hôm nay, thì em nghĩ là câu nói đó nếu mà dành để nói về năm 2020 thì sẽ phù hợp hơn rất nhiều và sẽ có nhiều người đồng tình hơn. Thì đâu đấy chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đầu tiên, đó là tổng kết lại thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020, xem là có đúng với cái câu nói như vậy hay không. Vâng. Ở đây thì chúng ta đang có một cái đồ thị của VN Index ở cái phần của năm 2020. 2020 nó bắt đầu từ đây. Và chúng ta có một cái cú sụt rất là sâu vào khoảng đến mức khoảng hơn 650-660 điểm vào tháng 3 và tháng 4, khi mà cái đợt dịch thứ hai của Covid-19, khi mà những đợt dịch mà du nhập từ châu Âu về, và có một cú sụt rất là sâu. Và sau đó là một khi thị trường đã có hồi phục thì ở cái cú sụt thứ hai đó là đến từ cụm dịch Đà Nẵng. Thì trên quan điểm của AZFIN thì đâu đấy nó giống như một cái mũi tiêm vaccine nhắc lại cho thị trường chứng khoán Việt Nam, mà ngay sau đấy khi mà đợt dịch Đà Nẵng qua đi với cái
với khả năng chống dịch rất là tốt của chính phủ và các địa phương thì chúng ta có khoảng thời gian khoảng hơn 6 tháng liền là tăng trưởng. Đến ngày hôm nay, đây là con số chốt của năm 2020. Đến ngày hôm nay thì chúng ta có đến VN Index có đến gần 1.200 điểm rồi. Thì đó là tổng quan của VN Index tăng trưởng khoảng gần 15% năm 2020. Và với sàn HNX thì thậm chí là cái mức tăng trưởng còn cao hơn rất nhiều, gần gấp đôi. Với đồ thị thì cũng tương tự như vậy. Đây là vào khoảng tháng 3, tháng 4, đây là tháng 7. Và sau đấy thì tăng trưởng về cái phần cuối năm này rất mạnh từ tháng 10. Sàn Upcom cũng tăng trưởng khoảng hơn 30%. Thì chúng ta có một bức tranh như vậy về các con số tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm vừa rồi. Và về vốn hóa, về quy mô thị trường thì ra sao? Chúng ta có một cái thị trường chứng khoán với cái mức, nếu mà nói Việt Nam đồng thì con số nó khá lớn. Về đô la Mỹ thì đâu đấy khoảng 228 tỷ đô. Và có một cái mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2019, đó là khoảng 20,8%. Và quy mô này thì hiện tại là tương đương với mức khoảng 84,3% so với GDP. Thì xét trong 10 năm vừa qua thì cái tỷ lệ này là, như các anh chị thấy là được tăng trưởng rất là mạnh ở cái giai đoạn từ 25 cho đến 27. Và tăng trưởng theo một cái đường tương đối là thẳng, khá là đều. Hiện tại thì xét trên quy mô là 84,3%. Và qua con số này chúng ta có thể thấy là thị trường chứng khoán đang có cái mức tăng trưởng tốt hơn so với cái mức chung của cả nền kinh tế. Thì đó là câu chuyện của nền của sàn chứng khoán chúng ta trong 10 năm vừa qua được biểu hiện ở trên cái biểu đồ này. Và có một câu chuyện đó là với phần lớn các anh chị nhà đầu tư mà mới tham gia thị trường thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện là thường tham khảo những cái bước đi của các cái quỹ như là nhà đầu tư lớn hay là khối ngoại. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi là năm vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc như vậy thì khối ngoại họ có cái câu chuyện khối ngoại ra sao. Thì đánh giá của AZFIN trong năm 2020 thì trái ngược với cái sự thăng hoa cũng như là đâu đó có thể nói là chúng ta có một số những thành tựu nhất định từ cái sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, thì khối ngoại lại đối mặt với một cái năm là họ bán ròng với quy mô khoảng 820 triệu đô, vâng, mức khoảng gần 20.000 tỷ. Và trong đó thì quỹ Diamond, tuy nhiên thì quỹ Diamond ở đây họ lại có một cái danh mục là mua ròng mạnh nhất. Riêng quỹ Diamond thì dẫn đầu trong các quỹ mua ròng với mức khoảng 4.400 tỷ đồng. Và không biết ở đây có anh chị nào nắm giữ các mã như là Masan, Hòa Phát hay là VIC không? Bởi vì năm vừa rồi thì đây là các mã được khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Đấy. Và em có một câu hỏi là, ở đây chúng ta đang nói đến câu chuyện là khối ngoại bán ròng. Vậy thì em có một câu hỏi ngắn là với các anh chị ở đây là bao nhiêu anh chị đánh giá bản thân mình là người mua ròng trong năm 2020? Mọi người giơ tay giúp em một chút được không? Là người mua ròng mà không phải bán ròng đúng không ạ? Em hỏi ngược lại đúng không ạ? Còn những anh chị khác chắc là mua ròng nhiều quá không tính được. Vâng, thì chúng ta có thể thấy là năm vừa rồi là khối ngoại có một năm, nói chung là bởi vì là cái đặc thù khác nhau, chúng ta nhà đầu tư cá nhân, còn phần lớn bên họ là các cái quỹ và họ có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí rất rất khác biệt so với nhà đầu tư cá nhân. Và cái năm vừa rồi là một năm thực sự là một năm mà rất khó, mà rất lâu rồi mới diễn ra một năm như vậy. Vâng, và đây, đây là một khái niệm mới, đâu đó có thể nói là mới ở trong năm 2020, đó là làn sóng nhà đầu tư F0. Cái từ F0 này đâu đấy có lẽ xuất phát từ dịch Covid, và sau đấy thì được áp dụng ở trong thị trường chứng khoán, với việc xuất hiện của một lớp nhà đầu tư rất mới chứ không phải mới. Thì năm 2020 chứng kiến một cái lượng tài khoản mở mới của những nhà đầu tư mới tham gia rất ấn tượng, ở mức khoảng gần 400.000 nhà đầu tư. Trong khi trước đấy thì bình thường đâu đấy khoảng 100.000 một năm, trong vài năm vừa qua là khoảng 100.000 một năm. Và trong đó chỉ riêng tháng 12 vừa rồi chúng ta có khoảng hơn 63.000 nhà đầu tư mới mở, nhà đầu tư F0. Và tổng giao dịch hiện tại ở trên thị trường chúng ta có khoảng gần 2,8 triệu tài khoản. Trong đó thì chỉ có khoảng 30.000 là tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài thôi. Còn lại thì nhà đầu tư trong nước khoảng 2,74 triệu. Và đâu đó ở trên thị trường thì có một số những cái đánh giá, đó là chính cái lượng tiền đổ vào của nhà đầu tư F0
chính là cái lực đỡ rất là tốt, rất là mạnh cho cái lực đỡ lại so với cái lực bán dòng của nhà đầu tư nước ngoài. Thì nhà đầu tư F0 có rất nhiều anh chị là rút tiền ở ngân hàng ra. Chúng ta sẽ nhắc đến câu chuyện lãi suất ở phần sau. Rút tiền ngân hàng ra để đổ vào thị trường chứng khoán. Vâng, và chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái câu chuyện về bức tranh của thị trường chứng khoán năm 2020. Ở cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau, Ezefin sẽ đưa ra một số những cái nhận định về cái việc là năm 2021 thì về vĩ mô của Việt Nam sẽ có những cái ảnh hưởng tác động gì đến thị trường chứng khoán. Vâng, thì về cơ bản Ezefin đánh giá là tình hình vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam sẽ được dự báo là tương đối tích cực đối với thị trường chứng khoán. Và tuy nhiên thì cũng sẽ có một số cái rủi ro mà Ezefin đánh giá nó sẽ đến ở những cái câu chuyện về cuối năm 2021. Nó sẽ đến từ áp lực của lạm phát và sự tăng của lãi suất. Ở hiện tại các anh chị thấy là rất lâu rồi chúng ta mới thấy cái mặt bằng lãi suất mới thấp như hiện tại. Và lạm phát thì chính phủ đang điều hành khá tốt bởi cái chính sách là lạm phát mục tiêu, theo mục tiêu. Đấy. Tuy nhiên thì câu chuyện về cuối năm 2021 sẽ có một chút ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Và sau đây thì Nam sẽ trình bày về các cái nội dung cơ bản về ảnh hưởng của GDP, của lạm phát và tỷ giá đến thị trường chứng khoán. Và ba yếu tố mà Ezefin đánh giá là có ảnh hưởng quan trọng nhất. Đầu tiên thì như quý vị anh chị có thể nhận thấy ở trên tiêu đề ở đây, đó là tăng trưởng GDP của Việt Nam được đánh giá đâu đấy có thể đạt rất cao ở mức khoảng 7,5 cho đến 8,5%. Điều đầu tiên đó là chúng ta có thể thấy là một con số đã được chốt lại cho năm 2020, đó là tăng trưởng GDP của Việt Nam là 2,91%. Một năm mà có lẽ là rất lâu rồi chúng ta mới có một năm tăng trưởng thấp như vậy. Đấy, tuy nhiên Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia là tăng trưởng cao trong năm vừa rồi, bởi vì dịch Covid-19 gây ra cái suy thoái toàn cầu, đặc biệt là Âu Mỹ. Đấy, thì năm 2021, ở trong một clip gần đây của Ezefin thì anh Phục có dùng cái từ đó là tăng trưởng bù. Năm 2021 sẽ là năm mà Việt Nam tăng trưởng bù. Và nếu như có quý vị anh chị nào đó ở đây chúng ta cảm thấy là con số này khá cao, thì ví dụ chúng ta nhìn sang Trung Quốc. Với Trung Quốc thì cái con số về dự báo GDP của họ thậm chí là nó còn cao hơn Việt Nam. Phần lớn các tổ chức đánh giá đâu đấy khoảng mức 8,5%. Tuy nhiên một số tổ chức cũng đánh giá là có thể cao đến mức là 10-11%. Bởi vì hiện tại Trung Quốc là một trong số những quốc gia có thể nói là họ hồi phục tốt nhất và họ thu lợi được từ Covid-19. Chúng ta phải thừa nhận những điều đó với nhau. Và Việt Nam cũng sẽ là một trong số những nước được hưởng lợi, bởi vì là đã có thể nói là chống dịch rất tốt và hồi phục, có những chính sách hồi phục kinh tế rất là tốt từ quý 3 năm vừa rồi. Và một cái biến tiếp theo đó là một cái biến quan trọng rất lớn đối với tăng trưởng GDP trong năm nay, đó sẽ là đầu tư công. Nếu như là anh chị nào đó ở đây chúng ta làm ở trong lĩnh vực xây dựng hoặc là giao thông ấy, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái điều này. Có hai dự án rất lớn mà chúng ta đang triển khai, Việt Nam đang triển khai, đó là dự án cao tốc Bắc Nam và dự án sân bay Long Thành. Đây là những dự án nhiều tỷ đô. Thì Long Thành thì vừa mới khởi công thôi. Còn với dự án cao tốc Bắc Nam thì có rất nhiều, trong năm vừa rồi có rất nhiều những cái dự án thành phần được ban đầu nó được dự kiến triển khai theo cái hình thức là triển khai đối tác công tư PPP. Nhưng sau đấy chính phủ đã xin ý kiến Quốc hội và quyết định là chuyển sang đầu tư công để đẩy nhanh, cái lý do lớn nhất là để đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân và làm một cái động cơ tăng trưởng cho nền kinh tế. Bởi vì là các cái ngành dịch vụ, những rất nhiều ngành du lịch là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thì phải lấy cái đầu tư công này để đỡ lại. Đấy, thì chúng ta đã có một năm 2020 là đẩy mạnh cái giải ngân tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2019, một cái mức mà tăng trưởng rất là mạnh. Và dự báo thì cho năm 2021 ấy, thì giải ngân đầu tư công sẽ còn mạnh hơn nữa sau khi mà Đại hội Đảng kết thúc. Thì đấy là đánh giá của Ezefin. Ngoài ra thì năm 2021 thì như cái phần trình bày trước của Nam thì chúng ta cũng sẽ đón nhận một cái làn sóng mà các cái doanh nghiệp hồi phục và có cái đà của cái nửa cuối năm vừa rồi. Và năm 2021 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái việc mà đầu tư và sản xuất kinh doanh. Nền tảng của nó đầu tiên, đương nhiên trong bối cảnh hiện tại là phải là kiểm soát tốt dịch bệnh là quan trọng nhất. Và lãi suất thấp
tín dụng tăng trưởng như cuối năm vừa rồi là tín dụng tăng trưởng rất mạnh, nó là một chỉ báo cho thấy là các doanh nghiệp đang đầu tư mạnh hơn vào việc sản xuất kinh doanh sau khi mà có thể nói là kiểm soát được dịch và kiểm soát được câu chuyện về cái doanh nghiệp của mình, và bây giờ bắt đầu là cái năm 2021 sẽ là một năm của tấn công. Thì đấy là đánh giá của Zfin. Ngoài ra còn hai cái biến quan trọng nữa, một biến quan trọng nữa đó là xuất khẩu. Ở xuất khẩu thì chúng ta sẽ trao đổi ở cái phần sau. Và quay lại với câu chuyện của lãi suất và lạm phát, thì chúng ta đã có một năm suốt cái quá trình nhiều năm vừa rồi là lạm phát được giữ ở mức rất thấp, do chính phủ chúng ta đã điều tiết lạm phát theo mục tiêu. Tuy nhiên thì AZFIN Việt Nam có một cái đánh giá, đó là nửa cuối năm 2021, dưới cái tác động của việc là cái chính sách kích thích kinh tế, cái lượng tiền mặt ở trong nền kinh tế nhiều, trong hệ thống ngân hàng nhiều, thì nó sẽ đẩy cái mức lạm phát có thể đâu đấy nó sẽ cao hơn cái mức khoảng hơn 3%. Hiện tại là bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ rất là khó để nói, nhưng mà nó sẽ có cái sự lạm phát sẽ gia tăng. Nếu như 10 năm trước anh chị nào đấy ở đây chúng ta có thể nhớ thì lạm phát của năm 2011 là 22%, rất cao đấy. Thì tiếp theo thì suốt một quãng thời gian vừa qua chúng ta thấy là cái tỷ giá của Việt Nam đồng so với đô la ấy, là đồng Việt Nam là vâng, bởi vì là do chính sách thúc đẩy xuất khẩu nên là chúng ta để cái tỷ giá của Việt Nam so với đô la Mỹ là rất là, mọi người có thể nói là đồng Việt Nam là rất là rẻ đấy. Tuy nhiên thì vừa rồi, đầu năm vừa rồi thì có lẽ là mọi người cũng biết về câu chuyện là Việt Nam được cảnh báo về việc đưa vào danh sách của thao túng tiền tệ. Chưa có gì chính thức cả, hai nước vẫn đang trong quá trình đàm phán cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên thì sẽ có một số câu chuyện đó mà gần như là chắc chắn sẽ xảy ra, đó là trong năm tới nếu như ở đây có anh chị nào đó chúng ta làm doanh nghiệp xuất khẩu thì nó sẽ có ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình. Đồng Việt Nam sau rất nhiều năm sẽ đắt hơn so với đô la Mỹ. Đây, và với câu chuyện về tỷ giá thì hiện tại là chúng ta về góc độ vĩ mô thì dự trữ ngoại hối đang rất tốt. Bởi vì chúng ta có những cái năm vừa rồi là xuất khẩu tốt và lượng tiền USD đang dự trữ rất là tốt. Và một biến nữa đó là FDI. FDI và PFI đều rất tốt. Và FDI thì em không rõ ở đây có anh chị nào đó làm trong mảng khu công nghiệp hay là nhà máy, khu chế xuất. Thì vừa rồi với cái hai câu chuyện, thứ nhất là dịch Covid và thứ hai là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì cái làn sóng dịch chuyển của FDI, đặc biệt là với các cái khối công ty của Âu Mỹ sang Việt Nam là rất là mạnh. Và AZFIN thì đánh giá rằng cái câu chuyện của năm 2020 nó chỉ là cái bắt đầu thôi. Bởi vì Covid-19 nó giống như là một cái điểm bùng phát của việc là các doanh nghiệp dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác. Và trong chiến dịch của Mỹ thì Ấn Độ sẽ là cái trọng tâm mới. Nếu như mọi người biết là trong cái khái niệm về trong giao thương quốc tế, chúng ta đã có khái niệm về châu Á-Thái Bình Dương, Asia Pacific rất lâu rồi. Tuy nhiên, hiện tại thì Mỹ họ đã bắt đầu đưa cái khái niệm mới, đó là India Pacific, không còn là châu Á-Thái Bình Dương nữa mà là Ấn Độ-Thái Bình Dương, vào trong cái chính sách ngoại giao của mình với cái việc mà dịch chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Việt Nam thì không phải là quốc gia được hưởng lợi nhất đâu, nhưng cũng sẽ là một trong những quốc gia được hưởng lợi từ cái làn sóng mà dịch chuyển FDI. Còn Covid nó chỉ là một cái, như AZFIN đánh giá, chỉ là điểm bùng phát thôi. Còn Trung Quốc thì thực sự là bây giờ họ không phải là lựa chọn tối ưu cho việc mà trở thành công xưởng của thế giới nữa. Đấy, chứ không phải là cái việc hay là chiến tranh thương mại cũng chỉ là câu chuyện một phần thôi. Còn về mặt bản chất thì Trung Quốc họ sẽ bước đến một cái giai đoạn phát triển tiếp theo. Và câu chuyện tiếp theo đó là về xuất khẩu. Xuất khẩu AZFIN đánh giá là ít nhất là trong cái giai đoạn đầu năm của 2021 thì vẫn sẽ được duy trì tốt. Và đâu đó nếu mà cái đà thuận lợi thì có thể tăng trưởng mạnh, đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất đó là nền kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục một phần thôi. Bởi vì như mọi người biết là hiện tại ở Mỹ và các nước châu Âu thì Covid nó đang cũng khá là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì vaccine ra đời và nó sẽ giúp ổn định tâm lý và ổn định rất nhiều thứ. Và khi mà nền kinh tế toàn cầu có hồi phục thì chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi từ cái vĩ mô như vậy. Và tiếp theo nữa đó là hai cái quốc gia mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất hiện tại, đó là Mỹ số 1 và Trung Quốc số 2, thì đều sẽ có những cái bước, Mỹ thì sẽ có những cái bước hồi phục và Trung Quốc
thì sẽ tăng trưởng rất mạnh ở trong năm sau, và sẽ có cái nguồn cung liên quan đến nguyên vật liệu cho phục vụ cho việc sản xuất, và Việt Nam sẽ là một trong số những quốc gia mà được hưởng lợi từ cái việc mà hồi phục và tăng trưởng của hai quốc gia này, thì sẽ đóng góp vào cái việc tăng trưởng của xuất khẩu. Cái biến số thứ ba đó liên quan đến các cái hiệp định thương mại tự do FTA. Như tháng 8 vừa rồi là EVFTA của Việt Nam và EU mới có hiệu lực. Và nếu như mọi người quan tâm đến những cổ phiếu liên quan đến các ngành xuất khẩu như là ở Việt Nam này, ở trong cái danh mục, ví dụ ASFIN đưa ra một số danh mục liên quan đến các công ty xuất khẩu nông sản, thủy sản, thì các doanh nghiệp này về mặt vĩ mô mà nói sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi. Mọi người cứ lo liên quan đến cái việc là thao túng tiền tệ, nhưng mà đâu đó ASFIN đánh giá là hai quốc gia sẽ tìm được cái giải pháp thôi. Việt Nam có thể sẽ phải rơi vào hai trường hợp. Thứ nhất là phải mua nhiều cái nông sản, rồi khí hóa lỏng, rồi các thứ nguyên vật liệu từ Mỹ. Và đấy là câu chuyện mà Mỹ, nó cũng tương tự như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thôi. Nhưng mà Việt Nam thì câu chuyện nó sẽ đơn giản hơn, nó không phức tạp đến mức như vậy. Và câu chuyện thứ tư, cái này thì biến số này thì khá nhỏ thôi. Đó là kiều hối thì vẫn được duy trì ổn định. Và như đâu đấy ở đây thì mọi người cũng biết là cái việc mà du học cũng như là thăm khám chữa bệnh ở nước ngoài thì nó được giảm đi rất nhiều do dịch Covid rồi. Nên là cái lượng tiền ngoại tệ mà chúng ta chi cho những cái việc này nó sẽ giảm đi rất nhiều. Vâng, thì Nam xin được phép được kết thúc cái phần trình bày ở đây, và liên quan đến những cái chuyên môn sâu hơn về thị trường chứng khoán thì từ phần thứ ba thì sẽ được Mr. Đặng Trần Phục, anh sẽ trình bày. Và tuy nhiên thì em xin phép có một cái phần ngắt lại một chút. Tham gia chương trình thì hiện tại là chúng ta sẽ có những cái phần liên quan đến trao đổi và giải đáp các thắc mắc của anh chị. Thì ASFIN sẽ triển khai ở trên hai cái kênh. Trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện ở đây thì Tươi, quay lại cái slide, cái web của workshop, thì mọi người có thể đặt câu hỏi trực tiếp ở trên cái link của hội thảo ngày hôm nay, hoặc là chúng ta đặt sau ở trong cái phần mà hỏi đáp trực tiếp. Tuy nhiên là lúc đó em chỉ sợ là cái chương trình của chúng ta nó có thể là nó sẽ không có đủ thời gian, nên là nếu mà anh chị nào đó chúng ta muốn đặt câu hỏi trước thì có thể đặt câu hỏi ở trên cái link của workshop, thì bạn kỹ thuật bạn sẽ hướng dẫn mọi người. Thì phiền anh chị chúng ta có thể vào cái đường link ở trên và bấm vào phần workshop và kéo xuống dưới, chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp luôn ở đây, thì các diễn giả sẽ có thể giải đáp cho tất cả anh chị ở cái phần sau. Rồi, em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì ASFIN rất cảm ơn sự có mặt của quý vị trong buổi ngày hôm nay, trong buổi hội thảo này, bởi vì là cuối tuần rồi mà chúng ta vẫn dành thời gian tới đây để trao đổi và thảo luận, đúng không ạ? Và sau phần trình bày vừa rồi của anh Nam thì hy vọng là đã mang đến cho quý vị nhiều thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì xin được phép trân trọng mời lên sân khấu ạ. Diễn giả tiếp theo của buổi hội thảo ngày hôm nay, anh Đặng Trần Phục, nhà sáng lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị ASFIN Việt Nam, đồng sáng lập DTP Investment. Xin kính mời anh. Vâng, xin kính chào tất cả các quý nhà đầu tư, các anh chị. Thì như vừa rồi Mr. Nam đã có trao đổi về cái tổng kết thị trường chứng khoán năm 2020. Thì đây là một năm người ta ban đầu cứ tưởng rất khó khăn, nhưng cuối cùng lại đạt được một kết quả về cơ bản rất mỹ mãn cho các nhà đầu tư. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng ở trong năm này, các nhà đầu tư F0 là những người dẫn dắt thị trường, chứ không phải là các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay các nhà đầu tư nước ngoài, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nước ngoài bán dòng, nước ngoài bỏ chạy, đúng không ạ? Và bỏ chạy, họ lại bỏ chạy đúng đáy cơ ạ. Đó, thì đấy là một cái câu chuyện. Thì nhiều người nói đến từ F0, cứ liên tưởng đến một cái gì đó nó rất là ngây thơ, rất là dễ thương. Nhưng thực sự, qua nghiên cứu một cái thời gian rất dài vừa rồi, thì Phục cũng như là cộng sự, anh em cộng sự thấy rằng những nhà đầu tư F0 bây giờ ấy khác hoàn toàn ngày xưa. Khác hoàn toàn luôn ấy. F0 ở đây là ai? Là rất nhiều các anh chủ doanh nghiệp. Những người rất có kinh nghiệm, rất là giỏi, và những người rất nhiều tiền tham gia vào thị trường chứng khoán này.
Ngày trước thì về cơ bản họ chỉ tập trung vào sản xuất và đặc biệt là tập trung vào bất động sản. Nhưng mà gần đây thì họ đã phân bổ vào thị trường chứng khoán khá là tốt. Và đây thực sự nếu mà gọi là F0 thì là không nói lên hết cái năng lực của những nhà đầu tư này. Năng lực nhà đầu tư này. Chính vì thế cho nên quý vị có thể thấy rằng trong những cái giai đoạn vừa qua, cứ khi thị trường chứng khoán mà điều chỉnh giá cổ phiếu hấp dẫn, ngay lập tức là anh em nhảy vào mua luôn. Chứ không có chuyện là lại rẻ ê hề đâu. Bởi vậy mới có chuyện là hồi tháng 3 mà nhiều người về 650 điểm, nhiều người vẫn cho rằng về 200 điểm, về 300 điểm. Nhưng không, không có chuyện gì đâu. Đó là câu chuyện của năm 2008 thôi. Bây giờ khác xưa rất nhiều rồi. Các nhà đầu tư bây giờ rất chuyên nghiệp, rất bài bản. F0 nhưng đấy là F0, đó là F0 là về thị trường chứng khoán thôi. Còn về năng lực đầu tư, về kinh nghiệm, về các thứ, rất giỏi, rất bài bản. Chính vì thế cho nên đây cũng là một cái minh chứng mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong một chu kỳ mới. Và tiếp theo là về cái phần liên quan đến gọi là vĩ mô. Thì chúng ta có thể thấy rằng là như Mr. Nam cũng đã trích dẫn cái câu nói rất là nổi tiếng. Việt Nam thực sự là một điểm sáng. Đó, điểm sáng rất lớn ở trên thế giới. Và vừa rồi ví dụ như Apple hay là rất nhiều hãng họ cũng đến, đúng không ạ? Rồi ngay cả năng lực của bản thân của người Việt cũng lên rất một tầm rất cao mới. Ví dụ Hòa Phát chẳng hạn cũng làm top những doanh nghiệp hàng đầu chứ không đơn giản đâu ạ. Nó cũng là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sản xuất thép đấy, không đơn giản một tí nào. Hay Vingroup, tập đoàn bất động sản này thì nó cũng sánh ngang với các tập đoàn bất động sản lớn ở Hồng Kông, không phải là chỉ ở Đông Nam Á đâu ạ. Hay là Thế Giới Di Động, tuy nó phạm vi hoạt động chỉ ở Việt Nam thôi nhưng mà tầm nó cũng rất khủng khiếp rồi. Rất khủng khiếp. Đó. Hay là FPT, tuy rằng là một anh gọi là chủ yếu vẫn là gia công thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cũng là một anh gia công hàng đầu thế giới. Đó. Thì Việt Nam đang trong cái vận hội phát triển rất là tốt. Rất tốt. Và các cái yếu tố vĩ mô thì cũng đang ủng hộ chúng ta rất mạnh. Vậy thì những cái ngành nào, lĩnh vực nào sẽ được hưởng lợi trong cái giai đoạn tới? Không chỉ 2021. Thì hôm nay thì Phục sẽ xin phép trình bày với các anh chị đó là 5 ngành hấp dẫn trong 2021. Nhưng trong đó thì đa phần các ngành này hấp dẫn rất dài hạn cơ, chứ không chỉ 2021 đâu. Ok ạ. Thì nội dung của chúng ta hôm nay gồm có 5 ngành như sau. Đầu tiên là ngành chứng khoán. Thì ngành này thì là một ngành đi cùng với thị trường chứng khoán thôi. Nếu thị trường chứng khoán phát triển thì ngành này sẽ có phần. Thứ hai nữa là ngành bất động sản. Thứ ba là ngành công nghệ. Thứ tư là ngành ngân hàng. Và cuối cùng thứ năm là ngành bán lẻ. Thì tất nhiên có ở Việt Nam ấy, thì do chúng ta là một đất nước đang phát triển, thế do đó rằng là về cơ bản gần như ngành nào cũng tăng trưởng phát triển cả. Tuy vậy để chọn ra những ngành vừa tăng trưởng vừa phát triển nhưng mà cái mức cạnh tranh thì nó lại hợp lý, hay là nói cái khác nó tạo ra những cái cơ hội đầu tư tốt cho chúng ta, thì AZFIN trọng tâm hơn vào 5 cái ngành này. 5 cái ngành này. Thì một lát nữa thì chúng sau khi Phục trình bày qua từng ngành thì chúng ta có thể là sẽ đặt những cái câu hỏi và cùng nhau thảo luận để cuối cùng tìm ra những cái lĩnh vực mà các anh chị có thể bám theo để chúng ta đầu tư trong lâu dài. Rất nhiều các anh chị hiểu biết về một ngành thôi cũng được, chúng ta không nhất thiết là phải rộng, nhưng mà chúng ta cần phải sâu. Thì đầu tiên là về ngành ngân hàng. Đầu tiên là về ngành ngân hàng. Vâng. Xin phép các anh chị một chút, đang bị lỗi kỹ thuật một chút ạ. Vâng, đầu tiên là ngành ngân hàng. Nếu như là chúng ta xét ngành ngân hàng ở trên thế giới ấy, rõ ràng là ngành ngân hàng là một ngành không có gì là hấp dẫn cả, đặc biệt ở các nước phát triển rồi. Bởi vì ở các nước đó, cái ngành ngân hàng sau cái khủng hoảng năm 2008 ấy, cái lỗi chính là do cái hệ thống tài chính. Thế thành ra ngành ngân hàng bị kiểm soát rất là chặt. Bên cạnh đó thì ở các nước phát triển ấy, thì về cơ bản GDP tăng trưởng không được nhiều là thứ nhất. Thứ hai, bản thân các doanh nghiệp
ở các nước đó thì họ đã tích lũy được những cái nguồn tư bản rất lớn rồi. Thế do đó cái nhu cầu vay của họ cũng ít hơn. Bởi vậy ngành ngân hàng về cơ bản ở trên thế giới nó cũng không được phát triển cho lắm. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại có những cái đặc thù rất riêng, rất khác biệt, khiến cho cái ngành này trở lên rất hấp dẫn. Và thậm chí AZFIN còn đánh giá ngành này là một là ngành hấp dẫn chắc là nhất nhì trong khoảng 5 năm tới. Lý do là vì sao? Đầu tiên là kinh tế phục hồi thì tín dụng, cầu tín dụng sẽ mạnh hơn, ít nhất là trong 2021. Và các năm tiếp theo, thì khi có tăng trưởng GDP, có lạm phát thì tín dụng sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thứ hai nữa là nợ xấu sẽ giảm sớm, Như đầu năm thì chúng ta thường kỳ vọng rằng nợ xấu năm nay có thể do Covid mà các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, nợ xấu có thể rất cao. Tuy vậy nhưng mà thực tế chúng ta thấy rồi, nợ xấu đã giảm từ quý 4 năm 2020. Gần như đa phần các ngân hàng đã đều báo cáo cái nợ xấu này giảm. Và xin thông báo là nợ xấu giảm này là giảm thực sự chứ không phải là giảm theo báo cáo đâu ạ. Bởi vì họ còn tăng cường trích lập rất cao trên cái nợ xấu đó cơ. Thì đây là một điều bất ngờ, gọi là một món quà bất ngờ đối với ngành ngân hàng. Thì nó giúp cho cái ngành này có thể tăng trưởng lợi nhuận trong năm tới rất là mạnh mẽ do cái nợ xấu được kiểm soát rất tốt. Tiếp theo thứ ba là về định giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay. Nhìn chung, Phục đánh giá là cổ phiếu này, nhóm này đang được định giá rẻ nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì với cái tiềm năng tăng trưởng của nó rất là cao. Tăng trưởng ngành ngân hàng, nếu chúng ta tính các ngân hàng đơn giản ấy, thì tăng trưởng chính là bằng tăng trưởng tín dụng đấy. Năm nay cho vay ra 100.000 tỷ, năm sau 110.000 tỷ chẳng hạn, tức là tăng trưởng tín dụng 10%. Thì về cơ bản nhé, lợi nhuận có thể tăng trưởng 10%. Đó, thì với cái tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng, năm 2021 có thể lên đến 15-30%. Trong khi PE định giá của ngành này dưới 10, PB về trung bình khoảng độ 1.6 lần thôi. 1.6-1.8 lần. Thì đây là một ngành đang được định giá rẻ so với tiềm năng nhất ở trên thị trường chứng khoán. Không phải ngành nào khác. Thứ tư là cái chuyển đổi số giúp ngân hàng khai thác được cái big data rất hiệu quả. Thì một trong những cái câu chuyện các cái ngân hàng cổ ở trên thế giới bây giờ đang bị các công ty công nghệ đánh bại ấy. Ví dụ như là ở bên Trung Quốc mới có cái ông Phai An đúng không ạ? Ông An, An Group đúng không ạ? Thì ông ấy đánh bật các cái ngân hàng bởi vì sử dụng công nghệ rất mạnh. Đó. Thì đấy là một điểm yếu của các cái ngân hàng truyền thống trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì lại hoàn toàn khác ạ. Ở Việt Nam những ông ứng dụng công nghệ mạnh nhất chính là ông ngân hàng. Những ông nhiều tiền nhất để ứng dụng chuyện đó chính là các ông ngân hàng. Thế do đó là một ngân hàng ở Việt Nam, những cái ngân hàng hiện đại ở Việt Nam là về cơ bản tích hợp cả hai, cả công nghệ lẫn ngân hàng. Đúng không ạ? Đố các anh chị tìm thấy một cái công ty nào ở Việt Nam mà đầu tư công nghệ bằng khoảng 1/2 so với một số ngân hàng lớn ở Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ Techcombank, cái quy mô đầu tư công nghệ của họ lên đến 7-10 ngàn tỷ. Hay MB gần đây đầu tư rất là khủng khiếp. TPBank chẳng hạn. Đó. Hay là thậm chí các cái ví điện tử thì về cơ bản các ngân hàng họ cũng có cổ phần ở đấy luôn. Đó. Thì như vậy, cái ngành ngân hàng có cái đặc thù rất riêng ở Việt Nam là như thế. Chính vì thế cho nên nó tạo ra cái sự hấp dẫn nhất định. Và bên cạnh đó chúng ta có thể thấy rằng cái tập khách hàng hay cái big data ấy, bây giờ cái nền kinh tế người ta khai thác cái rất là quan trọng. Ông nào có khách hàng là ông ấy có chiến thắng. Thì các ngân hàng thường sở hữu trong tay mình, các ngân hàng lớn khoảng độ trên 5-10 triệu khách hàng. 5-10 triệu khách hàng trong tay. Đó. Thì họ có sẵn rồi, họ có sẵn công nghệ, họ có sẵn thương hiệu, họ có sẵn khách hàng. Và từ đó họ khai thác các cái hoạt động khác, các cái lĩnh vực kinh doanh khác, bán chéo sản phẩm rất hiệu quả. Ví dụ như bảo hiểm trái phiếu, ngày càng thông dụng. Thì chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng một cái tập đoàn lớn như Bảo Việt chẳng hạn, tập đoàn bảo hiểm số 1 Việt Nam luôn, lợi nhuận một năm 1.000 tỷ. Nhưng mọi người biết là các ngân hàng này lợi nhuận một năm từ bảo hiểm bao tiền không? Vâng, MB gần 2.000. Tech VIB cũng 1.000 tỷ. Thực tế cái lĩnh vực bảo hiểm phát triển rất mạnh, nhưng mà không phải bảo hiểm là người hưởng lợi nhất đâu ạ, mà chính là ngân hàng đấy. Bởi vì ông này ông có tập khách hàng. Đúng không ạ? Thế thành ra mới có các cái câu chuyện, ví dụ như ACB năm vừa rồi vừa mới ký cái hợp đồng bảo hiểm lên đến hơn 8.000 tỷ. Hơn 8.000 tỷ. Trước đó thì Vietcombank là 10.000 tỷ.
ví dụ như vậy. Rồi thêm điều nữa, đó là cái tín dụng tiêu dùng thì cũng ngày càng phát triển hơn. Thì đây chính là một cái mảng mang lại cái biên lợi nhuận rất cao cho các ngân hàng. Giới trẻ chúng ta thì bây giờ chi tiêu nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng không? Chi tiêu rất nhiều. Thế thành ra đấy cũng là cái cơ hội để phát triển cho ngành ngân hàng rất hấp dẫn. Từ những yếu tố trên thì AZFIN cho rằng đây là cái ngành hấp dẫn nhất trong cái chu kỳ hiện nay, chứ không chỉ trong 2021 đâu. Còn trong 2021 thì rõ ràng có cái câu chuyện là nó sẽ tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì 2020 nó đã dự phòng nhiều, đúng không ạ? Nó phải nợ xấu nhiều. Thì 2021 riêng cái nợ xấu bớt đi và dự phòng giảm đi, lợi nhuận đã tăng rồi. Ngoài ra còn chưa kể cái việc là 2021 là khi người ta bắt đầu sản xuất ấy, thì người ta sẽ tăng tín dụng rất mạnh. Đó. Chính vì thế cho nên ngành này có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 15 đến 30%. Cá biệt có những ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận khoảng 40% một năm trong cái ngành này. Đó. Và thêm một điều nữa Phục rất là thích với ngành ngân hàng, ngành tài chính, đó là cái quy mô mở rộng của nó gần như không giới hạn và rất mạnh mẽ. Nếu các anh chị làm ở các ngành sản xuất, các anh chị thấy các anh chị để tăng trưởng được 20-30% một năm nó có khó không ạ? Cực khó, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Nhưng đối với ngành ngân hàng chuyện đó lại là một chuyện rất dễ dàng, không hề quá khó. Đó. Thì đấy là cái sự hấp dẫn của ngành ngân hàng. Tiếp theo ạ, cái ngành thứ hai, ngành này mang tính chất ngắn hạn hơn, dành cho các anh chị active hơn. Tức là các anh chị thích những cái con sóng hơn chẳng hạn. Bên cạnh cái việc mình nắm giữ lâu dài, mình cảm thấy nó hơi buồn chán, hơi nhàm, đúng không ạ? Chúng ta muốn có thêm chút thi vị thì đó chính là ngành chứng khoán ấy. Thì đây là ngành tạo ra các cái cơ hội ngắn hạn khá tốt. Đặc biệt trong 2021, những cái lúc điều chỉnh rất mạnh thì đây chính là ngành có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Nhưng phải là điều chỉnh mạnh. Đó. Thì cơ sở là, thứ nhất, cái thanh khoản thị trường chứng khoán thiết lập kỷ lục năm 2021, đầu năm nay chúng ta đã chứng kiến rồi, đúng không ạ? Thanh khoản kỷ lục luôn, lên đến 10 năm 20.000, thậm chí hơn 20.000 tỷ một phiên, làm cho cái hệ thống giao dịch của sở bị, thậm chí bị nghẽn, đúng không ạ? Bị nghẽn, đúng không ạ? Rồi là chúng ta đi đâu cũng thấy anh em nói chứng khoán, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì cái này, nó có được là nhờ cái xu hướng đầu tư chứng khoán là tất yếu. Đây nó không phải là một kênh bạc nữa, không phải là một kênh chơi bạc, mà là đây là một xu hướng tất yếu của các nước phát triển. Và ở Việt Nam cũng không nằm ngoài cái quy luật đó. Ví dụ như ở Mỹ thì tất nhiên số người có tài khoản chứng khoán lên đến khoảng độ hơn 60%. Ở Thái Lan đâu đó khoảng độ gần 6%, hơn 5%. Thì ở Việt Nam như Mr. Nam có vừa đưa ra mới có 2,77 triệu tài khoản thôi, nhưng thực tế mỗi người 3 tài khoản, đúng không ạ? Thế thành ra là tỷ lệ người Việt mà sở hữu tài khoản đầu tư thực sự nó còn rất thấp. Chính vì thế cái dư địa tăng trưởng nó còn rất mạnh. Đúng không ạ? Rất mạnh. Đó. Tiếp theo là đặc biệt ở trên sàn. Là gần đây chúng ta có thể thấy là làn sóng niêm yết các doanh nghiệp mới bắt đầu rất mạnh. Đúng không ạ? Đặc biệt là các ngân hàng. Đúng không ạ? Vừa rồi niêm yết rất mạnh. Ví dụ ngân hàng An Bình niêm yết này. Ngân hàng OCB niêm yết này. Rồi rất nhiều các ngân hàng khác niêm yết nữa. Thì nó tạo ra các cái nhóm cổ đông mới. Ví dụ một ngân hàng niêm yết là cũng có cả triệu cổ đông lên rồi, đúng không? Rất nhiều đó. Rồi là thu hút được thêm rất nhiều các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư này, nhà đầu tư kia cùng theo. Rồi tiếp theo là thị trường chứng khoán thì đang có ngày càng nhiều các cái sản phẩm phái sinh để thu hút nhà đầu tư. Chính vì thế cho nên nó trở nên sôi động hơn. Có một cái thời gian do Covid, các giải bóng đá không diễn ra được. Thì người ta còn đồn nhau rằng là anh em chơi bóng là chuyển lên đánh phái sinh. Đó. Đây có thể là, nhưng mà thực tế thì Phục đi nghiên cứu cũng có đấy. Tuy nhiên nó cũng không phải quá nhiều. Nhưng ý rằng là ngay cả anh em chơi bóng thì cũng có thể chuyển ra thị trường chứng khoán được. Bằng các cái sản phẩm như là phái sinh. Đó, ví dụ đấy. Rồi tiếp theo. Cái cơ sở thứ hai để tạo nên cái sự hấp dẫn của ngành chứng khoán trong năm 2021 đó chính là giao dịch T0 được kỳ vọng thì giữa năm 2021. Tuy vậy nhưng thôi Phục thì cũng thận trọng hơn, thôi cứ cho rằng là cuối năm 2021 đi. Thì nó cũng tạo nên các cái cú hích rất là lớn. Đó. Còn như nhà nước mình thì trong năm 2020 có công bố thì mong muốn là trong quý 1 2021, nhưng mà quý 1 thì không thể rồi. Thì kỳ vọng rằng là nửa cuối năm nó có thể diễn ra cái giao dịch T0 này. Và cái giao dịch T0 này như thế nào?
mà nó lại tác động mạnh đến thị trường chứng khoán. Rất đơn giản, bây giờ chúng ta mua thì T3 chúng ta mới bán được. T3 ở đây tức là 3 ngày làm việc nhé. Ví dụ mua vào ngày thứ 6 chẳng hạn, thì thứ 2 là T1, thứ 3 là T2, và thứ 3 là T3. Thứ 4 là T3, thì lúc đó chúng ta mới bán được. Tuy nhiên nếu mà có T0 ấy, thì rõ ràng rằng là mua xong chúng ta có thể bán luôn. Còn chứng khoán thì tất nhiên vẫn là T3, T2, T3 nó mới về, nhưng mà mua xong có thể bán luôn. Thế thành ra điều này sẽ kích thích rất là nhiều các cái nhà đầu tư lướt sóng rất mạnh trên thị trường. Và rõ ràng người Việt là một trong những đối tượng là yêu thích nhất cái trò lướt sóng và đánh nhanh, đúng không ạ? Và thì các công ty chứng khoán nó sẽ được hưởng lợi cực kỳ lớn. Cho dù kể cả nó miễn phí giao dịch đi chăng nữa thì được hưởng lợi từ gì ạ? Margin. Lúc ý margin thì kinh hoàng luôn. Và đấy là cái nguồn thu rất là lớn. Đúng không ạ? Thì đấy là cũng thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường chứng khoán. Và dự báo mỗi phiên giao dịch trung bình có thể đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2023. Nhưng Phục nghĩ rằng nếu có T0 thì cuối năm nay là đạt được. Không phải 2023 đâu. Đúng không ạ? Và đúng không ạ? Đó. Ví dụ đấy. Rồi tiếp theo, có một cái phong trào sẽ rất là tốt, đó là thoái vốn nhà nước được kỳ vọng đẩy mạnh, từ đó thu hút thêm các nhà đầu tư ngoại. Rõ ràng là các cái doanh nghiệp lớn nhà nước mà thoái vốn thì thu hút rất tốt các doanh nghiệp ngoại. Các cái nhà đầu tư ngoại họ đến họ mua cổ phần, họ tham gia vào. Rồi là niêm yết cổ phiếu thì cũng thu hút rất nhiều. Rồi là từ đó có thêm rất nhiều các cái cổ đông mới tham gia vào thị trường sôi động hơn, chuyên nghiệp hơn. Và cuối cùng, cái thị trường chứng khoán thì sẽ được kỳ vọng vào một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Chu kỳ tăng trưởng mới sau khi khủng hoảng xảy ra đầu năm 2020 rồi. Thì nó giúp cho tự doanh trở nên hiệu quả hơn. Tự doanh trở nên hiệu quả hơn. Thì nó cũng góp phần làm cho các công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh tốt hơn. Thì từ những yếu tố trên thì AZFIN cho rằng là lựa chọn ngành chứng khoán thì khá là tốt cho những nhà đầu tư active. Active ở đây tức là năng động ạ. Những nhà đầu tư năng động ở những cái nhịp thị trường điều chỉnh. Bởi vì với một cái xu hướng, với một cái chu kỳ kinh tế mới, chu kỳ thị trường chứng khoán mới, thì tất cả những nhịp xuống người ta gọi là nhịp điều chỉnh thôi, nó sẽ thường ngắn hơn so với những nhịp đi lên. Còn ở ngược lại, khi đã tạo đỉnh của thị trường chứng khoán ấy, thì những lúc xuống ấy, thì nó gọi là xuống, còn lên nó, thì người ta gọi là hồi thôi. Đó. Thì rõ ràng trong một cái đường đi lên thì chúng ta thấy điều chỉnh nó sẽ nhỏ hơn việc đi lên. Đúng không ạ? Thì những lúc điều chỉnh như thế là cái cơ hội để chúng ta bắt đầu đối với cái ngành này khá là tốt. Tuy vậy thì những anh chị mà đầu tư mang tính chất là bền vững và dài hạn thì Phục khuyến nghị thì cũng không nên đụng vào cái ngành này. Bởi vì nó cũng có những cái rủi ro nhất định. Tiếp theo, về ngành thứ ba, đó là ngành bán lẻ. Thì đây có thể gọi là một mỏ vàng bất tận. Vì sao lại bất tận? Vì rất đơn giản, chúng ta có thể thấy rằng ví dụ ông Thái Lan suốt ngày đến Việt Nam để săn mua các công ty bán lẻ, đúng không ạ? Trên thế giới ông nào cũng nhăm nhe. Big C ví dụ vừa mới công bố bán, lợi nhuận có đâu ạ? Thế mà ông Thái Lan trả luôn gần tỷ đô. Hay Metro cũng thế, trả gần tỷ đô. Rồi là thu hút được rất nhiều các nhà bán lẻ ở trên thế giới khác như Aeon Mall, rồi rất nhiều các nhà bán lẻ nữa, đúng không? Thì bởi vì sao lại vậy? Bởi vì rõ ràng cái thị trường bán lẻ của Việt Nam nó tăng trưởng sẽ rất là khủng khiếp ấy. Khủng khiếp như nào, chúng ta hãy liên hệ với một số cái nước mà có cái dân số như chúng ta. Khoảng độ 5, 7 năm nữa, 10 năm nữa GDP chúng ta sẽ tăng khoảng gấp đôi, gấp ba chẳng hạn. Thì khi đó cái quy mô thị trường bán lẻ này nó lên đến cả vài trăm tỷ đô. Vài trăm tỷ đô, tức là cực kỳ lớn luôn. Thế chính vì thế cho nên nó tạo nên cái sự hấp dẫn rất nhiều. Và ông nào mà dẫn đầu được cái ngành này thì coi như là có thể nói là thuộc dạng là to nhất Việt Nam rồi. To nhất rồi. Đó. Thì còn về 2021 cũng như là chu kỳ tới, vì sao cái ngành bán lẻ hấp dẫn thì Phục sẽ đi chi tiết hơn. Thứ nhất là kinh tế phục hồi thì sẽ thúc đẩy tiêu dùng trở lại mạnh mẽ và trên 10% trong năm 2021. Và nó có thể duy trì tăng trưởng 8-11% trong giai đoạn 2021-2025.
Thì đây là cái tốc độ tăng trưởng chung của ngành thôi nhé. Còn những cái doanh nghiệp hàng đầu thì nó có thể tăng trưởng gấp 3, gấp 4, thậm chí nhiều hơn. Tiếp theo, thứ hai là đô thị hóa của Việt Nam sẽ diễn ra nhanh chóng. Và hiện nay cái tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhất châu Á, khoảng 3% một năm. Nó sẽ thúc đẩy cái phát triển bán lẻ hiện đại. Tức là khi có mỗi một khu đô thị mới thì chúng ta sẽ có những siêu thị mới, chứ không phải có những chợ cóc, chợ tạm, đúng không ạ? Đó, thì ý là cái việc tăng, cái phát triển cái đô thị hóa nó sẽ giúp cho các cái kênh bán lẻ nó phát triển rất mạnh, rất mạnh. Đó. Tiếp theo là cái thói quen mua sắm và tiêu dùng thay đổi nhanh chóng ở giới trẻ. Đối tượng làm ra thu nhập chính và tiêu dùng chính trong tương lai. Đúng không ạ? Nếu như đi chợ truyền thống thì về cơ bản là các cô, các bà hay là các chị trước cũng có tuổi một chút thì thường đi những cái chợ ấy. Nhưng mà bây giờ giới trẻ chẳng hạn thì họ sẽ dần dần họ chuyển dịch, họ không đi chợ truyền thống nữa. Mà họ vào các cái siêu thị có máy lạnh, đúng không? Có phục vụ rất tốt, nhanh chóng và có in giá sẵn, họ cũng không muốn mặc cả. Và đặc biệt là họ rất muốn vào các cái nơi tiện lợi mà có thể mua tất cả mọi thứ ở trong đó một cách dễ dàng. Thì chỉ có kênh bán lẻ hiện đại mới giúp cái chuyện này tốt được. Thì rõ ràng là cái xu hướng này nó đang dịch chuyển. Tất nhiên cái việc chợ truyền thống hay là những cái cơ sở kinh doanh truyền thống thì hiện nay nó vẫn chiếm đa số. Nhưng chính vì thế đó mới là cơ hội cho cái kênh hiện đại họ có thể ăn dần thị phần. Đó. Thì đấy là cái tiềm năng tăng trưởng của nó. Và thứ tư, công nghệ giúp cho các công ty bán lẻ khai thác cái dữ liệu lớn tốt hơn. Qua đó thấu hiểu được cái hành vi khách hàng, lại giúp các công ty này có thể móc túi người tiêu dùng tinh vi hơn rất nhiều. Không biết các anh chị ở đây thế nào, nhưng mà nếu mà Phục không đi siêu thị thì Phục cũng chả có nhu cầu mua gì. Nhưng mà không hiểu tại sao cứ đi siêu thị là tự nhiên phát sinh nhu cầu. Đúng ạ, hóa đơn rất lớn. Đúng ạ? Và có anh chị nào để ý rằng là cách đây 2-3 năm hóa đơn đi siêu thị so với hóa đơn bây giờ các anh chị có khác nhau nhiều không? Rất lớn, đúng ạ. Thì đấy là cái sự tinh vi của các cái công ty bán lẻ bây giờ. Rất là khủng khiếp. Đặc biệt là hôm trước có chia sẻ với, có trao đổi một số chị đi Aeon Mall của Nhật Bản ấy. Phải nói là các bà bảo tôi lần sau chị phải kiêng vào đây. Bởi vào đây mình tốn thời gian quá. Mình cứ bị chìm đắm trong đó và mình mua sắm rất nhiều thứ. Đó, rất nhiều thứ. Thì đấy cho thấy là cái ngành bán lẻ này nó rất là hấp dẫn. Rất hấp dẫn. Và đặc biệt như chúng ta thấy ở đây, đa phần cái chi tiêu gia đình chúng ta cũng vẫn là chi tiêu cho tiêu dùng, cho bán lẻ, đúng không ạ? Đó. Và cái lĩnh vực này là một cái lĩnh vực rất bền vững, nó là thiết yếu của cuộc sống. Chính vì thế nó là một cái mỏ vàng rất lớn cho các cái công ty có thể giành giật được thị phần ở trên này. Ngành tiếp theo mà Phục muốn trao đổi đến ở đây đó là ngành bất động sản. Thì ngành này thì về cơ bản nó cũng là một cái ngành đầu cơ theo câu chuyện. Nếu chúng ta đầu tư vào bất động sản thì nó thực sự là đầu tư thật. Nhưng chúng ta đầu tư vào cổ phiếu bất động sản thì về cơ bản AZFIN đánh giá nó là cái câu chuyện đầu cơ vào cái ngành này. Đầu cơ vào cái ngành này. Bởi vì cũng chia sẻ lại một chút về cái quan điểm của AZFIN về ngành này. Về cơ bản, đó là các cái doanh nghiệp bất động sản ấy, họ dễ tuồn lợi nhuận ra ngoài rất nhiều. Rất đơn giản, miếng đất bây giờ trong một khu đô thị, những miếng đất góc đẹp nhất chẳng hạn, có khi đáng giá 50 tỷ nhưng họ bán 20 tỷ cổ đông, chúng ta có làm gì được không ạ? Không. Còn ví dụ các ông sản xuất thì các ông tính thuần hơn. Ông bán thép chẳng hạn thì thuần hơn. Các ông không thể mà hạ giá ngay lập tức như thế được. Ví dụ thế. Thế thành ra cái câu chuyện về bất động sản thì rất hấp dẫn. Nhưng mà cổ phiếu bất động sản thì AZFIN đánh giá nó là những cái cơ hội đầu cơ theo câu chuyện. Tức là có cái câu chuyện. Thì năm 2021 là một cái năm có những câu chuyện như thế. Vì sao lại vậy? Thứ nhất là tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam rất thấp, đúng không ạ? 38% năm 2019 và tăng trưởng nhanh nhất châu Á như Phục vừa trình bày là 3% một năm. Thì chính vì cái đô thị hóa nó còn thấp thì thành ra tạo cơ hội để xây các khu đô thị mới, tăng đô thị hóa. Và cái tăng đó chính là tăng trưởng đấy. Rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Tiếp theo về kinh tế phát triển trở lại từ 2021 thì sẽ làm tăng cái cầu về nhà ở, tăng cầu nhà ở hơn. Rõ ràng vừa rồi là suy thoái khủng hoảng nhưng về cơ bản cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều đến thu nhập, đến công việc của các anh em, đúng không? Chủ yếu ảnh hưởng đến các anh chị công nhân là chính thôi. Chuyên về cơ bản là đa phần mọi người là về cơ bản không ảnh hưởng nhiều. Chính vì thế khi kinh tế trở lại
thì lãi suất lại rẻ. Thế là anh em lại có nhu cầu vay để mua nhà nhiều hơn. Thì đây là một cơ hội rất tốt cho cái bất động sản. Rồi thứ ba là như Phục vừa trao đổi lại, tiền giá rẻ. Đấy. Ngoài việc thúc đẩy chúng ta vay mua nhà để ở đây là còn thúc đẩy việc gì ạ? Đầu cơ, đầu tư. Rất nhiều người có thể vay với lãi suất ngân hàng chỉ 7-8%, thậm chí thấp hơn. Thế do đó là họ sẵn sàng đầu tư bất động sản. Với cái tiềm năng có thể là ở các cái khu mà còn đô thị hóa tốt ấy, các khu sắp tới còn phát triển ấy, thì nó có thể tăng trưởng 15, 20, thậm chí cao hơn rất nhiều. Đúng không? Thì đấy là một cái cơ hội của họ khi tiền giá rẻ. Tiếp theo về cung bất động sản thì bị co hẹp năm 2019, năm 2020 vừa rồi. Rõ ràng là trong giai đoạn đó thì ở Sài Gòn gần như là không ai được cấp phép. Chính vì thế cho nên nguồn cung nó bị hạn chế. Nguồn cung bị hạn chế. Thành ra nó tạo lên những cái sự khan hiếm nhất định. Khan hiếm nhất định. Đó. Tiếp theo, cái giá đất thì hiện nay như chúng ta thấy đang tăng rất là mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Và nó được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi cái lãi suất còn rẻ như này. Chính vì thế cho nên ngành bất động sản sẽ là một ngành hưởng lợi khá lớn trong năm 2021 này. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp có cái quỹ đất lớn. Quỹ đất lớn thì nó sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Tiếp theo, về cái ngành công nghệ thì AZFIN đánh giá đây là một cái ngành có cái xu hướng tất yếu. Xu hướng tất yếu rồi, không thể thay đổi rồi. Thì hôm trước vừa mới trao đổi với một cái thành viên ban điều hành của FPT thì anh ấy chia sẻ như này. Anh chia sẻ rằng là nếu như trước Covid ý, các cái doanh nghiệp họ có kế hoạch là phát triển công nghệ trong vòng 10 năm ấy, thì bây giờ họ yêu cầu đẩy xuống còn đúng 3 năm rồi. Tức là chính nhờ khủng hoảng lại thúc ép các doanh nghiệp ấy họ phải mạnh mẽ hơn, họ phải nhanh chóng hơn. Nhanh chóng hơn. Thì cho thấy rằng là cái này nó, đấy là chỉ là một cái rất là đơn giản cho thấy là cái ngành này nó đang rất là tuyệt vời. Thì cái câu chuyện như ngày xưa chúng ta hay nói đó là cá lớn nuốt cá bé, đúng không ạ? Rất phổ biến. Ông nào to đè được ông khác. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Tất nhiên không phải khác hoàn toàn, nhưng mà đa phần bây giờ phải là cá nhanh nuốt cá chậm rồi. Cá nhanh nuốt cá chậm rồi. Thậm chí ngay cả các cái tỷ phú bây giờ, tỷ phú đô la giàu nhất ấy, họ cũng đều rất là trẻ, đúng không ạ? Đó là nhờ công nghệ cả. Nhờ công nghệ. Hay là ông Thế Giới Di Động, tại sao mà chỉ trong mỗi một năm mà ông ấy có thể mở đến 1.500 cửa hàng được? Đó là nhờ công nghệ đấy, chứ không phải nhờ sức người đâu. Còn như trước kia, các cái hộ kinh doanh ở phố cổ chẳng hạn, họ muốn mở thêm một cửa hàng, một chi nhánh có khi mất vài năm, đúng không ạ? Nhưng bây giờ nhờ công nghệ này nó như vậy. Thế thành ra ông nào chậm là ông ấy sẽ bị đào thải thôi. Chứ không còn có chuyện là ông ấy cậy, ông ấy to người là ông có thể đè chết được người khác, không có chuyện đó. Đó, mà bây giờ nó đã chuyển thành dịch rồi. Phải là cá nhanh nuốt cá chậm. Thứ hai là rất nhiều doanh nghiệp đã phải đối mặt rồi. Ở Việt Nam có thể là chưa đối mặt quá nhiều đâu, nhưng trong vài năm nữa sẽ tiếp tục. Đó là một là thay đổi hay là chết. Chỉ bằng cách là ứng dụng công nghệ vào kinh doanh thì nó sẽ là một cái câu chuyện, là một xu hướng tất yếu rồi. Rất nhiều các anh chị tiểu thương bán cửa hàng ngày xưa hưởng lợi rất nhiều, đúng không ạ? Thu nhập rất cao, nhưng bây giờ các anh chị thấy các bạn bán hàng online thế nào? Đúng không ạ? Đúng rồi, họ không cần cửa hàng. Họ có khi họ bán chỉ cần một ngày thôi bằng các vị kia bán cả năm được. Đó. Thì đấy là thay đổi hay là chết. Không có chuyện là bây giờ cứ ung dung là người ta tự đến. Không có chuyện là bây giờ ta cứ dựa vào những cái cũ. Cũng giống như các cái câu chuyện về thị trường chứng khoán chúng ta ngồi đây chẳng hạn. Nhờ có công nghệ, nhờ có internet, đúng không ạ? Thì rõ ràng chúng ta mới ngồi được với nhau ở đây. Còn nếu không có thì AZFIN cũng rất khó có thể tiếp cận cùng các anh chị trao đổi ở đây. Đó. Thì đấy là cái lĩnh vực công nghệ. Rồi thứ ba là Việt Nam thì lại hội tụ mọi yếu tố để phát triển mạnh cái gia công phần mềm. Ở đây chúng ta chú trọng vào cái gia công thôi. Còn cái liên quan đến công nghệ lõi thì chúng ta chưa có đủ tầm ở đây. Tuy vậy thì với Phục quan niệm như này, không quan trọng là chúng ta cứ phải làm công nghệ lõi hay làm một cái gì đó nó nghe nó thật hoành tráng, mà quan trọng chúng ta làm cái gì, cái đó phải chúng ta là người hiệu quả nhất cơ. Đúng không? Chúng ta là người hiệu quả nhất, mang lại cái giá trị cao nhất, thì lúc ý là
rất là tốt. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải làm một cái gì đó, phải làm ra một cái tàu vũ trụ hay cái gì cả. Không ạ. Mà chúng ta làm cái gì làm, nhưng mà chúng ta phải có lợi thế cạnh tranh, phải mạnh nhất ở cái đó. Thì khi đó chúng ta sẽ có hiệu quả. Đó. Thì ở Việt Nam, vì sao lại gì? Hội tụ những thứ đó? Đầu tiên đó là học toán nhiều, nhảy số nhanh. Thành ra là anh em làm cốt rất là tốt, rất là dễ. Đào tạo nó nhanh hơn, nhanh hơn. Thứ hai nữa là cái cơ cấu dân số trẻ. Ở Việt Nam độ tuổi trung bình là 32,5 tuổi, là cơ cấu dân số rất trẻ. Thì chỉ có các bạn trẻ thì mới học IT, học cốt nhanh, đúng không ạ? Thế thành ra rất thuận lợi. Rồi tiếp theo là dân số của chúng ta rất tập trung. Diện tích của chúng ta có 330.000 km2 thôi, nhưng 100 triệu dân. Thế là Việt Nam là thuộc dạng là một trong nước có mật độ đông nhất thế giới. Chính vì tập trung thế cho nên nó sẽ thúc đẩy cái việc phát triển những cái công việc mà làm sao mà cần nhiều nhân lực. Cần nhiều nhân lực thì nó sẽ phát triển rất là mạnh ở các cái nước có dân số tập trung và đông. Rồi tiếp theo là chính sách của chính phủ về ưu tiên phát triển công nghệ cũng rất là tốt. Chính phủ mình cũng đặt ra các cái kế hoạch rồi là thúc đẩy lĩnh vực này phát triển rất là mạnh thời gian qua. Chính vì thế cho nên là đã thúc đẩy cái lĩnh vực công nghệ phát triển rất tốt. Và thực tế so với cái sự phát triển của nền kinh tế thì Việt Nam là một trong những nước mà tuy cái nền kinh tế vẫn còn đánh giá là phát triển vẫn còn thấp thấp, đúng không ạ? Nhưng mà về ứng dụng công nghệ phải nói là cũng thuộc dạng là cao hơn so với cái vị trí về kinh tế của chúng ta rất nhiều đấy. Ví dụ như là cái tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh này, tỷ lệ internet này, sử dụng internet này, vân vân, là ở Việt Nam là cũng thuộc dạng là hàng đầu đấy, chứ cũng không kém lắm đâu. Thì đây là một cái nước đang có những cái chính sách mà ưu tiên phát triển công nghệ rất tốt. Chính vì thế ngành này sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong tương lai. Và tiếp theo thì chúng ta về cái phần chiến lược thì chúng ta sẽ để sau buổi giải lao. Tuy vậy thì nhân về ok ạ, thì chúng ta sẽ để sau phần giải lao chúng ta sẽ giải đáp. Thì sau đây thì Phục sẽ cũng sẽ cùng với các anh chị sẽ vào tiếp theo. Đó là phần về những cái doanh nghiệp cụ thể là những doanh nghiệp nào. Thì ở trên thì chúng ta chỉ nói ngành thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cụ thể là những doanh nghiệp nào và vì sao đầu tư nó. Rất ngắn gọn nhưng phải cụ thể. Phục xin giới thiệu cái top 5, top 6 cổ phiếu năm 2021. Thì gọi tên những doanh nghiệp nào. Thì trước tiên thì để đưa ra thì AZFIN đưa ra các cái tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp như sau. Thứ nhất là tăng trưởng thì phải được trên 20%, được là rất tốt. Tăng trưởng phải như thế. Thứ hai là quản trị công ty phải tốt. Thứ ba là định giá phải hấp dẫn. Định giá phải hấp dẫn. Về cơ bản như này, chỉ có một công ty tăng trưởng thì nó mới mang lại cái lợi nhuận và cái kết quả cao cho chúng ta được. Đúng không? Chúng ta hãy thử tưởng tượng như này. Doanh nghiệp năm nay lợi nhuận 100 tỷ. Định giá PE bằng 10 lần. Tức là giá 1.000 tỷ, đúng không ạ? Thế năm sau doanh nghiệp mà tăng trưởng 20% là 120 tỷ lợi nhuận. Thì PE bằng 10 lần thì nó cũng tăng lên bao nhiêu? Đúng không ạ? Nó cũng có lợi nhuận thêm 20%. Còn nếu mà doanh nghiệp không tăng trưởng, trả cổ tức 10% thôi thì lợi nhuận chúng ta cũng chỉ được tầm đó thôi chẳng hạn. Thì về cơ bản nếu mà những doanh nghiệp mà càng tăng trưởng lợi nhuận cao thì chúng ta càng kỳ vọng được mang lại cái lợi nhuận tốt. Thì đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là quản trị công ty. Tức là công ty có tốt, có đẹp đến mấy mà lãnh đạo công ty họ không tử tế, họ không nghiêm túc với cổ đông nhỏ chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta cũng không được hưởng lợi gì cả. Và đặc biệt khi chúng ta đồng hành cùng họ lâu dài thì rõ ràng cái yếu tố này là một yếu tố rất quan trọng. Và yếu tố thứ ba là định giá hấp dẫn. Thì về cơ bản mua cái gì cũng thế thôi. Cứ mua được rẻ thì nó mới có cơ hội mang lại cái lợi nhuận cao hơn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và để và trọng tâm của ba cái này thì đó phải là cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp rất mạnh. Thì nó mới đạt được những cái này. Thì đấy là cái tiêu chí mà AZFIN đưa ra để lựa chọn cho top cổ phiếu cho 2021, mà cái phần mà đa phần các anh chị rất quan tâm đấy, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ vào cổ phiếu đầu tiên, đó là thuộc ngành ngân hàng. Nhưng trước tiên thì Phục cũng xin trao đổi có một đặc thù đặc biệt trong năm nay. Đó là năm nay AZFIN hơi ưu ái cho ngành ngân hàng. Thế thành ra riêng top 5 thì AZFIN có 2 cổ phiếu ngành ngân hàng.
Bởi vì cái ngành này thực sự là một cái cơ hội rất tốt trong cái chu kỳ tới. Và nó hội tụ mọi thứ hấp dẫn hơn. Chính vì thế cho nên AZFIN mạnh dạn đưa cái tỷ trọng nó lớn hơn gấp đôi so với các cái ngành khác. Gấp đôi so với ngành khác. Thì đầu tiên đó là cổ phiếu Techcombank. Thì AZFIN cũng mạnh dạn đưa rằng cho rằng nó là ngân hàng số 1 Việt Nam. Thì kỳ vọng rằng khoảng độ 3 đến 4 năm tới lợi nhuận nó có thể lên số 1. Và rất nhiều các lợi thế, các cái vị thế khác thì nó đã là số 1 rồi. Nó đã là số 1 rồi. Thì đầu tiên về lợi thế cạnh tranh thì rõ ràng của Techcombank thì AZFIN đánh giá là lợi thế cạnh tranh xuất sắc. Ở chỗ một, nó có một cái hệ sinh thái tuyệt vời. Hệ sinh thái ở đây gồm chục ba thành phần. Thứ nhất là ngân về công ty chứng khoán thì số 1 Việt Nam. Xin thưa, không phải SDI đâu. Không phải SDI là công ty chứng khoán số 1 đâu. Mà là chứng khoán Techcombank. Bởi riêng cái lợi nhuận nó gần gấp đôi của SDI. Số lượng nhân sự đâu đó khoảng 300. Bằng 1/3, 1/4 SDI nhưng lợi nhuận gần gấp đôi. Và mọi người thử tưởng tượng rằng số lượng nhân sự của một cái công ty chứng khoán này có khoảng 300 mà lợi nhuận một năm nó mang lại 2.000 mấy trăm tỷ. Tức là năng suất mỗi người làm bao nhiêu? Đấy, 8 tỷ, 7-8 tỷ. Đó. Thì đây mới là cái công ty chứng khoán số 1. Họ tập trung vào công nghệ và rất hiệu quả. Rất hiệu quả. Đó. Thứ hai nữa là về cái công ty quản lý quỹ Techcombank. Thì gọi là Techcombank Capital. Thì đây cũng là công ty quản lý quỹ số 1 Việt Nam. Nhưng chúng ta có nghe thấy bao giờ không ạ? Không đúng không ạ? Nhưng nó âm thầm phát triển và rất khủng khiếp. Khủng khiếp đến mức như này. Cái quỹ trái phiếu của nó một mình chiếm 93% toàn thị bộ Việt Nam. Nếu nó khoảng độ 19-20 ngàn tỷ thì thằng đứng thứ hai có 500 tỷ thôi. Còn những thằng thứ ba, thứ tư có khi có vài chục tỷ. Nó rất khủng khiếp. Và rõ ràng đây là những cái lĩnh vực rất phát triển trong tương lai. Về lâu dài thì những nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam thì cũng sẽ theo xu hướng trên thế giới thôi. Chỉ có những anh chị gọi là tinh anh nhất thì các anh chị tự đầu tư thôi. Còn lại đa phần các anh chị sẽ phải nhờ các cái quỹ đầu tư. Thì đây chính là cái ông đi đầu trong cái lĩnh vực đó. Đó. Đấy là hai cái chân. Cái chân lớn nhất của cái hệ sinh thái đó là ngân hàng mẹ thì luôn tiên phong trong các lĩnh vực mới. Nếu như ngày xưa người ta đang nghĩ đến việc xử lý nợ xấu thì ông này ông bán bảo hiểm đã đầu tiên rồi. Đúng không ạ? Người ta đang chỉ nghĩ đến cái lĩnh vực ngân hàng truyền thống, ông đã bán bảo hiểm đầu tiên rồi. Ông ký ban ca rất sớm và thu lại lợi nhuận rất cao. Đúng không ạ? Rồi người ta cứ nghĩ đến cái việc xử lý nợ xấu thì ông ấy đã ứng dụng công nghệ hàng vài ngàn tỷ vào rồi. Các cái sản phẩm mới, rồi các cái tính năng mới ông ấy đều đi đầu. Và ví dụ một cái nổi bật nhất trong 2-3 năm vừa qua mà thu hút nhiều nhà bán lẻ rồi thu hút nhiều cá nhân mở tài khoản nhất đó là gì ạ? Đúng rồi, ông ấy miễn phí thì công khác thì sao? Đó. Đúng rồi, khi ông ấy lên số 1 rồi chiếm hết rồi công khác mới bắt đầu chạy theo. Đó. Thì đấy là cái sự tinh tường của lãnh đạo họ. Thực sự nói về chủ ngân hàng, phải nói là chủ của Techcombank là những người cực kỳ đỉnh cao trong giới ngân hàng. Và mọi người có thể thấy rằng cái câu chuyện của Techcombank ấy, nó đỉnh cao ở mức là ngày xưa mọi người, nếu các anh chị ở đây mà làm lĩnh vực tài chính thì chắc là rất hâm mộ anh Vinh đúng không ạ? Tổng giám đốc cũ của Techcombank. Hồi đó anh Vinh và anh Lý Xuân Hải của ACB là hai lãnh đạo ngân hàng được đánh giá cao nhất cái thời 2010-2013 gì đấy, đúng không ạ? Đánh giá cao nhất. Khi anh Vinh đi khỏi Techcombank thì người ta nghĩ rằng thằng Techcombank sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng không, nó vẫn lại khỏe hơn. Và sau đó là anh Quốc Anh kế cận anh Vinh. Và anh Quốc Anh đưa Techcombank từ một cái ngân hàng nhóm 2 trong cái nhóm thương mại cổ phần lên đứng đầu trong cái nhóm 1 luôn. Vượt MB, vượt ACB về vị thế luôn. Và cuối cùng anh Quốc Anh cách đây hơn một năm cũng làm sao? Cũng nghỉ. Và mọi người cũng bảo ô anh Quốc Anh đi thì thằng này sẽ yếu đi. Nhưng mà rất tiếc tất cả chỉ nhìn thấy bề nổi thôi. Ở Techcombank nếu nói về cá nhân chỉ có anh Hùng Anh thôi.
là một người cực kỳ khủng khiếp. Và vì sao người ta lại có cái chuyện chuyển đổi Anh Quốc Anh từ một người làm cực kỳ tốt như thế, làm rất tốt nhé, sang những ông nước ngoài làm CEO? Bởi vì người ta hướng đến cái tiêu chuẩn quốc tế. Người ta hướng đến tiêu chuẩn quốc tế. Người ta muốn mình là hàng đầu, muốn mình là vươn lên số 1, muốn mình thì người ta phải đi đầu trong cái gì đó. Chứ không phải người ta muốn là cái ngân hàng càng u ám càng tốt để lấy tiền để cho sân sau hay gì, không. Đó. Thì ông muốn tiêu chuẩn quốc tế là thứ nhất. Thứ hai ấy, những cái ông lãnh đạo của Techcombank bây giờ ấy, người nước ngoài ấy, là những ông rất giỏi về công nghệ. Đó. Đấy là cái người ta hướng tới. Thế do đó Techcombank nó mới đạt kết quả như bây giờ. Chứ không phải là ngẫu nhiên nó đạt được đâu ạ. Không hề ngẫu nhiên. Đó. Chính vì thế cho nên AZFIN cũng là gần như là một trong những bên đầu tiên đánh giá Techcombank rất cao trong 6 đến 8 tháng vừa qua. Thì gần đây thì cũng rất nhiều các bên khác đưa ra. Đó. Thì đấy là về thứ nhất là cái hệ sinh thái. Tiếp theo về chi phí vốn. Thì như chúng ta nhìn rõ thì đây là cái phát sinh của cái lợi thế cạnh tranh. Chi phí vốn của Techcombank rất thấp. Chi phí vốn huy động của Techcombank, Phục hôm trước có ngồi tính với anh em AZFIN, nó đâu đó quý 4 năm 2020 ước tính nó khoảng độ 3% giá vốn huy động. 3%. Thấp nhất Việt Nam. Thấp hơn so với Vietcombank một chút xíu, khoảng 0,0 mấy. Thấp hơn MB một ít. Và thấp hơn các cái ngân hàng khác. Các ngân hàng khác huy động trung bình là 4,78%. Thì Techcombank huy động có 3%. Các anh chị thử tưởng tượng xem, nếu mà cho vay cùng với một giá vốn thì đã ăn chênh bao nhiêu? 1,78%. Đúng không ạ? Chênh như thế cơ. Tức là giá vốn huy động của họ chỉ bằng có 60% của ông kia thôi. 60%. Rất thấp. Đúng không ạ? Rồi cái hiệu quả kinh doanh của Techcombank thì rất là cao. Còn cái chi phí vốn, giá vốn thực tế của Techcombank ấy, Phục nghĩ còn thấp hơn cả Vietcombank với MB nữa cơ. Bởi vì cái CASA của Techcombank đến từ đâu ạ? Cá nhân đúng không ạ? Cá nhân có cần lobby không ạ? Không. Còn một số bác khác, CASA rất lớn đến từ các tổ chức chẳng hạn, thì có cần không ạ? Đó. Thì ví dụ như thế. Hơn nữa là đến từ cá nhân thì người ta thường tính là an toàn hơn, bền vững hơn. Còn những ông to, một vài ông mà rút đi chẳng hạn thì sẽ ảnh hưởng khá lớn. Đó. Khá lớn. Đó. Đó, thì dẫn đến cái CASA đây, số 1 Việt Nam với 40%. Và đặc biệt là cái công nghệ thì giúp giảm chi phí cho Techcombank rất nhiều. Giảm nợ xấu. Và lợi nhuận trên mỗi nhân viên bây giờ là số 1 Việt Nam. Thì Techcombank nhân viên đâu đó khoảng độ 12.000. Mà lợi nhuận sau thuế năm nay có thể đạt 13.000. Năm 2020 ấy, là 13.000. Tức là hơn 1 tỷ một nhân viên. Trong khi không ngân hàng là nào làm được điều đó. Cùng thì quy mô nhân sự nó ít hơn rất nhiều. Rồi ở Techcombank bây giờ nó có một cái hệ sinh thái nó bền vững như này. Khách hàng đến với Techcombank là khách hàng của Techcombank chứ không phải là của anh tín dụng. Đa phần là như vậy đấy. Bây giờ đa phần là như vậy. Đó. Anh tín dụng bây giờ hay là các anh nhân viên đa phần ở Techcombank là làm nhiệm vụ đi bán hàng thôi. Làm nhiệm vụ đi bán hàng. Không giống như các ngân hàng khác. Nhân viên tín dụng đi thì lôi luôn khách đi. Thì ở Techcombank nó đã giảm thiểu được điều đó rất nhiều. Thêm một điều nữa, nó cũng đang ứng dụng rất nhiều công nghệ và rất nhiều các cái mảng, ví dụ như thẩm định này kia chẳng hạn. Thì thành ra nó cũng giảm bớt các cái rủi ro, đó là các cá nhân họ cố tình. Chính vì thế cho nên nợ xấu của Techcombank nếu mà triển khai tốt và nhuần nhuyễn sắp tới thì có thể giảm thấp nữa. Rồi nâng cao cái hiệu quả của nhân viên lên rất nhiều. Đó. Rồi là cái tập khách hàng của Techcombank là chất lượng số 1. Ngày trước thì khi Phục trao đổi đến cái tập khách hàng rất chất lượng này thì anh em bảo phụ thuộc vào VIX và Masan thì rủi ro quá. Không, rủi ro nếu mà hai thằng nó yếu cơ. Nhưng hai thằng nó không yếu thì đấy là một lợi thế. Và đặc biệt những khách hàng đó là những người có thu nhập rất cao, rất trẻ. Họ là những cái triệu phú tương lai. Hay là những anh chị bán hàng online chẳng hạn, là những người ứng dụng công nghệ rất tốt. Thì đấy là những người, những tập khách hàng rất chất lượng đối với cái ngân hàng này. Đối với ngân hàng này. Đó. Thì đấy là về lợi thế cạnh tranh. Tiếp theo về quản trị công ty như Phục vừa trao đổi rồi đấy. Thì đó là quản trị công ty được đánh giá rất xuất sắc. Thì
Thì lãnh đạo thì họ ham học giỏi, ứng dụng công nghệ này, rồi là mời các chuyên gia giỏi đến liên tục. Họ làm mới mình liên tục. Chứ không phải họ hôm nay họ thấy mình thành công rồi họ cứ thế ngủ quên trên chiến thắng đâu. Không, họ sẽ lại dẹp nó đi và họ nâng mình lên một tầng mới. Đó. Rồi là Techcombank cũng như đa phần các ngân hàng thì cơ bản là khá công khai minh bạch. Về cơ bản là phục đánh giá ngành ngân hàng là một trong ngành thuộc dạng là công khai minh bạch nhất đấy. Bởi vì các cái cơ quan quản lý rất là chặt chẽ đối với những đối tượng này. Họ ảnh hưởng đến nền kinh tế rất lớn. Nó chắc chắn là minh bạch hơn rất nhiều các cái lĩnh vực kinh doanh khác. Ví dụ bất động sản này kia. Đó, đấy là một điều chắc chắn được. Rồi tiếp theo là xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh. Rõ ràng văn hóa Techcombank rất mạnh. Anh chị em nào đây làm ngân hàng có thể thấy. Các bạn nhân viên ở Techcombank đó, có cái gì đó nó vẫn chuyên nghiệp đúng không? Đúng không? Chuyên nghiệp và nó năng động. Nhìn thấy đã thấy sự năng động. Và quan trọng nhất là họ hướng đến cái hiệu quả. Hướng hiệu quả. Rồi tiếp theo là đây là một ngân hàng cũng tối đa hóa lợi nhuận và liên tục cải tiến để nâng cao cái hiệu quả kinh doanh của mình. Thì điều này thì cũng không cần phải nói nhiều. Con số đã chứng minh rồi, đúng không? Đó. Còn về tăng trưởng thì AZFIN kỳ vọng rằng là Techcombank có thể tăng trưởng 20-25% trên năm trong 5 năm tới. Thậm chí nếu anh chị nào mà tích cực hơn thì có thể dự báo nó có thể tăng trưởng 25-30% một năm trong những năm tới. Cơ sở thì rất vững chắc. Đầu tiên là tín dụng nó có thể tăng trưởng 15% một năm. Thì như năm 2020 vừa rồi thì nó tăng trưởng 23%. Nhưng mà các năm tới thì trung bình tăng trưởng 15%. Tiếp theo là lãi ngoài dịch vụ tăng từ 30-35% một năm. Thì Techcombank là ngân hàng duy nhất ở Việt Nam tiệm cận so với các ngân hàng tốt ở trên thế giới bởi cái tỷ lệ lãi thu nhập ngoài lãi. Đấy, hay nói cái khác là có thể nói là thu nhập dịch vụ rất cao. Điều này nó minh chứng cho ông này khai thác cái tập khách hàng của ông ấy rất tốt. Chứ không chỉ đơn thuần là cho vay. Đó. Thì nó phải có rất nhiều giá trị nó mới khai thác tốt như thế. Hơn nữa chính cái việc khai thác tốt này nó tạo ra một cái sự nó gọi là khách hàng trung thành. Ví dụ phục mà giao dịch mấy các anh chị 2 năm mới giao dịch một lần thì có khi quên mặt nhau. Nhưng mà chúng ta lại sử dụng dịch vụ nhau nhiều hơn, chúng ta tương tác với nhau nhiều hơn hàng tuần hàng tháng, thế là tạo lên một sự trung thành. Cái đó rất tốt. Thêm một điều nữa, lợi nhuận từ dịch vụ là gần như phi rủi ro. Đúng không ạ? Còn cho vay người ta gọi là thả gà ra bắt. Thế nên anh ta phải cẩn thận. Bởi vì ăn chênh NIM khoảng 3-4%, đúng không ạ? Cho vay 100 triệu được 3,5 triệu. Nhỡ mà nợ xấu một tí thì nó rất nguy hiểm. Nhưng mà dịch vụ thường khi phát sinh cái là có luôn. Rủi ro rất thấp. Đó, đúng không ạ? Ví dụ dịch vụ đây là bán bảo hiểm chẳng hạn, bán được cho anh chị thì ghi lợi nhuận. Đúng không ạ? Ví dụ thế, hay là bán trái phiếu cho anh chị ấy ghi luôn 2-3%, đút túi luôn. Không phải đợi ông đến một năm sau tất toán xong thì tôi mới được đúng cái NIM 3%. Đó, chính vì thế cho nên cái dịch vụ rất quan trọng. Và ông này là ông duy nhất tiệm cận các cái ngân hàng tốt trên thế giới. Đó. Tiếp theo, giá vốn thì tiếp tục giảm theo thời gian nhờ ứng dụng công nghệ và chính sách thu hút tiền rất tốt. Thì Phục có mấy anh bán hàng online, mấy anh ấy gọi là cao thủ bán hàng online. Doanh thu cũng lên đến nhiều tỷ đồng. Nhiều tỷ đấy, chắc cả triệu đô một năm. Thì các anh chị rất thích sử dụng cái thằng này. Khi vào cái hệ sinh thái của nó rồi, có app, anh sử dụng tất cả các thứ đấy. Anh bảo bây giờ tao dư tiền, tao cũng gửi ở đây. Tao gửi bên khác thì nó cao hơn một tí thật đấy, nhưng mà chuyển đi, chuyển lại rất bất tiện. Đấy. Thì ông này, ông ấy sử dụng mọi thứ thế. Cuối cùng ông lại có được cái chi phí rất là thấp. Rất là thấp. Tiếp theo, cái yếu tố về định giá đối với cổ phiếu Techcombank này. Thì lợi nhuận sau thuế năm 2021 AZFIN ước tính khoảng độ 15,5 nghìn tỷ đến 16 nghìn tỷ. Thì tức là AZFIN bên gọi là ước tính gọi là tích cực nhất hiện nay. Tuy vậy Phục nghĩ đây không phải tích cực đâu. Nếu mà Techcombank họ muốn, qua nghiên cứu phân tích thì nếu mà Techcombank họ muốn thì hoàn toàn lợi nhuận có thể được 18 ngàn tỷ. Nếu họ muốn nhé. Đây là giả định là khá là cơ sở và trích lập khá lớn đấy. Còn nếu mà họ muốn thì họ có thể ghi nhận lên đến 18.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đó. Còn cái mức 16.000 tỷ là một mức lợi nhuận bền vững. Bền vững. Đó. Thì tăng trưởng thì khoảng 25-35% trong cái năm 2021 này.
ROE, tức là cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 22%. Thì đây được đánh giá là một mức cao. Cao như thế nào? Chúng ta gửi ngân hàng được hơn 6%, đúng không ạ? Như vậy 22% là rất cao. Và đặc biệt một doanh nghiệp có quy mô 70 mấy ngàn tỷ vốn chủ mà họ vận hành được 20 mấy% không hề đơn giản đâu. Đấy là một mức cao. PB cho 2021 thì bằng khoảng 1.48 lần. PE forward cho 2021 bằng khoảng 8.1 lần. Thì như vậy đây là một mức hấp dẫn đối với một ngân hàng có tăng trưởng và vị thế rất tốt. Và đặc biệt thì AZFIN kỳ vọng rằng Techcombank sẽ được định giá lại đúng với vị thế của nó. Định giá lại đúng với vị thế của nó. Ví dụ vị thế của ông dẫn đầu định giá sẽ khác. Cũng giống như vị thế ông đất phố cổ ấy, cho dù lợi nhuận ông đẻ ra không nhiều lắm thôi nhưng mà ông định giá rất cao. Đấy thì có một trường hợp ngân hàng rất điển hình được định giá một vị thế riêng, đó là Vietcombank trong tương lai, trong quá khứ và hiện tại. Thì AZFIN kỳ vọng rằng Techcombank sẽ được định giá lại, còn định giá lại bao nhiêu thì còn phải tùy vào cái sự phát triển của Techcombank trong tương lai. Nhưng mà sẽ được định giá lại. Còn với cái mức định giá PB và PE như này là đang thấp hơn so với trung bình của ngành. Trung bình của ngành. Đúng không? Ví dụ P cùng vị thế rất tốt của Vietcombank thì PE họ 22 lần, đúng không? Cao gấp 2,5 lần của Tech này. PB họ bằng 4 lần, cũng cao gấp 2, mấy lần. Thì cái việc Techcombank nếu mà có định giá lại PB trên 2 lần cũng là chuyện rất hết sức bình thường. Hết sức bình thường, không có gì khó cả. Và cái mục tiêu đầu tư thì với giá mua mạnh dưới 37 thì thời gian đầu tư 3 đến 5 năm thì định giá mục tiêu bán của Techcombank phục cho rằng là PB phải trên 2 lần. Trên 2 lần. Thì khi đó lợi nhuận đầu tư trong vòng 3 năm kỳ vọng ở mức 80 đến 140%. Nhưng Phục nghĩ rằng kịch bản tốt nó có thể hơn đấy. Thì AZFIN từ xưa nay thường đưa ra cũng khá thận trọng nhưng chưa đưa ra một cái gì nó vống quá. Nếu các anh chị có theo dõi rồi. Đó, đây là kịch bản cơ sở có thể đạt mức này. Đúng không? Và khi chúng ta đầu tư chúng ta hãy tầm nhìn liên quan đến ăn bằng lần đi. Để cho nó dễ quyết định. Còn nếu chúng ta cứ nhìn ngày nay ngày mai liệu nó có tăng 1%, 2%, 3% không thì rất khó. Bởi vì nó có một biến cố thì ngay lập tức nó lại điều chỉnh thôi mà. Đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy nhìn một cái tầm nhìn dài hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ quyết định nó dễ hơn. Cổ phiếu thứ hai về ngành ngân hàng mà AZFIN cũng rất là thích. Đó là cổ phiếu MB. Đúng không? Thì cái câu chuyện MB là câu chuyện đây là nói dân dã nặng mông. Đúng không? Nhưng mà nó thực sự nó đã bắt đầu chuyển thành năng động rồi. Năng động rồi. Và AZFIN cũng là bên tự tin, cũng là bên đầu tiên đưa ra cái khái niệm năng động với MB. Còn không ai dám đưa ra đâu. Vì sao lại như vậy? Vì gần đây là MB đã có sự thay đổi ban lãnh đạo từ hơn một năm gần đây. Đấy cũng chính là thời gian mà AZFIN chú ý đặc biệt đến MB. Đó là ban lãnh đạo của họ rất là trẻ, nhiệt huyết. Và đặt ra các cái KPI mọi thứ rất là tham vọng. Ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ, toàn diện. Toàn diện. Thì Phục có may mắn là cũng được tiếp xúc với rất nhiều các anh chị lãnh đạo ở các cái công ty con rồi của cả ngân hàng mẹ của MB. Và trao đổi với họ, thực sự là thấy một cái văn hóa thay đổi hoàn toàn luôn. Anh chị nào mà có người thân làm MB thì trao đổi cũng sẽ rõ. Không còn như ngày trước nhởn nhơ thế nào cũng được. Không, bây giờ mọi thứ rất là rõ ràng. Và họ up KPI rất rõ ràng và mạnh mẽ. Không hề nhẹ một tí nào. Và một trong cái minh chứng rất rõ qua cái câu chuyện vừa rồi là MB đã đưa ra cái kỳ vọng lợi nhuận năm 2021 tăng trưởng bao nhiêu? Mọi người có ai nắm được? 37%. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ đối với những cái ông như ông nhà nước, như chưa từng có tiền lệ. Ngay cả MB từ xưa này, kể cả thuận lợi nhất, chưa bao giờ dám đưa ra cái mốc như thế. Tăng trưởng đến 37%. Nó cũng thể hiện được một cái phần nào đó. Đó. Còn về đi chi tiết hơn, lợi thế cạnh tranh của MB thì hệ sinh thái của MB về cơ bản cũng rất tốt. Tuy bảo mạnh như Techcombank thì nó chưa được bằng, nhưng nó cũng rất tốt. Thì có cái mạnh hơn của MB đó là ông này có
cả bảo hiểm nhân thọ lẫn phi nhân thọ thì hiện nay là đang mang lại lợi nhuận thuộc dạng số 1 Việt Nam. Mang lợi nhuận cho MB đâu đó năm vừa rồi khoảng độ năm 2020 ấy, khoảng độ gần 2.000 tỷ. Rất tốt. Đó. Rồi là công ty chứng khoán MBS thì cũng là công ty số 2 về trái phiếu ở Việt Nam chứ nó không nhỏ đâu. Số 2 về trái phiếu đấy. Rồi tiếp theo, MB Capital của họ là sắp tới cũng sẽ dần dần hỗ trợ tốt. Cũng kỳ vọng là sẽ hỗ trợ tốt. Tuy vậy thì cũng phải nói là hệ sinh thái của nó là khép kín đầy đủ. Nhưng mà bảo là nó rất xuất sắc thì nó chưa. Nhưng ý là nó cũng đang rất tốt. Nó đang hội tụ mọi cái nền tảng để cho nó có thể phát triển thành một cái tập đoàn tài chính hùng mạnh ở các cái lĩnh vực. Đó. Rồi tiếp theo là cái chi phí giá vốn thấp. Thì CASA của MB hiện nay là số 2 Việt Nam sau Techcombank, trên Vietcombank một chút. Về giá vốn huy động thì đứng thứ 3 ở Việt Nam sau Techcombank và sau Vietcombank. Đó. Thì ông MB này Phục đánh giá rằng là không đi đầu nhiều mảng nhưng mà luôn đứng trong top 3 của rất rất nhiều mảng. Gần như mọi thứ nó đều đứng trong top 3 top này. Nó không phải ông dẫn đầu rồi. Đó. Còn về quản trị công ty thì cũng đánh giá rất cao. Lãnh đạo trẻ, năng động, tài năng, ham học hỏi, ứng dụng công nghệ rất mạnh. Ứng dụng công nghệ của MB có thể nói là một trong 3 ngân hàng ứng dụng công nghệ mạnh nhất hiện nay ở Việt Nam. Cùng với Techcombank và TP Bank, Tiên Phong Bank. Đó. Rồi là MB ngày càng công khai minh bạch hơn. Mọi thứ bây giờ họ ngày càng công khai minh bạch hơn. Không như ngày trước nữa. Rồi là văn hóa doanh nghiệp thì họ đang thay đổi theo hướng năng động và hiệu quả hơn. Không còn là chậm chạp như ngày xưa nữa. Tối đa hóa lợi nhuận và liên tục ứng dụng công nghệ. Cũng như là đưa các cái sản phẩm mới vào. MB gần đây là nếu anh chị nào sử dụng các dịch vụ MB có thể thấy là rất nhiều các sản phẩm mới. Rồi là ngay cả việc là chúng ta mở tài khoản số đẹp họ cũng đang khai thác. Mọi thứ họ đang làm rất là ok. Đúng không ạ? Đó, tín dụng tiêu dùng họ cũng đi. Bảo hiểm các thứ thì họ này có cả 20. Họ đang làm khá là đồng bộ và thay đổi khá là nhiều. Chính vì thế cho nên Phục mới có cái câu là thay đổi chuyển thành một ngân hàng năng động chứ không phải là một ngân hàng bị động như ngày xưa nữa. Về tăng trưởng thì AZFIN cho rằng sẽ tăng trưởng khoảng 20 đến 25% một năm trong 5 năm tới. Thì tín dụng thì cũng tăng 15% như các ông khác nhỉ. Lãi ngoài dịch vụ thì tăng trưởng 25 đến 30%. Giá vốn thì tiếp tục giảm theo thời gian nhờ bây giờ nó ứng dụng công nghệ tốt. Cái tập khách hàng của MB tham vọng 2021-2022 là 10 triệu khách hàng. Cũng là rất tham vọng. Rất tham vọng. Và họ đang có cái vị thế là CASA rất tốt. Thì cũng làm được cái điều đó. Rồi về định giá cổ phiếu thì MB có lợi nhuận sau thuế 2021 thì kỳ vọng khoảng độ 11.000 đến 11.500 tỷ. Thì đây cũng là ở mức cơ sở rồi chứ không phải là ở một cái mức nào đó mà quá là tích cực đâu. Đây là mức cơ sở. Tăng trưởng khoảng 30-40%. ROE, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thì đạt 23%, thậm chí cao hơn Tech một chút. Về PB, tức là định giá ngân hàng người ta hay sử dụng PB, tức là giá trên với cái đồng vốn chủ sở hữu. Thì là đang forward cho năm 2021 nó khoảng 1,29 lần. PE forward nó khoảng 6.55 lần. Thì rõ ràng một cái công ty có cái ROE cao như thế này, có cái tăng trưởng mạnh mà PE thấp như thế là một cái mức hấp dẫn. Rất hấp dẫn. Đó. Thì AZFIN cũng kỳ vọng rằng MBB sẽ được định giá lại khi không còn là một ngân hàng chậm chạp nữa. Khi anh em thay đổi cái cách nghĩ về nó thì sẽ định giá khác. Thì cái này trong quá khứ mọi người có thể để thấy con FPT là một minh chứng cụ thể nhỉ. 2-3 năm trước mà AZFIN đưa ra FPT bị chửi kinh lắm, phản ứng kinh lắm. Nhưng mà mọi người biết 2-3 năm trước PE bằng 7 lần, bây giờ PE bằng bao nhiêu ạ? 15,5 lần rồi. Đó tức là khi người ta thay đổi cái tư duy về nó, thay đổi cái cách nhìn về nó, thì người ta sẽ trả nó một cái mức khác. Mức khác hoàn toàn luôn. Đó. Thì đấy là cũng là một trong cái câu chuyện giúp cho những nhà đầu tư mà lựa chọn chuẩn thì có được cái lợi nhuận nó tăng trưởng mạnh hơn so với tăng trưởng cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp rất nhiều. Đó. Đó. Thì đấy là kỳ vọng đối với MB như vậy. Còn về mục tiêu đầu tư thì giá mua mạnh là dưới 28. Thực sự khi hôm làm slide này thì AZFIN làm thì cách đây cũng phải mấy hôm rồi cơ. Thì lúc ấy giá nó hơi thấp nhưng mà cũng mạnh dạn đưa 28-30. Thậm chí Techcombank nếu anh chị em nào theo dõi AZFIN có thể thấy rõ lúc Techcombank có 20 thôi. Anh em nào hỏi trao đổi với AZFIN bảo
mua vùng nào được dưới 30. Chứ không phải là 22 nữa rồi. Đó, ví dụ thế. Còn mục tiêu đầu tư thì trong 3 đến 5 năm được thì tốt, thì định giá mục tiêu bán thực ra đây là rất thận trọng lại 1.7, nhưng Phục cho rằng là trong 3 5 năm tới là không phải để bán. Đó. Thì lợi nhuận kỳ vọng 3 5 năm tới có thể đạt từ 90 đến 130%. Đó, 90 đến 130%. Đó là đối với cổ phiếu MB. Tiếp theo, đó là cổ phiếu Thế Giới Di Động. Thì AZFIN cũng mạnh dạn phán một câu đó là đẳng cấp, nó là đẳng cấp thế giới. Nó cũng không phải đẳng cấp trong khu vực Đông Nam Á rồi. Bởi vì trong những cái chuỗi bán lẻ tương tự như Thế Giới Di Động, Đông Nam Á không ai là đối thủ cả. Họ quá giỏi luôn. Ngày 2006-2007 nó mới xuất phát từ một vài cửa hàng con xíu đúng không? Giờ một số lĩnh vực của nó chiếm 50-60% thị phần. Đúng không ạ? Thì đầu tiên là về lợi thế cạnh tranh thì thương hiệu của Thế Giới Di Động rất mạnh, in đậm vào tâm trí người tiêu dùng bởi cái chất lượng dịch vụ của họ là về cơ bản là đánh giá tốt nhất. Tất nhiên với một cái tập đoàn mà có 3.000 cửa hàng thì tất nhiên vẫn có những cái hạt sạn đúng không ạ? Nhưng mà nhìn mặt bằng chung nó được đánh giá là dịch vụ tốt nhất hiện nay. Tiếp theo là lợi thế nhờ quy mô làm và chi phí rất là thấp. Các anh chị cứ thử tưởng tượng như này. Thị phần mảng điện máy chẳng hạn nó chiếm khoảng 40%. Thằng thứ hai chiếm 8%. Tức là nhập hàng gấp 5 lần đấy. Cũng giống như ví dụ như trao đổi một câu chuyện không liên quan nào. Ví dụ các anh chị đi đăng ký hội thảo 5 người có khác 1 người không ạ? Đó. Thế thành ra thằng Thế Giới Di Động này nó nhập được hàng với cái giá vốn rất rẻ và được cực kỳ nhiều ưu đãi nữa. Rất nhiều ưu đãi. Rất nhiều ưu đãi. Đúng không ạ? Cũng giống như đại lý cấp 1 sẽ cấp 2, khác cấp 2, cấp 3 đúng không ạ? Tiêu chuẩn. Thì ông Thế Giới Di Động ông đang có những cái đó. Thành ra chi phí của ông rất thấp. Đó. Và cái mảng Thế Giới Di Động của ông bây giờ gọi là độc quyền rồi. Bởi vì theo định nghĩa thì về cơ bản là 5-50% là độc quyền đúng không ạ? Thì ông này chiếm 5-mấy% rồi. Điện máy xanh về cơ bản cũng là độc quyền rồi. Một mình ông quyết định thị trường. Quyết định thị trường. Đó. Và doanh nghiệp bây giờ là Thế Giới Di Động được coi là doanh nghiệp số 1 về ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Không phải FPT đâu nhá. FPT là doanh nghiệp số 1 về làm phần mềm thôi. Còn để ứng dụng vào việc kinh doanh nhá, Thế Giới Di Động là số 1. Còn Techcombank cũng nằm top đấy. Thằng này nó khủng khiếp như thế cơ. Qua một cái minh chứng rất rõ đó là người ta hay so sánh cái FPT Shop ấy để mà thay đổi cái giá mất bao nhiêu thời gian đúng không? Ông Thế Giới Di Động mất bao nhiêu? Đúng không? Đó, đấy là một cái minh chứng rất rõ. Và đặc biệt AZFIN rất là quan tâm đến Thế Giới Di Động. AZFIN cho rằng là nhờ có Covid Thế Giới Di Động thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa. Bởi vì các đối thủ nhỏ bây giờ giật dẹo hết rồi. Đúng không? Ngành bán lẻ là một trong những ngành cũng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid. Thế mà lợi nhuận năm nay nó vẫn tăng trưởng khoảng 1-2%. Trong khi các cái công ty bán lẻ khác cũng khá nhiều công ty liên hệ cũng định bán mình nhỉ. Thì cái vấn đề ông này sẽ ngày càng củng cố hơn cái vị thế của mình. Thì nó sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Đó. Tiếp theo về quản trị công ty thì AZFIN đánh giá về quản trị công ty này là xuất sắc. Lãnh đạo thì chính trực, tài năng, ham học hỏi. Ứng dụng công nghệ thì khỏi phải nói, đúng không ạ? Mời các chuyên gia rất giỏi, hàng đầu thế giới vào. Ngày xưa còn mời cái ông cựu CEO của Best Buy đúng không ạ? Ở Mỹ về tham gia. Rồi là họ hành động vì quyền lợi của khách hàng, nhân viên, rồi sau đó đến cổ đông. Thì cái câu chuyện này nếu chúng ta nhìn ngắn hạn, chúng ta thấy rằng là cổ đông sẽ bị thiệt nếu mà ESOP nhiều quá. Nhưng quay lại, lật lại vấn đề thì bây giờ nếu mà không có ESOP như thế, chúng ta có thu được những kết quả lớn lao như thế này không? Công ty nó có tăng trưởng mạnh mẽ thế này không? Vậy chúng ta hãy đưa cái ESOP vào trong một cái việc là chúng ta xét nó trong một cái mô hình động đi. Đừng xét tĩnh, hãy xét động. Nếu mà ESOP cho họ và lại gắn kết họ tới 4 năm họ mới nhận được hết cơ. Họ mà không làm đạt KPI không này không kia họ sẽ không được nhỉ? Thì họ thúc họ làm rất tốt. Thì khi đó cái giá trị cổ đông nó sẽ tăng rất mạnh thông qua cái giá cổ phiếu, mọi người có thể thấy rất rõ. Ngoài ra, các nhà đầu tư nước ngoài, tất nhiên là Phục cũng không thích nước ngoài lắm, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài mọi người thấy rồi đấy. Họ trả Thế Giới Di Động với giá luôn luôn chênh hơn 30%. Mặt đấy là toàn là các quỹ chuyên nghiệp đấy. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn ở một cái trong vòng, một cái ngắn hạn trong một mẫu.
Họ bảo ôi ESOP mất hơn 2%, tính là mất nghìn tỷ chẳng hạn. Không, họ nhìn là ông ESOP này thì ông là nhân viên này, công ty này 3 năm tới, 5 năm tới quy mô nó sẽ như thế này. Miếng bánh của tôi co hẹp đi một tí, nhưng cả cái bánh nó to lên nhiều lần. Thì đấy là cái câu chuyện. Còn anh chị em nào vẫn không thích ESOP thì thôi chúng ta tránh nó. Đúng không ạ? Đấy thì đấy là một cái câu chuyện rất rõ ràng. Nhưng rõ ràng nếu mà không ESOP ấy, thì có khi nó lại trở thành mấy thằng media này kia vân vân. Đúng không? Vân vân. Ví dụ thế. Đó. Rồi tiếp theo. Cái văn hóa doanh nghiệp của thế giới di động thì rất xuất sắc. Phải nói là rất hiếm công ty ở Việt Nam mà hỏi nhân viên mà khen lãnh đạo lắm. Đúng không ạ? Rất hiếm luôn đấy. Rất hiếm đấy. Còn ông nào cũng thế, hỏi nhân viên thì chửi ngay lãnh đạo. Đúng không ạ? Cái điều này mà điều rất là khó ở Việt Nam. Yeah. Đúng không ạ? Nhưng đây là một cái ông hiếm có được cái điều đó. Hiếm có luôn. Họ hài lòng. Thực sự hài lòng từ cái tâm. Đó. Tiếp theo thì ông Thế Giới Di Động cũng là một ông tối đa hóa lợi nhuận dài hạn và áp dụng công nghệ liên tục. Tối đa hóa lợi nhuận ở chỗ nào? Đó là các ông khác là mở sang mảng bán lẻ hàng tiêu dùng, ví dụ như Bách Hóa Xanh chẳng hạn. Thì thông thường ấy, thì người ta cứ mở lấy số lượng ào ào đi đã, không quan tâm đến cái hiệu quả ngắn hạn. Nhưng ông Thế Giới Di Động này, ông ấy luôn luôn kèm cả hai. Rõ ràng vừa mở rộng cái Bách Hóa Xanh, nhưng mà hai cái chuỗi kia ông cũng vẫn phải đẩy rất mạnh để lợi nhuận vẫn phải tăng. Thì đấy chính là một cái hành động rất là vì cổ đông ấy. Thực sự rất vì cổ đông ấy. Còn nếu không vì cổ đông, chỉ vì người ta thích ấy, thì người ta rõ ràng người ta phải đánh chiếm bằng được cái Bách Hóa Xanh, bất chấp lỗ hay lãi, kệ anh em đi. Nhưng mà thực sự có vì cổ đông cho nên người ta cân bằng cái việc đó rất là tốt. Có đấy. Tiếp theo, về tăng trưởng mạnh. Thì AZFIN cho rằng là Thế Giới Di Động có thể tăng trưởng từ 17-23% một năm trong 5 năm tới. Còn tăng trưởng mạnh hơn thì hơi khó. Bởi bây giờ có một số lĩnh vực của nó bây giờ cũng gọi là chậm rồi. Ví dụ như lĩnh vực điện thoại chẳng hạn. Đúng không? Đó. Thì Thế Giới Di Động và điện máy xanh thì AZFIN cho rằng vẫn tăng trưởng trung bình khoảng 10% một năm. Nhờ vào hai vấn đề như sau. Một là giá sản phẩm tăng, chứ không phải là nhờ vào là người tiêu dùng bây giờ là vẫn còn mở rộng được thêm nhiều nữa. Đúng không? Tỷ lệ người dùng smartphone các thứ về cơ bản của mình rất khó tăng nữa, đúng không? Nhưng mà cái giá sản phẩm có tăng không ạ? iPhone mới nhất có tăng giá so với iPhone phiên bản trước không ạ? Đó thì cái câu chuyện nó sẽ giúp thằng này vẫn tăng được doanh thu và lợi nhuận. Tiếp theo là lấy được thị phần của các đối thủ khác. Thế Giới Di Động vẫn liên tục lấy thị phần của các đối thủ khác. Rồi Bách Hóa Xanh thì AZFIN kỳ vọng là sẽ có lãi vào năm 2024. Nhiều anh chị thì kỳ vọng là 2022, 2023 có lãi, nhưng AZFIN kỳ vọng 2024. Chúng ta đưa ra kịch bản thế cho nó chắc chắn, cho nó an toàn. Chứ không lên là lắm lúc tích cực quá, đến lúc lại không đạt được sẽ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, kỳ vọng nhiều quá sẽ rất nguy hiểm. Rồi là tiếp theo là biên lợi nhuận của Di Động thì liên tục được cải thiện nhờ vào cái lợi thế, nhờ quy mô tiếp tục. Tức là cái lượng nhập hàng lại lớn hơn, giá lại chiết khấu hơn. Giá lại chiết khấu hơn. Đó. Còn về định giá công ty thì lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì AZFIN kỳ vọng Thế Giới Di Động đạt khoảng 4.900-5.000 tỷ. Nhưng mà thực sự là mong muốn thì vẫn là mong muốn khoảng 5.150 tỷ. Đó. Thì AZFIN vẫn tin là có cơ hội đạt được hơn 5.150 tỷ cơ. Nhưng mà với cái mức thận trọng, tương đối thận trọng này, thì ROE là tương ứng 31%. Tức là lợi nhuận trên một đồng vốn chủ bỏ ra. Tức là người ta bỏ ra cả mười mấy ngàn tỷ mà người ta được 30%+ thì rất khủng khiếp. Đó, thì PE forward cho 2021 khoảng độ 11.5 lần. Thì đây là một mức mà nếu mà người Việt thì có thể nói là bình thường, nhưng mà do với những mấy doanh nghiệp vị thế hàng đầu như thế thì nó thực sự là rất là rẻ. Rất rẻ. Rất rẻ. Thì MWG xứng đáng được định giá PE bằng 15 lần nhỉ? Xin phép anh chị, không phải 5 lần đâu ạ. 15 lần. Hoặc nếu tách từng mảng thì điện máy xanh và Thế Giới Di Động, hai cái mảng được định giá khoảng 160.000 một cổ. Còn mảng Bách Hóa Xanh thì 50.000 một cổ. Thì tổng định giá là xứng đáng khoảng độ 200.000 một cổ. Đấy là xứng đáng.
xứng đáng. Còn việc nó đạt được trong năm 2021 thì 200.000 thì Phục không nghĩ là đạt được. Nhưng ý là cái vị thế của nó xứng đáng. À, còn mục tiêu đầu tư là giá dưới 130 thì AZFIN cho rằng là chúng ta cứ mạnh mẽ này. Thời gian đầu tư là 3 đến 5 năm và định giá mục tiêu bán là PE phải trên 15 lần. Thì mức lợi nhuận kỳ vọng trong 3-5 năm này có thể từ 85 đến 160% cả. Khi nào đạt 160% thậm chí hơn, đó là cái bách hóa xanh nó mà lãi sớm. Thì chỉ cần nó có lãi thôi á, thì ngay lập tức người ta định giá cái nó cũng cả vài tỷ đô, 3-4 tỷ đô luôn chứ không phải nhỏ đâu. Bởi vì người ta kỳ vọng rằng cái lĩnh vực bán lẻ nó lên đến quy mô 10 năm tới nó có thể lên đến khoảng độ 4-500 tỷ đô. Hôm nay mà chiếm, người ta kỳ vọng bảo chiếm được 20% là chiếm được bao nhiêu? Đó. Chính vì thế cho nên là đôi lúc có câu chuyện kỳ vọng. Cũng giống như cái hãng xe của ông Elon Musk đúng không ạ? Đấy. Khi có kỳ vọng. Đó. Tiếp theo về FPT. Cái cổ phiếu thứ tư là FPT. Thì đây là cái tựa đề rất là cũ rồi, sự trở lại mạnh mẽ của huyền thoại. Thì ngày xưa ông này được coi là huyền thoại của Việt Nam đúng không ạ? Văn hóa doanh nghiệp của FPT, nếu mà các bạn nào mà các anh chị nào mà sinh viên tầm cuối 8X rồi là các em 9X chẳng hạn thì suốt ngày học văn hóa doanh nghiệp, cứ lấy ông này làm ví dụ đúng không? Ở trường đại học. Đó, ngày xưa nó thực sự huyền thoại nhưng mà nó đã đánh mất mình khoảng độ từ năm 2008 đến năm 2013-14 nó đã đánh mất mình. Và từ 2015-16-17 thì bắt đầu từng bước trở lại và bây giờ là thực sự trở lại rồi. Thì lợi thế cạnh tranh của FPT rất là mạnh. Sở hữu cái hệ sinh thái tốt, đó là đào tạo, công nghệ và viễn thông. Cái mảng đào tạo của FPT nhiều người không chú ý đâu, nhưng thực ra đây là một trong những tổ hợp đào tạo thuộc dạng lớn nhất Việt Nam rồi đấy. Khủng khiếp. Nó không những cung cấp cái nguồn nhân lực cho cái mảng công nghệ và viễn thông, mà quan trọng nhất nó còn mang lại cái lợi nhuận rất cao. Cái mảng này có tốc độ tăng trưởng chóng mặt 40-50% một năm, lợi nhuận cực cao. Nhiều anh chị không chú ý đến mảng này đâu, nhưng mà gần đây cái mảng này nó bắt đầu vươn lên rất là khủng khiếp. Và đây chính là cái lợi thế nền tảng của FPT, giờ có sẵn cái hệ đào tạo, lợi thế nền tảng. Và nó giúp cho cái công ty này có thể mở rộng nhanh hơn những thằng khác. Còn những ông khác mà muốn tuyển dụng nhân sự nó cũng sẽ rất khó. Thì đây nó lại là một mũi tên đúng hai, trúng hai đích. Một, vừa tạo ra nhân sự cho chính mình. Thứ hai lại tạo ra lợi nhuận từ mảng đào tạo. Rồi tiếp theo cái lĩnh vực công nghệ của FPT. Thì trước đây thì FPT thuần là về cơ bản chỉ gia công phần mềm thôi. Cái tốc độ tăng trưởng cũng rất cao với biên lợi nhuận khoảng 50%. Tức là một đồng doanh thu có một nửa là lợi nhuận gộp. Nhưng mà gần đây thì FPT cũng đang thành công khá thành công với một số sản phẩm. Thì AZFIN cũng kỳ vọng rằng một số sản phẩm này nếu có thể, vẫn kỳ vọng là có xác suất mấy năm nữa nó sẽ là những cái sản phẩm phổ thông hàng đầu. Hàng đầu trong khu vực ấy, hoặc trên thế giới ấy, có thể đấy. Đó là các cái sản phẩm liên quan đến AK bot, AK chain đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái sản phẩm mà đã được một số các cái tập đoàn tài chính lớn hàng đầu ở Nhật Bản ứng dụng rồi. Rất tốt. Thì cái đó nếu mà FPT mà có cái tinh thần khởi nghiệp thổi hồn và đấy rất mạnh mẽ thì Phục tin rằng đây có thể là chuyển mình từ một công ty gia công sang một công ty công nghệ thực sự. Có thể đấy. Đó. Còn nếu mà nó không ấy, thì mảng phần mềm của nó cũng mang lại những cái giá trị rất tốt bây giờ rồi. Đó. Bên cạnh đó là mảng viễn thông bây giờ gọi là con gà đẻ trứng vàng. Viễn thông tức là chúng ta sử dụng mạng internet này, chúng ta sử dụng cái truyền hình này, rồi cái tờ báo VN Express thì cũng là ở trong cái mảng này. Thì nó mang lại cái nguồn tiền rất tốt, tuy không tăng trưởng mạnh nhưng mang lại nguồn tiền rất tốt. Tiếp theo là nguồn nhân lực thì tuyệt vời, thì như cái lợi thế quốc gia Phục vừa chia sẻ ở trên, rất tốt cho phát triển công nghệ thông tin. Rồi là thương hiệu của FPT cũng khá mạnh trong cái lĩnh vực gia công phần mềm. Dù gì thì nó cũng có là mấy chục khách trong cái top, cũng có cả trăm khách trong cái top Fortune 500, nó cũng không phải là kém lắm đâu ạ. Đúng không ạ? Tất nhiên chúng ta dùng tiêu chuẩn của Mỹ thì tất nhiên nó vẫn còn kém. Nhưng mà dùng tiêu chuẩn khác đi một chút thì nó cũng là một cái gì đó rất là khủng khiếp đấy, không hề đơn giản. Đúng không ạ? Rồi là ngành công nghệ thông tin là một xu hướng tất yếu như đã trình bày. Cái này thì chúng ta không cần phải trao đổi nữa rồi. Không biết ông nào có công nghệ lõi hay không biết, nhưng mà ông phải cần tôi làm cốt. Đó là câu chuyện. Ngày xưa có một cái câu chuyện đào vàng ở Mỹ.
chưa chắc những ông đào vàng là những ông lợi nhuận cao nhất đâu. Đúng rồi. Đấy thì ông này đang là tốt nhất trong cái lĩnh vực bán dụng cụ đó. Về quản trị công ty thì AZFIN cũng đánh giá rất cao của họ. Lãnh đạo của họ thì chính trực tài năng. Bây giờ cũng ham học hỏi rồi. Và mời chuyên gia giỏi. Bây giờ cũng ham học giỏi và mời chuyên gia giỏi. Trước thì họ cũng hơi gọi là ngủ quên. Nhưng mà giờ họ cũng năng động hơn rồi. Rồi hành động thì vì quyền lợi của cổ đông. Cổ tức đều đặn và chuyên nghiệp. Riêng cái hành động vì quyền lợi cổ đông, cổ tức này thì thằng này là số 1 Việt Nam. Cổ tức là công bố rất rõ tháng 4 hay là tháng 5, tháng 8, tháng 5, tháng 8 rất đều đặn, bài bản, đầy đủ. Thì đây là mẫu hình chỉ có những doanh nghiệp hàng đầu thế giới họ rất là chuẩn chỉ như thế. Chứ không phải họ thích thì họ lại lựa chọn một ngày nào đó họ công bố thật lớn để họ đánh đấm cổ phiếu đâu. Không, mà doanh nghiệp này cứ cố đấy. Tháng 5, tháng 8, thế là nó rất ổn định cho những nhà đầu tư dài hạn. Chứ họ không như một số doanh nghiệp trên sàn có khi dồn cổ tức 2 năm vào một, đùng cái công bố thì giá cổ phiếu gấp rưỡi để bán ra. Không có chuyện đó. Thì thằng này làm rất bài bản. Nó là một trong 3 doanh nghiệp ở Việt Nam làm tốt nhất cái chuyện này. Gồm cả Ri và Vinamilk. Đó. Rồi tiếp theo về văn hóa doanh nghiệp thì dù sao vẫn là xuất sắc. Đúng không? Nói gì thì nói văn hóa doanh nghiệp của FPT vẫn là một cái gì đó xuất sắc ở Việt Nam. Xuất sắc ở Việt Nam. Đúng không? Rồi tiếp theo. Đó là FPT thì cũng luôn tối đa hóa lợi nhuận và lợi ích cổ đông dài hạn thông qua việc họ phát triển rất bền vững đấy. Thực sự phải nói là công ty này phát triển rất bền vững, rất bài bản. Có điều là những năm trước họ đi hơi chậm thôi, nhưng họ rất bài bản và bền vững. Hệ sinh thái của họ đầy đủ từ cái nền. Còn về tăng trưởng thì AZFIN đánh giá là tăng trưởng rất cao đấy. Thế này với nó là rất cao đấy chứ không phải cao đâu. Thì tăng trưởng mạnh, lợi nhuận sau thuế khoảng 20-23% một năm trong 5 năm tới. Vì sao lại tăng trưởng mạnh thế? Bởi vì mảng công nghệ thông tin là mảng chiếm lợi nhuận chính. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, tức là thuộc chúng ta, những người mua cổ phiếu ấy. Riêng cái mảng công nghệ thông tin chiếm khoảng 55% rồi. Mà mảng ấy lại đang tăng trưởng mạnh nhất là 25-30% một năm. Mảng viễn thông thì tăng trưởng chậm thôi, 8%. Giáo dục thì tăng trưởng 30-35% một năm. Các mảng khác thì kỳ vọng tăng trưởng khoảng 10%. Các mảng khác đó là các mảng đầu tư còn lại. Ví dụ vào FPT Shop này, FPT Distribution, rồi là đầu tư vào Tiên Phong Bank cũng là các mảng khác. Thì có một điều là FPT đang ẩn một cái khoản không hiện lên trên báo cáo tài chính lợi nhuận. Đó là sở hữu hơn 6% vào Tiên Phong Bank. Mà 6% vào Tiên Phong Bank bây giờ vốn hóa 30.000 tỷ thì tức là bao nhiêu? Cũng 1.800 tỷ đấy, 2.000 tỷ, nó hơn 6% mà. Thì lợi nhuận của Tiên Phong Bank năm tới có thể 4.500 tỷ, thằng này sở hữu hơn 6%, nó cũng là 250 tỷ đấy. Nhưng mà khoản này là khoản ẩn, nó không tính vào kết quả kinh doanh nhé. Thành ra khi chúng ta tính PE, chúng ta thiếu khoản này. Quá, nếu chúng ta cộng vào thì nó cũng không phải là quá gì đắt đâu. Đấy là những cái ẩn, có thể mang lại giá trị rất tốt. Quá. Về định giá thì lợi nhuận sau thuế 2021 thì AZFIN dự báo khoảng 4.3-4.4 tỷ lợi nhuận sau thuế. ROE khoảng 24%, tức là cũng cao gấp khoảng độ gần 4 lần gửi ngân hàng. Cổ tức tiền mặt thì đều đặn và khá cao. Đấy, PE forward cho 2021 đâu đó khoảng độ 11.7-12 lần, tức là khi trừ cổ tức nó còn mức gì thôi. Hiện tại PE nó khoảng 15 lần, nhỉnh 15 lần một chút. Thì FPT xứng đáng được định giá ở mức PE khoảng 15-17 lần. Đấy là hoàn toàn xứng đáng, gần bằng trung bình của thị trường. Có được không ạ? Đó, xứng đáng. Đó, thì mục tiêu đầu tư thì AZFIN nghĩ rằng là mua dưới 6-7, nếu tầm nhìn dài mua thoải mái. Tầm nhìn dài mua thoải mái. Bởi vì doanh nghiệp này nó có một sự an toàn rất là tốt, rất bền vững. Thời gian đầu tư cũng phải tầm nhìn 3-5 năm. Định giá mục tiêu PE mà trên được 17 thì có thể bạn. Kỳ vọng lợi suất 3-5 năm thì khoảng 90-125%. Tức là ông này là về cơ bản cái biên nó hẹp hơn các ông khác. Ông này chắc chắn hơn. Biên là chắc chắn. Thực sự, con này ngày xưa khi AZFIN đưa ra ấy, thì rất nhiều nơi phản ứng cách đây khoảng 3 năm. Nhưng mà đến hiện tại thì cũng chia sẻ với các anh chị một cái view của inside, tức là view của những người làm nghề ấy. Thì phục trao đổi với tất cả các quỹ ở Việt Nam thì không một quỹ nào cũng chỉ nói một câu bây giờ thôi. FPT là một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục. Tất nhiên nó không phải cổ phiếu to nhất danh mục của họ. Bởi vì lắm lúc họ kỳ vọng vào những cái con khác nó sinh lời lớn hơn ấy.
Nhưng mà con này là một con cực kỳ ổn định trong danh mục và mang lại một cái lợi suất mà họ bảo là đây là một lợi suất mà các quỹ ước mơ. Thành ra bắt buộc phải có nó. Thì đấy cũng là một cái rất là tốt, rất là thú vị. Đó. Và tiếp theo, thì đó là bốn cái cơ hội chính nhất. Và sau đó thì sẽ có thêm những cái cơ hội mà AZFIN bổ sung thêm. Ví dụ phú tài thì cái câu chuyện này nó cũng khá ngắn hạn. Về lợi thế cạnh tranh rõ ràng nó không mạnh bằng các ông kia. Đó, lợi thế cạnh tranh thì khá mạnh thôi. Thì phú tài sở hữu 11 mỏ đá với trữ lượng 53,5 triệu tấn khắp Việt Nam. Có thể khai thác 20 đến 30 năm. Công suất khai thác khoảng 7 triệu mét khối một năm. Và được một cái các cái lĩnh vực tài nguyên bây giờ đá rồi các cái sản phẩm thì nó sẽ ngày càng tăng giá khủng khiếp đó. Bởi các cái mỏ tốt dần dần nó hết. Đúng không? Gần đây chúng ta chứng kiến các doanh nghiệp đá như DHA đúng không? Cũng tăng rất tốt cho dù có sản lượng có tăng đâu. Đúng không? Thì đây là các doanh nghiệp về tài nguyên. Thì cái lợi thế này của nó cũng không hề nhỏ đâu. Ngày xưa nó là một cái công ty của quân đội thành lập 2004. Thành ra nó rất có nhiều lợi thế trong việc đi xin các dự án ngày xưa. Chứ bây giờ muốn xin được 11 mỏ đá này á, đó là một điều gì đó nó vô cùng khó khăn và không thể luôn. Rồi tiếp theo là Phú Tài có 3 nhà máy chế biến gỗ lớn với sản xuất 60.000 mét khối một năm. 60.000 mét khối một năm. Tức là nó đâu đó là mỗi ngày Phú Tài nó sản xuất khoảng độ hình như là khoảng mười mấy container gỗ thì xuất khẩu đấy. Nó không nhỏ lắm đâu ạ. Cái doanh nghiệp này chúng ta nhìn con thôi nhưng mà riêng một cái mảng của nó thôi là mười mấy container ngày gỗ. Và nó tiếp tục mở rộng rất mạnh cái nhà máy Phú Cát. Với lĩnh vực gỗ xuất khẩu là Việt Nam là một trong nước có lợi thế mạnh nhất ở trên thế giới này. Và tăng trưởng rất khủng khiếp. Năm 2020 của Phú Tài tăng trưởng phải 50-60% cái mảng này. Mảng đá ra, nhưng mà mảng này tăng trưởng rất mạnh. Nó vẫn là một cái lợi thế gì đó rất mạnh của Việt Nam. Và trong rõ ràng là trong 2021 và 2022 như đã trao đổi thì mảng xuất khẩu, các doanh nghiệp liên quan xuất khẩu sẽ phục hồi khá tốt. Thì Phú Tài là một trong doanh nghiệp như thế. Bên cạnh đó thì Phú Tài lại còn có quỹ đất lớn giá rẻ từ ngày trước khi thành lập công ty xin được đất. Đó. Và nó dẫn đến cái hệ quả là tí nữa kết quả kinh doanh sẽ có một tí từ bất động sản. Đó. Về quản trị công ty của Phú Tài thì AZFIN đánh giá là khá tốt thôi, không phải là xuất sắc. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái bác chủ tịch. Bác chủ tịch thì bây giờ khá có tuổi, gần 70 rồi. Chiến lược phát triển của công ty này thì khá bài bản, nó tập trung vào hai mảng chính là đá và gỗ. Thực tế là ngày xưa là mảng chính của nó là mảng bán ô tô Toyota cơ. Nhưng mà mảng đó thì càng ngày nó càng khó khăn, càng cạnh tranh kém. Thì bây giờ nó chỉ mang lại doanh thu cũng khá lớn thôi chứ lợi nhuận nó không mang lại, thậm chí lỗ. Thì mảng đó coi như là không. Thì bây giờ hai mảng chính nhất mang lại lợi nhuận cao và tập trung chiến lược công ty đó là đá và gỗ. Bên cạnh đó thì cái chính sách trả cổ tức tiền mặt của công ty này rất cao và tốt. Qua thời gian khoảng độ 3.500 đến 4.500 một năm. Thì đây là một mức cổ tức rất tốt. Rất tốt cho chúng ta. Về tăng trưởng lợi nhuận thì AZFIN chỉ đánh giá con này trong 2021 thôi nhỉ. Khác với con khác là đánh giá 3-5 năm. Đó là mảng kinh doanh xe Toyota sẽ bớt lỗ rồi 2020. Về cơ bản lợi nhuận nó chắc là chỉ âm một chút thôi. Không đáng kể thì bỏ qua nó. Mảng đá xây dựng thì sẽ trở lại. Do đầu tư công mạnh thì mảng đá xây dựng này khả năng sẽ trở lại. Năm vừa rồi nó bị giảm thì năm nay nó sẽ tăng trưởng trở lại. Không quá nhiều đâu nhưng nó cũng sẽ tăng trưởng trở lại. Khoảng độ 10% hoặc là 15% chẳng hạn. Tiếp theo là mảng gỗ sẽ tăng trưởng thần tốc. Đây vẫn là một mảng rất khủng khiếp của nó. Rồi là dự án bất động sản Phú Tài Resident ở Bình Định sẽ mang lại khoảng 200 tỷ thậm chí 300 tỷ lợi nhuận cho cái công ty này trong khoảng 2 đến 3 năm tới. Thì 2021 kỳ vọng rằng nó sẽ ghi nhận cái mảng bất động sản này có thể ghi nhận từ 50 đến 120 tỷ. Thì đấy là những cái S thêm. Định giá thì của Phú Tài là hấp dẫn. Hấp dẫn. Với cái lợi nhuận sau thuế 2021 khoảng 450 đến 500 tỷ. ROE 25%, cổ tức tiền mặt khoảng 3.500. PE khoảng 6.1 lần. Hình như bây giờ nó vừa tăng giá tí thì nó lên khoảng 6.3, 6.4 lần. Đó thì PTD thì xứng đáng với mức định giá thì AZFIN khá thận trọng thôi, 8 lần. Thì đây khi nó bùng lên cái thì 8 lần phụ AZFIN nghĩ là cũng không có gì là quá cả. Thậm chí là cũng khá thận trọng. Đúng không ạ? Thì lợi nhuận đầu tư kỳ vọng
một năm tới thì lợi nhuận có thể đạt từ 25-40%. 25-40%. Thì cái câu chuyện phú tài là cũng khá chắc chắn trong cái năm 2021 này. Khá chắc chắn. Nhưng mà Phú cũng trao đổi đó là con này chỉ nhìn được một năm thôi. Còn tất nhiên về dài hạn vẫn đánh giá nó khá tốt, nhưng mà để mà có kỳ vọng lớn lao về nó thì là không. Đó. Còn đây là một con khá chắc. Tiếp theo, đó là về Vĩnh Hoàng. Công ty thực phẩm công nghệ cao. Thứ nhất là mọi người lo ngại về cái liên quan đến Việt Nam bị Mỹ cho rằng là thao túng tỷ giá, đúng không ạ? Thì sáng nay vừa có tin rồi. Đúng không ạ? Thì về cơ bản Việt Nam cũng đàm phán được rồi. Sẽ chưa ảnh hưởng gì cả. Đó thì cái thằng Vĩnh Hoàn này sẽ bị ảnh hưởng ngắn hạn rất mạnh bởi cái việc giá container rồi giá vận chuyển tăng rất mạnh thời gian vừa rồi. Sẽ bị ảnh hưởng. Đấy là một điều chắc chắn. Nhưng mà xét về dài hạn thì rõ ràng đây là một cái doanh nghiệp hiếm hoi trong lĩnh vực thực phẩm Việt Nam được gọi là công nghệ cao nhé. Công nghệ cao. Về cơ bản là các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến cá hay thực phẩm các thứ nói chung ấy, họ chỉ là những cái doanh nghiệp gọi là thô sơ thôi. Nhưng mà ông này ông đã khai thác được các cái tất cả các cái nguyên vật liệu của con cá, ông tạo ra giá trị. Thế thành ra là ông này là thực sự là hiếm hoi trong lĩnh vực thực phẩm được gọi là công nghệ cao. Về lợi thế cạnh tranh thì thương hiệu của Vĩnh Hoàn là rất mạnh đấy, không yếu đâu. Uy tín tốt và đáp ứng tất cả các cái tiêu chuẩn cao nhất về thực phẩm ở các cái nước khắt khe nhất. Cái này nó đạt các cái tiêu chuẩn cao nhất rồi đấy, trong cái lĩnh vực hoạt động của nó. Cao nhất thế giới rồi đấy, không phải đơn giản đâu ạ. Rồi là quy trình sản xuất thì khép kín từ khâu con giống, thức ăn đến chế biến. Thì trong cái lĩnh vực này cái quy trình sản xuất nó rất quan trọng. Từ cái chất lượng con giống đảm bảo, rồi đến là chất lượng kháng sinh đủ thứ vân vân. Cái là rất quan trọng. Thì Vĩnh Hoàn nó đã có một cái quy trình khép kín như này rất tốt. Rất tốt và hiệu quả. Thì mảng collagen và gelatin sẽ mang lại cái hiệu quả cao khi mà cái biên lợi nhuận mảng này thực sự mà nói là rất ấn tượng. Nó lên đến 50-60% đổ lên. Và riêng cái mảng collagen và gelatin riêng 2021 thì AZFIN cho rằng nếu mà hoạt động ở kịch bản cơ sở, lợi nhuận có thể đạt 350 tỷ sau thuế. Tức là tương đương với một công ty thủy sản lớn ở Việt Nam nhé. Lớn hàng đầu ở Việt Nam nhé, chứ không phải là nhỏ. Đấy thì riêng mảng collagen. Còn nếu mà định giá Vĩnh Hoàn này, người ta mà định giá chia theo làm hai mảng, một là mảng cá, hai mảng collagen ấy, thì người ta định giá mảng collagen định giá PE cao này. Đó, thì đây cũng là một cái ẩn đối với công ty này. Đó, thì đây là doanh nghiệp công nghệ cao rồi. Về quản trị công ty thì tương đối tốt thôi, chứ nó không phải là quá xuất sắc. Bởi dù sao là công ty này cũng là công ty một người, gia đình chị. Thì định hướng chiến lược thì chuyên sâu và nâng tầm là số một ngành. Thì thằng này rất rõ ràng. Từ xưa đến nay nó rất tập trung và nó đạt được điều đó. Các ông như ông Vĩnh Hoàn thì ngã ngựa ăn Nam Việt ngày xưa. Thực ra Nam Việt ngày xưa to hơn Vĩnh Hoàn đấy chứ. Ngã bị ông này vượt rồi đúng không ạ? Ông Hùng Vương số 1 bị ngã ngựa rồi đúng không ạ? Rất nhiều ông. Hay là ví dụ ngày xưa rất đình đám vụ thủy sản Bình An vân vân. Đó thì ông này rất vững vàng trong lĩnh vực này. Rồi là Vĩnh Hoàn cũng liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng và các tiêu chuẩn khắt khe nhất của sản phẩm của mình. Và họ cũng sáng tạo ra rất nhiều các sản phẩm thú vị. Thú vị. Ví dụ như cái viên cá chẳng hạn thì cũng rất nhiều các loại. Họ cũng cả hàng trăm sản phẩm, ví dụ viên cá nhân phô mai, nhân này, nhân kia, đủ thứ trên đời, cái gì cũng có. Họ làm rất bài bản, chuyên sâu. Thế cho nên mới bảo là họ khai thác tốt nhất về cái con cá. Con cá họ khai thác tốt nhất. Đó. Công nghệ cao ở đấy. Thì họ tối đa hóa lợi nhuận cổ đông thì theo hướng khá bền vững. Chất lượng tài chính của Vĩnh Hoàn thì phải nói là hiếm có, đúng không ạ? Rất bền vững. Còn về tăng trưởng thì AZFIN kỳ vọng rằng nó có thể tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Khoảng 50-80%. Đấy là cái co. Còn nếu mà bị ảnh hưởng bởi việc là vận chi phí vận chuyển rồi là container rộng lớn quá thì nó có thể thấp hơn một chút. Nhưng mà cái co của nó, ý tức là cái cốt lõi của nó là có thể tăng trưởng rất mạnh như thế. Thì do giá cá tra phục hồi từ đáy là hơn 20% rồi. Sẽ giúp cái biên lợi nhuận mảng nuôi cá tốt hơn. 2020 thì Vĩnh Hoàn bị ảnh hưởng rất mạnh bởi có rất nhiều, đa phần thời gian giá cá tra khoảng 18-20 ngày. Thì lúc đó nó dưới giá thành sản xuất. Tuy nhiên sau một thời gian thì giá thành sản xuất, tức là giảm xuống, giá cám, giá đủ thứ giảm xuống ấy, thì giá cá lại tăng lên đến bây giờ khoảng 25, 20,
Vâng, thì nó sẽ giúp tăng cái biên lợi nhuận của thằng này lên. Rồi tiếp theo cái giai đoạn 2, collagen nano đi vào hoạt động thì làm tăng lợi nhuận, cái mảng này có thể thêm 100 tỷ thêm nhé. Đó. Và tiêu thụ có thể tăng trưởng, tiêu thụ cá AZFIN kỳ vọng năm nay có thể tăng trưởng 5% trở lại. Cũng không kỳ vọng tăng nhiều đâu, tăng 5%. Thì về định giá thì PE lợi nhuận sau thuế cho 2021 khoảng 1,3 đến 1,45 ca tỷ. ROE khoảng 27%. Thì cổ tức thì khoảng kỳ vọng được khoảng 4.000 tiền mặt. Còn công ty này muốn thì họ có thể trả cao hơn. Về giá mục tiêu thì AZFIN cho rằng là nếu mà đầu tư với giá dưới 4 năm thì thời gian đầu tư 1 năm thì có thể lợi nhuận từ 25 đến 40%. Có thể đạt được. Thì cái cơ hội Vĩnh Hoàn và Phú Tài thì nó là những cái cơ hội nó nhỏ hơn. Những cái cơ hội trên thì AZFIN cũng phân ra rất rõ như thế. Rất rõ như thế. Tiếp theo, cái danh mục sự dự phòng cho 2021, anh chị em có thể theo dõi thêm. Mọi người có thể không thích những cái con kia thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Đây này cũng là những doanh nghiệp hàng đầu. Thì đầu tiên là với TDM, thì đây là một doanh nghiệp nước rất tốt, bền vững. Định giá rất rẻ. Nhưng mà quản trị lãnh đạo thì AZFIN đánh giá ở mức trung bình thôi. Đã, còn mọi thứ doanh nghiệp này là rất tốt. Thậm chí định giá nó là rẻ nhất, hấp dẫn nhất trong tất cả các doanh nghiệp từ đầu đến trình bày. Tiếp theo, thứ hai là về Vinhome. Thì trong lĩnh vực bất động sản thì năm nay sẽ được hưởng lợi rất lớn. Và Vinhome là một cổ phiếu vừa rồi họ gia tăng cái quỹ đất họ khủng khiếp. Thì đây bây giờ họ trở thành là những người tạo lập rồi, những người tạo ra sân chơi, tạo ra thời thế rồi, Vinhome, riêng Vinhome. Họ có thể xây dựng, bây giờ sắp tới thì AZFIN kỳ vọng rằng là Vinhome sẽ xây dựng các thành phố. Tức là họ xây dựng quy mô như một thành phố luôn ấy. Đúng không? Ocean Park thì cũng gần được rồi đúng không? Nhưng sắp tới thì có thể là Vinhome ở trong Sài Gòn, mọi người biết khu nào không ạ? Khu cũng kinh nhưng còn khu khác nó còn kinh hơn nữa. Khu gần biển đấy ạ. Đúng rồi, ví dụ thế. Có thể là trong tương lai Vinhome sẽ xây dựng các thành phố riêng. Mọi người thử tưởng tượng là sở hữu cả một thành phố thôi. Và lại còn rất nhiều thành phố khác nữa. Thì cái quỹ đất của Vinhome bây giờ chắc nó khoảng độ, AZFIN tính toán cơ qua nó khoảng độ 200 mấy chục triệu mét vuông. Rất khủng khiếp. Nó cũng là một doanh nghiệp thống trị cái lĩnh vực này. Đúng không? Và hơn nữa về mặt định giá, nói thẳng luôn, so với các công ty bất động sản khác, định giá Vinhome đang rẻ hơn. Đang rẻ hơn. Đó. Thì thực ra là Vinhome đáng ra là có trong top 5 đấy. Nhưng mà từ cuối tháng 12 đến bây giờ nó đã tăng một đoạn. Thế thành ra là AZFIN cũng rất là đau đầu trong việc dịch chuyển các cái doanh nghiệp này. Thực ra là danh mục này đã bay mất từ lúc chọn đến bây giờ đã tăng mất trung bình khoảng độ 19%. Đó. Thành ra cũng hơi khó khăn một chút. Tiếp theo là về cái phần công ty chứng khoán. Cũng ngành được hưởng lợi đúng không ạ? Thì AZFIN cũng cho rằng là VN Direct là đang là cái thằng có cái lợi thế trong cái hoạt động này. Bởi vì nó là thằng ứng dụng công nghệ, dù sao vẫn là số 1 trong cái lĩnh vực chứng khoán đấy, không phải thằng nào khác đâu. Và bây giờ lĩnh vực môi giới của nó mang lại lợi nhuận rất tốt. Khi mà nhân viên môi giới của VN Direct bây giờ rất thấp, rất ít. Nhưng khách vẫn tăng vì nhờ công nghệ. Bây giờ họ bớt phụ thuộc vào nhân viên môi giới rồi. Rồi tiếp theo họ có cái mảng nguồn vốn rất tốt. Mà nguồn vốn là họ đi kinh doanh vốn ấy, vay tiền rồi cho vay lại, vay tiền cho vay lại. Đặc biệt năm vừa rồi lãi suất thấp họ kiếm rất tốt. Rồi cho vay margin của họ cũng khá hiệu quả. Thế thành ra về cơ bản nếu mà thị trường mà có điều chỉnh mạnh ấy, thì chỉ có thể là cơ hội thôi. Thì chúng ta có thể quan tâm đến nó. Tuy vậy soát về mọi mặt định giá thì không thể so đội này với banh được. Mọi thứ đều kém hơn rất nhiều nhưng mà định giá lại cao hơn. Thế thành ra đây là cái, những cái cơ hội ngắn hạn. Rồi tiếp theo là cổ phiếu PNG. Thì sau một năm khó khăn 2020 thì kỳ vọng 2021 AZFIN cho rằng PNG vẫn tăng trưởng rất mạnh nhé. Có thể đạt từ 25 đến 32%. Thì cái cơ sở để PNG từ nay đến về sau phát triển rất bền vững, đó là sau 2 năm ứng dụng cái ERP rất là chạch choạc rồi ấy. Thì bây giờ họ đã vào guồng. Họ vào guồng thì họ cắt giảm được các cái chi phí về nhân sự rất nhiều, cắt giảm được rất nhiều các cái chi phí khác nữa. Cái khâu bán hàng họ trở nên tốt hơn. Và dù sao thằng này nó cũng là thằng độc quyền thống trị trong cái lĩnh vực bán vàng trang sức có thương hiệu. Đó. Và cái tiềm năng tăng trưởng rất tốt, bền vững.
văn hóa doanh nghiệp rất ok, quản trị lãnh đạo tốt. Đó. Thì P&G cũng xứng đáng để lọt vào danh sách để các anh chị quan tâm. Thì trên đây là Phục đã trình bày với cả nhà về các cái danh mục. Danh mục cho năm 2021. Xin được cảm ơn những phần chia sẻ của anh Phục về năm mã cổ phiếu chiến lược. Và quý vị thân mến, mục chiến lược đầu tư tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư năm 2021 và sẽ được chúng ta tiếp tục sau phần nghỉ giải lao trong khoảng một số phút ạ. Và AZFIN thì cũng rất mong sẽ nhận được những chia sẻ, những thảo luận của quý vị về các vấn đề trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ có khoảng thời gian tea break trong khoảng 15 phút ạ. Và AZFIN đã chuẩn bị các phần trà nước và bánh ở ngoài phía ngoài khán phòng ạ. Và trong khoảng thời gian tea break thì quý vị cũng hoàn toàn có thể đặt các câu hỏi online cho AZFIN ạ. Xin cảm ơn quý vị. 22.000 đến 47. Vâng ạ, quý vị, quý anh chị, sau phần tea break vừa rồi thì chúng ta đã thoải mái hơn để sẵn sàng đến những phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, vâng, ngay bây giờ thì xin được kính mời sẽ quay trở lại sân khấu với chúng ta. Anh Phục ạ, sẽ tiếp tục với phần trình bày chiến lược gia tăng lợi nhuận năm 2021 ạ. Xin được kính mời sự trở lại của anh. Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thời gian nghỉ giải lao sau cái quá trình ngồi nghe hơi nhiều đúng không ạ, về các cổ phiếu. Thì sau đây thì Phục sẽ trình bày về cái chiến lược gia tăng lợi nhuận 2021 để chúng ta có cái có thêm một cái tham khảo trong quá trình giải ngân chẳng hạn. Đó. Thì đầu tiên là đánh giá về tình hình thị trường chứng khoán 2021 thì như thế nào. Thì hiện tại thì với cái PE ở mức 19,76 lần. Đây ạ. 19,76 lần. Thì đây là cái PE từ năm 2010 đến nay. Đây là cái biểu đồ PE. Tức là nó cho biết là cái định giá của thị trường chứng khoán. Chứng khoán. Thì đây là một cái mức nó cao thứ 3 trong lịch sử. Cao thứ 3 trong lịch sử. Cao nhất là mức 2007-2008. Tuy nhiên giai đoạn ấy PE lên đến 50 lần thì nó cũng không nói lên điều gì. Thị trường nó mới sơ khai. Và nó bị đầu cơ quá mức. Còn từ năm 2010 đến nay thì cái mức cao nhất đó là mức vào đầu tháng 4 năm 2018. Đó là định giá PE thị trường khoảng hơn 22 lần. Hơn 22 lần. Thì hiện nay thì mức PE là 19,76 lần. Đó. Thì nếu chúng ta nhìn ở trên đây chúng ta có thể thấy mức trung bình đâu đó nó khoảng bao nhiêu lần ạ? 15 lần đúng không ạ? 14 đến 16 đúng không ạ? Thì cái mức 19,76 này trước tiên nó không phải là một mức rẻ đấy. Được không ạ? Đó. Đó, đấy là đầu tiên. Tuy nhiên với cái kỳ vọng năm 2021 ấy, cái tăng trưởng lợi nhuận nó khá tốt, khoảng 20%. Thì với cái mức điểm hiện nay gần 1.200 điểm ấy, thì P forward trong một năm tới ấy, nó về mức khoảng độ 16,5 lần. 16,5 lần. Thì ngắn hạn thì về cơ bản AZFIN cũng đánh giá nó đã phản ánh đầy đủ cái việc gọi là lãi suất thấp này và tăng trưởng cho 2021. Đó. Tuy nhiên nếu mà nhìn góc độ dài hạn hơn thì nó ở mức tương đối hấp dẫn. Tức là dài hạn hơn đây tính tầm 2 năm. Và bên cạnh đó từ cái câu chuyện này ấy, có thể thấy rằng nếu mà tầm nhìn mà tương đối ngắn ấy, hoặc là chỉ trong 2021 ấy, mà nhìn chung thị trường ấy, thì nó sẽ là khá khó cho chúng ta quyết định. Khá khó. Tương tự về cái chỉ số PB cũng thế. PB. Thì PB ở mức 2,56 lần cũng là mức cao thứ 3 trong lịch sử. Cao trên thứ 3. Và PB trung bình ở mức khoảng 2 lần, như vậy nó cao khoảng hơn khoảng 30%, đúng không ạ? Đó, thì định giá ở hiện nay thì ở mức không rẻ, thậm chí là hơi cao nếu tính PB.
Chính vì thế cho nên là AZFIN mới đưa ra rằng trong năm 2021 ấy, nếu mà các nhà đầu tư ngắn hạn thì sẽ khó khăn hơn trong việc lựa chọn. Chính vì thế cái chiến lược phân bổ tài khoản phải rất cẩn thận. Rất cẩn thận. Còn về quan điểm đầu tư của AZFIN là từ 2020, trong 2021 ấy, thì cái quan trọng nhất là phải là lựa chọn cổ phiếu chứ không phải nhìn chung thị trường nữa rồi. Bởi vì sau một cái giai đoạn 2020 ấy, nó tăng ào ào. Xấu cũng lên, tốt cũng lên, đúng không ạ? Thì đến bây giờ khi mặt bằng giá nó đã tương đối cao ấy, thì nó không còn chuyện ào ào nữa. Mà nó liên quan đến chuyện ông nào tốt hơn hẳn thì ông sẽ ngoi lên. Còn ông nào xấu quá sẽ bị điều chỉnh. Và chắc chắn là trong năm tới sẽ có rất nhiều cổ phiếu bị điều chỉnh rất mạnh đấy nhỉ. Thì ngược lại chỉ có những anh tốt, những anh mới có thể bật lên. Bật lên. Thì tốt ở đây là phải tăng trưởng rất là mạnh. Tăng trưởng rất là mạnh. Thì cái kịch bản nào cho VN Index năm 2021 thì AZFIN có đưa ra một số cái đánh giá như sau. Đầu tiên là thị trường chứng khoán thì vẫn đánh giá là tích cực. Nhưng cũng khó tăng mạnh được. Rất khó tăng mạnh. Bây giờ cũng khó tăng mạnh. Do đó cái việc lựa chọn cổ phiếu sẽ là quan trọng hơn là việc chúng ta cứ đi đoán thị trường. Tập trung vào lựa chọn cổ phiếu hơn là thị VN Index liệu tăng bao nhiêu. Cái câu chuyện năm nay là như vậy. Tiếp theo, cái sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ. Đấy, chỉ những cổ phiếu tăng trưởng bền vững thì mới thu hút được dòng tiền lớn. Thì chỉ có những cổ ấy thì dòng tiền nó mới bền được. Nó mới không phải là dòng tiền ngắn hạn. Mà nó sẽ vào liên tục. Cũng giống như chúng ta mua cổ phiếu tốt mà nó còn tốt, còn hấp dẫn thì chúng ta mới bổ sung thêm tiền. Còn không chúng ta chỉ coi nó là ngắn hạn và đợi để bán thôi. Đúng không? Đó. Thứ ba là tiền ngoại. Thì AZFIN cho rằng là có thể là đổ vào lớn hơn. Thì các cổ phiếu trong danh mục VN Diamond hay VN Finite sẽ là những cổ phiếu được hưởng lợi. Bên cạnh đó là những cổ phiếu thoái vốn. Thì như Mr. Nam có trình bày ngay từ lúc đầu ấy, đó là trong cái khối ngoại bán dòng hơn 800 triệu đô, tức là gần 20.000 tỷ. Nhưng mà nổi bật ở đấy lại mua dòng cái VN Diamond rất nhiều, đúng không ạ? Bởi vì đó là một cái tập hợp danh mục những cổ phiếu rất tốt, hết room. Thế thành ra họ tập trung vào cái rất mạnh, thay vì họ tập trung vào toàn thị trường. Đấy, toàn thị trường. Đó, thì cái đó thì nó cũng thấy nói lên được là các nhà đầu tư ngoại họ cũng rất có chọn lọc trong cái việc này. Thì bên cạnh này, những cái cơ hội của hai cái danh mục này thì AZFIN cho rằng là 2021 họ sẽ tiếp tục đổ rất rất nhiều tiền vào đó, vào hai cái danh mục. Chính vì thế cho nên các cổ phiếu sẽ được liên tục mua vào và nó làm giảm cái lượng lưu hành trên thị trường. Một cái cụ thể nhất là cái cổ phiếu RE và cổ phiếu FPT là hai cổ phiếu thanh khoản bình thường nó đã không lớn rồi. Gần đây bị mua liên tục. Thế là cái lượng thanh khoản gần dần nó bóp dần. Bóp dần. Thì bản chất là những cổ phiếu đang được mua dòng. Mua dòng rất tốt. Thế thành ra chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái cổ phiếu trong danh mục mà AZFIN đưa ra, về cơ bản đa phần đều là những cổ phiếu cũng lại trùng hợp là có trong danh mục. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị, anh chị em thích những cái cơ hội thì chúng ta có thể chú ý những cái cổ phiếu thoái vốn. Có câu chuyện thoái vốn. Đấy, ví dụ đấy. Rồi tiếp theo thì VN Index thì AZFIN đánh giá rằng có thể dao động theo hướng zig zag đi lên. Nó không có chuyện tăng mấy chục phần trăm một mạch nữa, sẽ rất khó. Nhưng nó sẽ zig zag, nhưng mà zig zag theo hướng đi lên. Thì bao giờ kinh tế tốt trở lại, bao giờ định giá thị trường trở lại hơi rẻ rẻ chẳng hạn, thì lúc nó lại phi rất là mạnh. Đấy. Còn ở trong cái xu hướng mà bắt đầu vào cái gọi là chu kỳ tăng trưởng mới ấy, thì chúng ta không thể kỳ vọng nó giảm một cú rất sốc nữa được. Trừ những cái biến cố gọi là như Covid hay như gì gì đó thôi. Còn nếu không thì nó điều chỉnh, lúc ấy điều chỉnh một khoảng gọi là 7% hay này kia, đấy là những cơ hội rất lớn để chúng ta phải vào ngay. Đó. Thì đấy là cái kịch bản và chiến lược có thể tổng quan qua như thế. Còn về chiến lược đầu tư cụ thể hơn là gì? Thì đầu tiên thì AZFIN cho rằng là chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu chiến lược đang nghiên cứu và lựa chọn kỹ cả. Thì chính những cổ phiếu là các anh chị hiểu nhất nó rồi. Thế thành ra khi thị trường có biến động gì, bất kỳ cái điều gì ảnh hưởng thì các anh chị đều biết là mình nên ứng xử như nào. Bởi mình hiểu đó. Còn nhiều cổ mà mình nghe theo người khác nhiều quá mà mình không biết gì ấy, thì lúc mình sẽ bị cuống, không biết làm gì và rất dễ quyết định sai.
Thế thành ra đầu tư đầu tiên chúng ta phải tập trung. Cái gì cũng thế, chúng ta tập trung vào chúng ta sẽ hiệu quả nhất. Biết phải làm gì. Thứ hai là chúng ta hãy giải ngân 50-80% với định giá hấp dẫn, tức là giá cổ phiếu chiết khấu trên 20%. Hãy giải ngân từng ý. À, thì khuyến nghị của Phục bây giờ là danh mục lên khoảng 80%. Đó. Và mua full cổ phiếu khi thị trường giảm mạnh, tức là giá chiết khấu thêm độ 10% nữa. Thì chúng ta có thể mua 100% đi. 100%. Có anh chị nào mà lúc này mà cầm 100% tiền mặt là hơi rủi ro đấy. Đấy là chúng ta betting quá, chúng ta đánh cược quá. Còn rõ ràng cổ phiếu chúng ta vẫn tốt, vẫn tuyệt vời trong dài hạn thì hơi đâu chúng ta phải bán về như thế. Đúng không? Mà như các anh chị nhìn thấy định giá các cổ phiếu lúc nãy AZFIN đưa ra, PE có cổ nào bằng 2 phần của thị trường không? Hay toàn bằng một nửa đồ lại? Thường bằng một nửa đúng không? Đó là một cái sự an toàn rất tốt. Và năm sau nó tăng trưởng 20% ấy, thì PE nó còn thấp nữa cơ. Thành ra chúng ta không nên để quá nhiều tiền mặt. Đó, không nên để quá nhiều tiền mặt. Và chúng ta hãy nắm giữ, và quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống bên cạnh cái việc là lúc ý hãy nâng cao cái kiến thức không ngừng về đầu tư. Tức là các anh chị đọc nghiên cứu về ngành ấy, về lĩnh vực ấy nhiều thêm đi, nếu các anh chị có thời gian. Còn hãy cứ để nguyên cổ phiếu đó. Đấy là cái chiến lược tốt nhất. Bởi vì bây giờ ở trong này thì chắc chắn là cũng rất nhiều anh chị trading rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà chia sẻ luôn với các anh chị thử tính lại những cái cổ phiếu các anh chị trading ra, trading vào. Nếu mà các anh chị nắm giữ từ lúc mua lần đầu đấy, các anh chị nghĩ cái nào lợi nhuận cao hơn? Các anh chị thử nghĩ lại xem. Đúng không? Đó. Rồi lắm lúc chúng ta hay là chúng ta xúc động quá, chúng ta quyết định mạnh quá, bán hết sạch. Đúng không ạ? Thế là cuối cùng hay có câu chuyện là bán bò tậu ếch ương ấy, có không ạ? Đấy, ví dụ thế. Đó. Còn lúc nào quý vị, anh chị em mà lung lay hay có vấn đề gì thì hãy trao đổi với AZFIN đi. Đúng không ạ? Thì lúc đó AZFIN sẽ cùng đồng hành cùng anh chị để có những quyết định mình mang tính nó hợp lý hơn. Đó, hợp lý hơn. Đó, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần gọi là trao đổi, giải đáp. Thì về cơ bản cổ phiếu này, hay là về rủi ro, bởi vì lúc nãy AZFIN chưa nói rủi ro đúng không ạ? Rủi ro cổ phiếu này, hay là về cái chiến lược cụ thể, hay là phân bổ danh mục lên như thế nào, các thứ, thì AZFIN sẽ hỗ trợ. Vâng ạ, quý vị thân mến, vậy là vừa rồi là anh Nam và anh Phục đã trình bày các báo cáo, các phân tích về tình hình cổ phiếu năm nay ạ. Và bây giờ thì AZFIN cũng rất mong nhận được những thảo luận, những câu hỏi từ phía quý vị. Chúng ta ở đây thì chúng ta có anh Nam, anh Phục và anh Tuấn nữa ạ. Ba diễn giả của chúng ta rất sẵn sàng để nhận các câu hỏi của quý vị ạ. Không biết là có ai, có anh chị nào đã sẵn sàng đặt câu hỏi chưa ạ? Các anh chị nào còn thắc mắc gì về những vấn đề mà báo cáo mà AZFIN vừa mới trình bày không ạ? À, dạ vâng ạ. Xin được mời anh ạ. Ở trên kia còn một cái mic nữa đâu. Nóng rồi. Không. Ngồi giữa được thầy ạ. Ngồi giữa được. Và chúng tôi xin phép sẽ để các diễn giả sẽ gần hơn với các quý vị đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiện hơn cho phần trao đổi này ạ.
Vâng ạ, vậy là đội ngũ diễn giả ban cố vấn của AZFIN hôm nay thì đã sẵn sàng rồi ạ. Và không biết là các anh chị ở phía dưới đã sẵn sàng đặt câu hỏi ngày hôm nay chưa? Dạ vâng ạ, xin được mời anh ạ. Dạ, xin chào anh Phục và các anh. Thì hôm nay các anh trình bày rất là tuyệt vời ạ. Thực sự là em nghe về 5 cổ phiếu thì em thấy vô cùng hấp dẫn. Thế thì thứ nhất là cho em hỏi là với tình hình đầu tư như bây giờ, tình hình các cái cổ phiếu như bây giờ, thì các nhà đầu tư mà đang còn sẵn tiền mặt ấy, có nên vào full hay là giữ tỷ trọng hợp lý? Và theo anh là như thế nào là sẽ hợp lý để đề phòng được rủi ro trong tình trạng hiện nay? Vâng, thì anh gì ạ? À, em là Phương ạ. Anh Phương, vâng. Thì Tuấn chia sẻ quan điểm của anh Nhất thôi. Thì Tuấn thì luôn luôn giữ 100% cổ phiếu và cũng chẳng bao giờ có tiền mặt cả. Lúc nào cũng thiếu tiền. Lúc nào cũng thiếu tiền. Cái nguyên nhân bởi vì thế này, bởi vì cái như Phục vừa nãy chia sẻ là hiện tại thị trường đang rất là đắt. Và khi mà thị trường đắt thì chúng ta cần phải suy nghĩ câu chuyện tiếp theo nó sẽ là gì. Ví dụ như là cái đợt cuối 2019 thì cái tỷ lệ cổ tức trên tổng danh mục của Tuấn là khoảng 3,8%. Thì 2020 là cái năm mà thị trường giảm rất là sâu. Thì đến khoảng giữa tháng 3 là tài khoản của Tuấn lỗ đâu đó khoảng lên đến khoảng 30%. Thì khi mà lỗ như thế thì cái việc của Tuấn rất đơn giản, đó là bán những cổ phiếu mà cái cổ tức rất là tốt. Và những cổ phiếu cổ tức tốt đây gần như cổ phiếu giá cổ phiếu gần như không giảm và chuyển sang mua những cổ phiếu khác. Thì đến thời điểm ví dụ đến cuối tháng 12 vừa rồi, cái suất cổ tức của cái tổng tài khoản Tuấn xuống đâu đó chỉ còn khoảng 2,5%. Thế Tuấn lúc ấy cái việc thực hiện mặc dù nó hơi bị đau lòng một chút là bắt buộc phải cắt giảm bớt những cổ phiếu mà cái suất cổ tức nó thấp. Bởi vì giá cổ phiếu tăng nhiều lên nhiều quá thì tự nhiên là suất cổ tức trên cái tổng của mình rất là thấp, đúng không ạ? Tuấn buộc phải bán bớt đi và chuyển sang các cổ phiếu mà cái suất cổ tức nó cao hơn. Thì đó thì Tuấn nghĩ rằng là nếu như mình tìm những cổ phiếu mà câu chuyện nó rất là rõ ràng ấy, thì mình hoàn toàn có thể mua vào mà mình không cần quá quan tâm đến thị trường sẽ tăng hay giảm. Ví dụ chia sẻ một chút là vừa rồi Tuấn bắt đầu mua vào cổ phiếu ngành đường. Nếu như các anh chị ở đây có đọc trên azfin.vn ấy, vâng, thì Tuấn bắt đầu bet vào cổ phiếu ngành đường vì nghĩ rằng là cổ phiếu ngành đường cái đường ấy nó đã bị giảm, tức là cái chu kỳ downtrend nó kéo dài 10 năm rồi, mà chu kỳ một cây đường đâu đó chỉ 3-6 tháng là bắt đầu nó có thể ra được mía rồi, đúng không ạ? Mía bắt đầu nó có thể lên cây, nó có thể thu hoạch, tức là nó đâu đó chỉ khoảng 6 tháng thôi, mà trong đó cái ngành đường nó kéo dài tận 10 năm liên tục ở mức rất là thấp. Thế thì lúc đó Tuấn có đầu tư vào đường Sơn La và lúc đấy Tuấn cắt giảm cái cổ phiếu công ty chứng khoán, tức là công ty chứng khoán lúc tăng cao quá rồi thì bắt đầu mình bắt đầu cắt giảm chuyển sang đường Sơn La. Thì đường Sơn La họ có 3 điểm chính. Một là cái câu chuyện rằng là ngành đường nhé là một chuyện, nhưng cái câu chuyện đấy nếu như mình chỉ bet vào câu chuyện đấy thì nó rất là rủi ro. Bởi vì khi mà giống kiểu khi mà chúng ta chọn người yêu ấy, thì tức là một cô gái chẳng hạn, như là để có được người yêu vừa xinh này, vừa ngoan này, lại vừa thông minh này, thì cái xác suất có người yêu dễ hơn, đúng không ạ? Đấy thì khi mà chúng ta chọn một cổ phiếu, chúng ta phải có cùng một lúc có rất nhiều câu chuyện cùng một lúc. Thì một là ngành đường là cái câu chuyện Tuấn to cho rằng là sẽ tăng lại giá này, đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là đường, giá đường từ năm 2015 là khá là cao, nó đó khoảng Tuấn không nhớ chính xác nhưng mà lúc đó nó đỉnh của cái giai đoạn 10 năm vừa rồi. Thì giá đường ở mức rất là cao này. Thì trong giai đoạn đấy SLS, cái đường Sơn La ấy, là họ, cái quy mô của họ là có 5.800 ha trồng thôi. Thì mỗi năm họ tăng trưởng cái công suất thêm 15%, đến thời điểm hiện tại là 9.800 ha. Tức là giá đường vẫn giảm nhưng họ vẫn mở rộng tiếp một công suất. Đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba của họ đó là đường Sơn La họ có được cái gì nhỉ? Cái giá thành sản xuất ấy là 8,6 tấn mía ra được một tấn đường. Trung bình Việt Nam là 12 tấn mía ra một tấn đường. Và đường của Thái là 9,3 tấn mía ra một tấn đường. Thì mình nhìn thấy họ có là lợi thế cạnh tranh, như anh Phục chia sẻ là chúng ta luôn luôn phải tìm cổ phiếu mà có lợi thế cạnh tranh là trung tâm, cốt lõi. Thì đó là ba câu chuyện. Câu chuyện thứ tư nữa là câu chuyện hơi betting một chút, là sắp tới là khả năng sẽ có cái hiệp định ngăn chặn đường nhập lậu từ Thái. Thì đấy là những câu chuyện mà
khi chúng ta, nếu như trả lời câu hỏi của anh Phương, tức là nếu như chúng ta chọn được một cái công ty nào mà có cái câu chuyện nó rất là rõ ràng, định giá vẫn còn rất là hấp dẫn. Ví dụ như đường Sơn La là định giá của họ rất là rẻ, vì họ trả cổ tức là 7.000, mà trong lúc Tuấn bắt đầu nghĩ đến cổ phiếu này là lúc đấy nó đâu đó chỉ là 65, tức là suất cổ tức đâu đó khoảng 10%, sấp xỉ 10%, trên 10% một chút. Thì mình nhìn thấy rằng là cái rủi ro rất là thấp, thì Tuấn nghĩ đấy là một cơ hội. Khi mình nhìn thấy cơ hội thì mình cứ thấy mình mua thôi, nhưng mình không cần quan tâm nhiều đến thị trường sẽ là tăng hay giảm. Thì đấy là quan điểm của Tuấn. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, bổ sung một chút, chia sẻ một chút thế này để mọi người hiểu rõ hơn câu trả lời anh Tuấn. Bởi vì anh Tuấn là một người hàng tháng có dòng tiền vào rất lớn. Thế thành ra là anh ấy gần như là không bao giờ để chống tiền mặt. Tức là cổ phiếu rẻ hấp dẫn thì anh sẽ nhặt thêm. Và việc ví dụ anh có cơ cấu cổ này sang cổ khác ấy, thì cái tỷ lệ cơ cấu rất nhỏ. Chia sẻ thẳng với anh chị chắc là không đến 5% đâu. Đó. Thế thành ra để chia sẻ đấy, bởi vì anh Tuấn là anh thường là full cổ. Và lúc nào cổ nào mà đó. Tức là cổ nào mà nó lên giá quá cao mà cái độ chắc chắn nó không có, ví dụ như cái dòng trứng vừa rồi ấy, thì anh có thể chuyển bớt sang cái cổ mà có cổ tức nó cao hơn một chút trong lúc này. Nhưng mà xin thưa là anh chuyển rất ít là thứ nhất. Thứ hai là để anh nắm 100% cổ phiếu, lúc nào cũng nắm 100%, bởi vì hàng tháng anh có nguồn tiền vào bỏ rất tốt. Gần giống như là cụ Buffett ấy, cụ có các doanh nghiệp nó đẻ tiền ra, thành ra gần như cụ không bán. Còn đứng trên góc độ nhà đầu tư cá nhân của chúng ta ấy, thì nếu mà xây dựng được dòng tiền là rất tốt, là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà bây giờ ấy, thì chia sẻ luôn với cả nhà thì AZFIN cũng đang nắm là khoảng hơn 80% là cổ phiếu. Đấy, chia sẻ như thế. Còn cái chốt cuối cùng anh Tuấn có đưa ra rất hợp lý, đó là nếu mà cổ phiếu chúng ta đã thấy rất hấp dẫn ấy, thì cứ nắm thôi và mua thôi. Nhưng mà lúc này thì cũng không nên dùng margin. Đấy, lúc này không nên dùng margin. Còn tỷ trọng cổ phiếu là anh em cứ yên tâm đi. Như vừa rồi có đưa ra cái PE forward cho một năm tới ấy, nó sẽ giảm 20% cơ. Tức là nó còn 16 thì lúc đó lại không đắt nữa. Đúng không? Nó không đắt nữa. Đó, thì đấy là cái chia sẻ của mình. Cảm ơn anh Tuấn và anh Phục ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Vâng, xin mời anh. Chào anh em AZFIN và chào các anh chị ạ. Em là Cường đến từ Hà Nội. Cảm ơn AZFIN và DTP thì hôm nay có buổi trình bày cũng rất là hay để có anh em có một cái tầm nhìn chiến lược cho năm 2021. Và cũng rất là cảm ơn cái cộng đồng của AZFIN là cũng giúp cho anh em bước vào cái con đường đầu tư phải thực sự là phải kê cao gối ngủ chứ không phải là đánh đấm hàng ngày nữa và lúc nào tim đập thình thịch mà cũng không biết là tiền mình sẽ trôi ở đâu nữa. Thế thì em mình xin có một cái câu hỏi nhé, thì mình có xem qua các slide và cái chiến lược đầu tư mà AZFIN có gửi thì có một cái mục là hãy tập trung vào chứng quyền có thời hạn dài và thanh khoản tốt. Thì thực ra mình cũng đã biết đến cái phần chứng quyền này mà thông qua cái lớp học của Phục, cũng như là Phục cũng có chia sẻ qua về cái việc mà mình có cái định hướng về cái tiềm năng của cổ phiếu tăng trưởng ấy, thì mình sẽ sử dụng thêm cái chứng quyền này. Tất nhiên là tỷ trọng nó vừa phải, tuy nhiên rằng không phải là ai cũng biết cách dùng và ai cũng biết cách lựa chọn như thế nào. Thì Phục có chia sẻ là hãy chọn cái loại có thanh khoản tốt, thì như thế nào là có loại thanh khoản tốt, tại vì chứng quyền giá mới đầu nó rất là nhỏ, thứ hai nữa là nó cứ hèo huột, lúc đầu nó đang rất là cao xong nó cứ rơi tự do xuống như thế, thì làm thế nào là cái thứ nhất thì mong mọi người chia sẻ. Vấn đề thứ hai nữa là ở cái mục cuối thì mọi người có nói là khi mà thị trường mà có những lúc có thể dùng full margin. Thế vậy thì cái dùng full margin thế nào hiệu quả? Cái phần mà thị trường giảm sâu dưới 30% ấy, dùng margin nó tăng margin lên ấy. Mình cũng biết là chắc là nếu mà anh chị nào ở đây mà có lướt sóng thì sẽ hay dùng margin, nhưng mà mình thì mình chưa bao giờ dùng margin. Nên mình cũng muốn là margin cũng là một cái cơ hội, là một cái đòn bẩy, nên là làm sao mình tối đa hóa cái chi phí lợi nhuận. Thế thì theo kinh nghiệm của các anh em nhiều năm tham gia thì như thế nào là hợp lý, và trong quãng thời gian nào và lúc nào thì mình nên betting và nhiều hơn. Cảm ơn anh chị. Vâng, cảm ơn anh Cường ạ. Rất mong nhận được câu trả lời từ phía các anh ạ. Vâng, về cái phần chứng quyền thì AZFIN đợt này cũng add thêm một chút vào cái đó. Thì rõ ràng rằng là trong một cái thị trường uptrend ấy, khi mà giá cổ phiếu nó trở nên hấp dẫn hơn, thì nếu mà các anh chị, bởi vì rất nhiều các anh chị là cũng mong muốn là mình phải gia tăng lợi nhuận thêm nữa. Chính vì lẽ đó cho nên AZFIN có add thêm là có thể phân bổ thêm một phần vào chứng quyền nếu định giá cổ phiếu chúng ta kỳ vọng rất là lớn. Thì phân bổ chứng quyền ở đây thì các anh chị phải đặc biệt chú ý đến cái điểm hòa vốn, cái giá hòa vốn. Cũng chia sẻ luôn là Phục cũng có tư vấn cho một anh hôm rồi vừa mới vào cái chứng quyền MBB.
chứng quyền MBB, chứng quyền MBB 2010 thì phải. Thì cái giá hòa vốn của nó trong hình như là nó tháng 7 tới nó mới hết hạn ấy, tháng 7 2021 ấy, thì tức là cái thời hạn chứng quyền thuộc dạng dài nhất rồi, 6-7 tháng. Tháng 7 nó mới hết hạn. Thì cái giá hòa vốn của nó là giá khoảng độ 2, hôm ý là giá thị trường giao dịch khoảng 25.7 và giá hòa vốn nó khoảng 26.5. Tức là chênh 8 lai. 8 lai thì hòa vốn, mà trong khi thời hạn có 7 tháng. Thì anh ấy cũng rất là mong muốn là gia tăng lợi nhuận. Chính vì thế cho nên là hôm ý đã quyết định mua vào cái chứng quyền ấy. Thì tức là trong 7 tháng tới mà giá cổ phiếu MB tăng được 8 lai, tức là hòa vốn. Nhưng mà cái cổ phiếu ngoài ra còn tính ra cái chứng quyền, nếu mà nó tăng được 3 giá chẳng hạn thì được 100%. Thay vì nếu đầu tư cổ thì được khoảng 12%. Đó, thì đấy là cái công cụ chúng ta có thể gia tăng lợi nhuận. Nhưng tuy nhiên ngược lại, nếu mà trong lúc giá cổ phiếu quá cao mà các anh chị kỳ vọng lớn ấy, đua vào chứng quyền ấy, thì rất nguy hiểm nếu mà có những cái trường hợp nó sụt giảm mạnh. Do Covid, do này, do kia thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mất 50%. Thế thành ra chính vì vấn đề này cho nên Phục có đưa vào đấy, nhưng đưa vào đây là chúng ta có phân bổ ít là thứ nhất. Thứ hai là phải chọn cái dài hạn. Dài hạn là bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta cái chọn nửa tháng sau nhỡ nó biến động, nó điều chỉnh xuống một cái thì không còn cơ hội chúng ta quay lại, đúng không? Nhưng mà dài hạn hơn thì nó còn. Bởi vì nó điều chỉnh, nếu mà tốt nó lại bật lại thì chúng ta còn cơ hội. Cái thứ ba nữa là thanh khoản tốt là vì sao? Bởi vì nếu thanh khoản không tốt thì nếu cần thiết thì chúng ta không thể thoát được. Thì cái chứng quyền này thực sự mà chia sẻ là đa phần ở trên thị trường rất kém thanh khoản. Phục chia sẻ luôn, nếu mà như cái anh bạn của Phục ấy thì chỉ cần 3 ông này, cả chứng quyền ông ấy giao dịch được cả thị trường luôn rồi. Thì cái là cái chúng ta chỉ ép thêm nếu mà khi thấy cơ hội nó rất rõ ràng và nó rất rẻ. Rất rẻ. Thì chúng ta tham gia một chút thôi chứ nó không phải là trọng tâm. Là thứ nhất. Thứ hai, cái vấn đề margin thì nó sẽ thú vị hơn một chút là như này. Bởi vì đa phần các anh chị đây cũng mong muốn là mình có gia tăng lợi nhuận. Còn bản thân AZFIN thì riêng tài khoản của AZFIN thì không bao giờ dùng margin. Còn việc dùng margin thì chúng ta có thể dùng khi mà chiết khấu định giá cổ phiếu chúng ta cho rằng nó thấp hơn dưới 30%, chúng ta có thể dùng 20-30% margin. Đó. Và một cái công thức dùng margin của một số anh chị áp dụng rất thú vị như này, Phục hỗ trợ các anh chị như này. Ví dụ, mỗi tháng các anh chị bỏ vào tài khoản của mình đầu tư được 50 triệu đi. Thế thì giá cổ phiếu mà thấp hơn tới 30% thì các anh chị có thể dùng 6 tháng tiền bỏ vào. 6 năm là bao nhiêu? 300 triệu tiền margin. Thế là sau đó cứ tháng nào các anh chị cũng có 50 bỏ vào. Tức là lúc rẻ mình mua trước một chút ý. Bản chất margin đúng mà không phải margin đúng không? Mình mua trước. Thế là hàng tháng mình lại bỏ vào. Thế là 6 tháng sau mình thành không margin. Đấy, tức là nhân tiện lúc ý rất rẻ thì mình có thể mượn trước. Cũng giống như là mượn người nhà để mua cái A, cái B, C ấy. Khi tiền về là đủ. Đấy thì đấy là cái câu chuyện margin, là các anh chị có áp dụng thì nên như vậy. Đó. Nên như vậy thì nó sẽ hiệu quả. Nhưng với điều kiện là chiết khấu phải cao. Còn nếu không thì thôi. Còn đa phần các anh chị nào mà hay dùng kiểu lúc nó vượt đỉnh mình nhảy vào margin. Xin thưa với các anh chị, cái về dài hạn cực kỳ rủi ro và khủng khiếp. Đó. Cực kỳ rủi ro. Đó. Dạ vâng ạ. Không biết là... Xin mời anh. Cho Tuấn bổ sung một chút là cái câu chuyện Phục nói, câu chuyện vẻ cũng khá là hay ấy. Thì Tuấn cũng kinh, từ ra Tuấn cũng chưa dùng margin bao giờ đâu, nhưng cái đợt vừa rồi cũng định dùng margin ấy. Margin theo kiểu gọi là vay bên ngoài, bởi vì bà xã làm bên ngân hàng, thành ra là cái lợi suất vay chỉ có 6% thôi. Thì lúc đấy đang ngồi tính là nếu cổ phiếu RE lúc đấy mà về khoảng 22 trả 1.600 cổ tức là tính là bằng cái lãi vay tiết kiệm ấy, lãi vay ngân hàng ấy, thì lúc đấy đang định vay thật đấy. Tức là ý rằng mình có thể dựa trên cái suất cổ tức là một cái rất là hay. Bởi vì cổ tức nhưng phải có một công ty mà nó bền vững. Chứ còn nếu cổ tức của một công ty chu kỳ thì nó sẽ không chắc chắn. Vâng, không biết phần giải đáp vừa rồi đã giải đáp được cho câu hỏi của anh chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh Cường, cảm ơn các anh ạ. Không biết ở phía dưới khán phòng thì có anh chị nào chúng ta còn thắc mắc gì nữa cần phải trao đổi cùng với AZFIN không ạ? Dạ vâng. Xin lỗi các anh chị khác vì hôm nay em hơi tận dụng một xíu. Thì là em cũng muốn hỏi một chút là đối với tình cổ phiếu này thì các cái em thấy là
trên thế giới thì nó biến động liên tục, các cái yếu tố vĩ mô là ảnh hưởng liên tục. Thì lúc nãy thì anh đã trình bày về cái thuận lợi của yếu tố vĩ mô, thì bây giờ em muốn hỏi về rủi ro của yếu tố vĩ mô. Thực sự thì quan điểm của em thì trước giờ em chọn cổ phiếu chưa bao giờ em chọn theo yếu tố vĩ mô cả, mà em chỉ tập trung vào bức tranh doanh nghiệp thôi. Nhưng mà em cũng muốn biết một chút và chia sẻ cho mọi anh em ở đây luôn. Dạ, cảm ơn anh. Tuấn nói trước ạ, tí nữa gì Phục bổ sung thêm ạ. Thì Tuấn thì nghĩ rằng là năm tới chúng ta nhìn thấy rằng là cái hiện tại thị trường mình đang tăng bởi ba yếu tố chính. Một đó là cái việc mà in tiền ra quá nhiều, đúng không ạ? Khi mà tiền in ra quá lớn thì thông thường cái đầu tiên tiền nó chảy vào tài sản tài chính, và chúng ta đang cầm tài sản tài chính, tức là chảy vào tài sản lỏng, xin lỗi, chính xác phải chảy vào tài sản lỏng. Tài sản lỏng có thể là cổ phiếu, hay trái phiếu, vân vân mọi thứ. Thì thông thường tài sản lỏng sẽ đẩy vào làm cho cái tài sản tài chính đấy tăng giá rất là mạnh. Thì đấy là nguyên nhân thứ nhất là về từ cái tiền rẻ, đúng không ạ? Tiền rẻ. Thứ hai nữa là nó đến từ cái việc mà lãi suất tiết kiệm chúng ta ở Việt Nam mình thì mình thêm một số cái như là lãi suất tiết kiệm đang xuống rất là thấp, khiến cho các anh chị em là ví dụ đang hưởng lãi suất quen 7-8%, bây giờ xuống còn 6% hay thậm chí 5-mấy% thì trong các kênh tài sản khác tăng giá liên tục, thì thành ra là sẽ rút bớt tiền và khiến cho cái xu thế nó càng mạnh hơn, tức là tiền rẻ từ nhà nước lại còn tiền từ dân cư đẩy vào nữa. Thì đấy là cái thứ hai mà khiến cho cái giá cổ phiếu tăng rất là mạnh. Cái thứ ba nữa là Việt Nam mình là một cái điểm sáng trên kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy mà cái dòng tiền từ nước ngoài nó cũng sẽ đổ vào Việt Nam theo kiểu như thế để khiến cho giá đẩy mạnh lên. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy ba cái động lực đấy thì chúng ta nhìn ngược lại rằng là cái rủi ro sẽ đến, có thể đến từ ba cái đấy, đúng không ạ? Thứ nhất đó là vừa rồi thì Mỹ vừa mới ông tổng thống mới vừa mới đưa ra cái gói kích thích mới là 1,9 tỷ đô. Thì đấy là một cái để tiếp tục đẩy mạnh cái bơm tiền ra nền kinh tế. Thì cái mình sẽ nhìn ngược lại là khi mà cái gói QE được kết thúc thì đó là một cái rủi ro, đúng không ạ? Cái rủi ro thứ hai là cái phần mà họ sẽ không, khi mà cái dòng tiền đấy vào thì đương nhiên là họ sẽ không thể bơm QE được nữa nếu như mà lạm phát tăng rất là cao. Mỹ đã đưa ra rằng họ sẵn sàng để mức lạm phát trên 2%, đúng không ạ? Nhưng mà ở Việt Nam mình thấy rằng là cái động thái của chính phủ mình vẫn là lạm phát đâu khoảng 4%. Thế thì nếu như mà lạm phát quay trở lại thì rõ ràng dòng tiền của mình sẽ bị tự nhiên sẽ bị thay đổi. Thì một cái rủi ro nữa là đó đến từ lạm phát, tức là như Tuấn vừa chia sẻ là giá commodity, tức là giá hàng hóa tăng rất là mạnh. Nếu như quý vị anh chị vào xem lại giá hàng hóa tất cả các loại như cao su này, dầu mỏ này, đường này, gạo này, nói chung rất nhiều loại đều tăng trong một tháng này trở lại, tăng giá rất là mạnh. Thì cái xu thế đó có thể đâu đó sẽ xảy ra lạm phát năm tới. Và khi lạm phát xảy ra thì thông thường nó sẽ tạo ra tăng lãi suất, tức là cái nhu cầu tăng lãi suất của các ngân hàng ấy sẽ mạnh lên. Và lãi suất mà tăng trở lại thì tự nhiên rằng nó sẽ đảo ngược của cái thị trường tài chính. Bởi vì lãi suất và thị trường tài chính là bao giờ là hai kênh đảo ngược nhau. Đó thì tóm lại tôi nghĩ rằng là một là cái đáng ngại nhất đó là lạm phát. Và cái thứ hai nữa là cái chính sách đảo ngược tiền tệ của các ngân hàng trung ương thế giới. Thì đấy là hai cái rủi ro mà Tuấn cho rằng. Về cái rủi ro vĩ mô thế giới thực sự nó rất là khó đánh giá. Bởi vì ngay cả các cái chuyên gia kinh tế hàng đầu cũng không thể đánh giá được, bởi vì nó rất nhiều biến số. Chính vì thế cho nên AZFIN thường tập trung vào các cái biến số mà ảnh hưởng chính đến cổ phiếu. Các biến số vĩ mô gồm có GP, thì nó quyết định xem là cổ phiếu dài hạn có hấp dẫn không. GP tăng trưởng mạnh thì các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh ấy, thì dài hạn hấp dẫn. Thứ hai là lãi suất. Thì lãi suất mà cao quá thì rõ ràng là người ta không thích chứng khoán, người ta gửi tiết kiệm, đúng không? Doanh nghiệp này bị đội chi phí, lợi nhuận thấp cũng không tốt. Cái thứ ba là liên quan đến tỷ giá. Đó thì AZFIN thì nói về rủi ro vĩ mô thực sự là cũng khó đánh giá. Nhưng mà cái rủi ro lớn nhất về vĩ mô cá nhân Phục nghĩ thì đó là liên quan đến dịch bệnh. Nó có thể là diễn biến phức tạp hơn. Có thể. Bởi vì tuy nói rằng là có vaccine nhưng mà các biến thể từ này kia nó vẫn liên tục rất là khủng khiếp. Thì đấy là có thể là như thế đấy. Còn đối với Việt Nam thì về cơ bản là nó bình yên hơn, khó có những cái gì đó nó biến động quá mạnh. Cảm ơn anh Tuấn và anh Phục ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta đang có 3 vị diễn giả ở đây đúng không ạ? Chúng ta hãy tranh thủ tận dụng cơ hội để trao đổi và thảo luận thêm được không ạ? Không biết là còn anh chị nào phía dưới. Vâng ạ.
Xin mời anh ạ. Trước hết là xin chào anh Tuấn, anh Phục và anh Nam, và chào tất cả các anh chị ạ. Vừa nãy thì nghe cái báo cáo chiến lược ấy, thì tôi có nhận thấy là có 6 mã chính và 4 cái mã dự phòng ấy. Tôi thấy theo báo cáo thì cái mã nào cũng tốt. Vậy thì tôi có đặt ra hai câu hỏi. Một là nếu mà phân bổ tỷ trọng ấy, thì anh Phục có thể tư vấn cho xem là nên phân bổ tỷ trọng nào cho hợp lý. Và thứ hai là cũng xem là phân tích thêm cái rủi ro của những cái mã này được không? Xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Ok, về cái rủi ro thì anh đặc biệt quan tâm mã nào thì Phục sẽ phân tích rủi ro mã đấy nhé. Còn bởi vì nói 10 mã thì nó lại dài quá. Còn về tỷ trọng thì chia sẻ với anh như này. Thì thông thường ấy, nếu mà những ai mà gọi là cực kỳ tự tin ấy, cộng thêm cái kiến thức rất rất sâu ấy, thì họ có thể phân bổ tỷ trọng lệch một chút, lệch. Thậm chí có cổ họ chơi 50%. Nhưng đấy là phải rất sâu và rất bản lĩnh. Còn thông thường Phục cho rằng là nên phân bổ đều. Đấy là một cách này rất tốt. Bởi vì chúng ta, mọi người đây đã từng trải qua cái câu chuyện là cổ phiếu lãi rất lớn thì trong tài khoản chả có không ạ? Cổ phiếu chúng ta kỳ vọng rất nhiều ấy, thì cuối cùng lãi lại rất thấp. Thế thì thường bị những cái ngược như thế. Thì về dài hạn thì chúng ta rất dễ bị như thế. Thì chính vì thế cho nên tốt nhất là phân bổ đều. Thì còn về danh mục thì tốt nhất là anh phân bổ tối thiểu 3 mã, tối thiểu nhé. Còn Phục nghĩ là tốt nhất là khoảng 5 mã. Bởi vì nếu có một cổ phiếu nào nó có bị rủi ro gì ấy, thì những cổ còn lại nó đúng rồi, nó sẽ bảo vệ những cổ ấy. Tức là một cổ ảnh hưởng thì không sao, 4 cổ kia nó hoàn toàn nó lấy lại tất cả, toàn bộ được. Đấy, thì đấy là mình phân bổ như thế. Còn cá nhân Phục không phải AZFIN, thì năm nay thì Phục phân bổ cho banh nó hơi nhiều. Riêng banh là khoảng độ hơn 40%. Còn về rủi ro thì anh muốn quan tâm đến mã nào thì để mấy anh em cùng trao đổi. Vâng, cảm ơn anh Phục. Rủi ro thì như anh nãy bảo nói một mã, nhưng mà em xin đề xuất 2 mã được không ạ? Đó, cái 2 mã đó là cái mã cũng đang quan tâm, đó là cái mã của Vĩnh Hoàn và Phú Tài đấy. PSC và PPB, PTB và VHC ạ. Trao đổi chút. Vâng, rủi ro lớn nhất của Vĩnh Hoàn đầu tiên là chúng ta xem doanh thu nó đến từ, đầu tiên là liên quan đến doanh thu nó đến từ xuất khẩu là chính. Thế thành ra rủi ro có thể xảy đến từ phía nhà nhập khẩu. Thì ở đây là cái trường hợp mà vừa rồi có trao đổi là Mỹ và Việt Nam ấy, thì có rủi ro là có thể là bị đánh thuế. Tuy nhiên cái rủi ro này nó cũng không quá cao. Cao là thứ nhất. Thứ hai là cái rủi ro của Vĩnh Hoàn đó là nó liên quan đến gọi là rủi ro về dịch bệnh. Dịch bệnh đây không phải là Covid nhé, mà dịch bệnh cho cá. Bởi vì cái lĩnh vực nông nghiệp này nó khá bị ảnh hưởng những cái chuyện đó. Thì cái dịch bệnh thì bây giờ nhờ có mô hình khép kín và rất cẩn thận thì cũng về cơ bản cũng đỡ được rất nhiều. Thì rủi ro nó cũng thấp hơn một chút. Thì cái rủi ro thứ ba nữa, từ xưa đến nay các cái doanh nghiệp cá hay dính phải ấy, đó là rủi ro về giá cá. Đấy là cái rủi ro lớn nhất của các doanh nghiệp. Thì cái rủi ro giá cá thì gần đây thì nó vẫn là lớn nhất đối với Vĩnh Hoàn. Nhưng mà gần đây nó cũng giảm thiểu. Bởi vì gần đây các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần dần bây giờ dẹp rồi. Các cái công ty nó tự chủ. Thế thành ra là nó có nhưng nó cũng không phải là quá lớn. Và cái rủi ro hiện tại lớn nhất đối với Vĩnh Hoàn ấy, đó là cái chi phí vận chuyển nó rất cao. Chi phí vận chuyển đến các nước ấy, xuất khẩu ấy, thì ông phải dùng container lại. Mà bây giờ cái đó chi phí tự nhiên nó đội lên gấp mấy ấy. Đúng không ạ? Đó. Trung bình thì hôm trước Phục xem là gấp khoảng độ 1,5 lần. Đó. Thì cái đó thì nó sẽ làm lợi nhuận ngắn hạn của Vĩnh Hoàn có thể bị ảnh hưởng trong cái quý 1, quý 2 tới. Còn người ta dự báo rồi là những cái container rỗng cái này cái kia thì người ta cũng có thể xử lý trong vòng khoảng 2-3 quý này được. Vì sao nó lại thiếu? Bởi đợt rồi là có thể là một là nhu cầu hàng hóa, thứ hai là rất nhiều thứ nó bị delay, bị để một chỗ ấy, nó không luân chuyển được ấy.
Đấy. Thì cái đó là cái rủi ro trong 6 tháng tới, là rủi ro lớn nhất là liên quan đến chi phí vận chuyển, chi phí logistics. Đó. Thì đấy là về Vĩnh Hoàn. Vâng ạ, thì khi mà đầu tư ấy, Tuấn hay quan tâm đến cái gọi là grand hold ấy. Grand hold tức là nếu như mà sấp thì tôi thắng, mà nếu như mà ngửa thì tôi mất rất là ít. Ý là như thế, tức là hai cổ phiếu này thì Tuấn cho rằng đều đang thuộc dạng grand hold như thế. Tức là nếu như trong trường hợp mà nếu như mà AZFIN sai nhé, bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn nhìn cái mặt tích cực và chúng ta nhìn cái mặt rủi ro, đúng không? Nếu trường hợp mà AZFIN sai thì cái chúng ta sẽ có được cái suất cổ tức là bao nhiêu phần trăm, đúng không? Ví dụ như đối với cả cổ phiếu PTB thì suất cổ tức đâu đó được khoảng 4.000, đúng không? Hay 3.500, Tuấn không nhớ lắm chính xác. Thì chia cho cái giá hiện tại đang là 60 chẳng hạn, đúng không? Thì đâu đó là cũng khoảng khá là tốt, khá là ổn, đúng không? Vâng, vâng. Đấy. Thì đấy là trong trường hợp mà rủi ro. Tức là cái nếu như mà trong trường hợp mà rủi ro mà PE chúng ta vẫn giữ nguyên thì tự nhiên chúng ta đã ăn được 6% cái lợi suất cổ tức rồi, đúng không ạ? Và nếu đây là trong trường hợp rủi ro, còn ngược lại thì Tuấn nghĩ rằng là mức giá hiện tại đang khá là ok, khá là tốt. Vì cũng như Tuấn vừa nói, tức là Tuấn tin rằng cái giá commodity tức là giá hàng hóa sẽ tăng một loạt. Giá hàng hóa thì bao gồm cả giá xây dựng, ví dụ như là Đá Hóa An là một công ty mà làm trong ngành xây dựng, tức là chuyên sản xuất đá xây dựng, và họ lại nằm trong khu vực của Long Thành nữa, tức là họ cùng một lúc có hai câu chuyện, một là đá xây dựng sẽ tăng giá, hai là câu chuyện Long Thành sẽ yêu mua nhiều đá hơn. Thì tương tự của PTB, tức là của Phú Tài, là họ có cái các nhà máy sản xuất xẻ granite này, granite tự nhiên ấy, thì cái đấy sẽ tăng giá, cũng thêm với việc mà đầu tư công sẽ tăng giá, khiến cho họ sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn trong mảng đá. Mảng đá năm 2020 họ giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Mảng gỗ thì họ tăng thêm công suất và họ xuất khẩu ra khá là tốt. Và ô tô thì năm ngoái đang bị lỗ, 2020 lỗ đâu đó khoảng 3-4 tỷ đấy. Thì sang năm nay giả sử không lỗ đi, hoặc là họ tăng lợi nhuận thêm khoảng 10 tỷ, thì tự nhiên là họ sẽ tăng được một lợi nhuận ở mức khá là tốt. Cộng thêm mấy cái dự án Phú Tài Residence ấy, họ cũng sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu lợi nhuận vào năm nay và năm sau, đâu đó khoảng 200 tỷ. Thế nhìn những cái như thế thì Tuấn cho rằng là cái rủi ro mà để giảm giá thì khá là thấp. Ý là như thế, tức là mình nhìn rủi ro bao gồm cả những cái kết quả kinh doanh và cả cái cổ tức nữa. Thì mình nhìn hai cái cùng một lúc thì Tuấn cho rằng là cái rủi ro khá là thấp. Đấy. Xin cảm ơn các anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của anh cũng như là phần giải đáp của hai diễn giả. Còn phía dưới hội trường ạ, không biết còn anh chị nào chúng ta... Vâng, em đang thấy rất nhiều câu hỏi đúng không ạ? Chúng ta sẽ... Mời anh trước. Em đang quan tâm đến cổ phiếu Vinhome ạ. Thì anh có thể nói rõ hơn về cổ phiếu này, vì đầu tiên là như AZFIN định đưa cổ phiếu vào cái danh mục 5 mã chiến lược. Vâng, thì Vinhome đầu tiên là về cái lợi thế cạnh tranh thì chắc là chúng ta không phải bàn nhiều, đúng không ạ? Rất là khủng khiếp. Và cái kết quả kinh doanh, cái câu chuyện 2021 ấy, nó đến từ việc là vừa rồi Vinhome bán nhà rất tốt. Bán cả ở quận 9, bán cả ở Ocean Park, bán cả Smart City, bán rất nhiều thứ. Rất tốt. Thì nó có thể làm cho lợi nhuận 2021 của Vinhome, nếu mà họ muốn ấy, có thể tăng trưởng khoảng 40-50%. Tức là quy mô lợi nhuận 2021 nó có thể đạt, nếu họ muốn nhé, có thể ghi nhận 30 mấy ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế. Tức là nó sẽ xếp vào top 3 doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất Việt Nam cùng với Samsung và Viettel. Đó. Và với cái định giá hiện nay của nó ấy, thì AZFIN có tính sơ qua về cái quỹ đất cái thứ ấy, thì định giá hiện nay của nó thực sự nó quá rẻ. Chỉ bằng 1/3 so với giá trị đất nó sở hữu. Thì về cái câu chuyện đó. Tuy nhiên thì cái cổ phiếu Vinhome này thì nó liên quan đến, nói tóm lại là nó là một cổ phiếu cũng rất là khó để mà, nói tóm lại nó cũng rất là khó để mà bóc tách các thứ nó kỹ ra được ấy. Bởi vì nó nằm trong một cái tổ hợp của Vingroup. Đúng không? Cổ tức thì nó chả không nhiều, đúng không? Và tiền thì VinFast đang đuối thì có thể là Vinhome là phải đỡ cái chuyện đi. Nhưng mà nếu mà xét thuần về Vinhome thì nó là một cái doanh nghiệp có giá trị đất, cái quỹ đất giá trị nó gấp 3 lần giá hiện tại. 3 lần.
và nó là một cái vị thế khác hẳn hoàn toàn so với các cái công ty bất động sản khác. Thì với cái vị thế đó thì trong năm 2021 bán hàng được nhiều, mọi thứ đều hỗ trợ, giá đất đều tăng. Thì AZFIN cũng kỳ vọng rằng nó sẽ là cái cơ hội tốt nhất trong cái lĩnh vực bất động sản và chắc nhất. Còn bạn muốn biết cụ thể gì hơn thì có thể trao đổi, thì AZFIN rõ cái gì thì AZFIN sẽ chia sẻ cái đó. Em muốn hỏi là mình có thể kỳ vọng vào giá của Vinhome, có thể một giá mục tiêu. Thì với Vinhome thì anh em cũng đánh giá thì cũng đưa ra giá mục tiêu cho 2021 là có thể đạt 130. Có thể đạt 130. Vâng, không biết phần trả lời vừa rồi đã cung cấp đủ thông tin cho câu hỏi của anh chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì xin phép được nhường mic cho quý vị tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, xin chào các anh chị bên AZFIN và tất cả các nhà đầu tư. Thì tiêu chung lại cái trong cái buổi ngày hôm nay thì cá nhân tôi hình dung là cái phân tích và chia sẻ của AZFIN khuyến nghị chúng ta là đầu tư dài hạn, bởi vì là cái mã thấp nhất cũng là 1 năm. Và các cái mã khác là nhìn về 3 đến 5 năm. Vậy thì giả dụ là bây giờ là một cá nhân nhà đầu tư mới như tôi chẳng hạn, là nhìn vào cái 5 cái cổ phiếu mà AZFIN khuyến nghị cho cái đầu tư dài hạn. Vậy thì trong cái định giá hiện tại thì là giải ngân tiền là theo cái mức khuyến nghị 50-80% của anh Phục, hay là có thể là giải ngân full luôn. Và ví dụ giải ngân khoảng 50-80% chẳng hạn, thì là chờ thị trường nó điều chỉnh để giải ngân tiếp. Vì trong trường hợp là trong chẳng hạn một quý mà thị trường nó tiếp tục tăng thì chúng ta có thể tiếp tục bổ sung giải ngân, hay là vẫn kiên trì là có thể chờ cái điều chỉnh. Đấy là cái cá nhân. Cái thứ hai là về AZFIN thì cũng muốn hỏi là có xây dựng cái quỹ đầu tư hay không, và nếu có thì là có thể là chia sẻ một chút về cái hoạt động cũng như là cái tiêu chí của cái quỹ đấy. Xin cảm ơn. Vâng, thì chia sẻ với anh, nếu mà đầu tiên là ta xác định giải ngân bao nhiêu ấy, thì ta phải xác định là cái chiến lược mục tiêu đầu tư của ta thế nào. Nếu mà anh cảm thấy tự tin, anh tin, đầu tiên anh tin. Thứ hai là anh cái nguồn vốn của anh có thể để được dài, tầm đôi 3 năm đổ lên đấy. Tầm đôi 3 năm đổ lên thì Phục cũng khuyến nghị rằng là anh có thể giải ngân tất luôn. Thì bởi vì như chia sẻ đấy, thì AZFIN bây giờ nắm hơn 80% cổ phiếu. AZFIN rất tự tin với tầm nhìn dài. Còn ngắn hạn thì thực sự là khó, rất khó để đánh giá. Đấy là cái câu chuyện như vậy. Không ai nói trước được điều gì. Rất là khó. Nhưng mà tầm nhìn dài hạn thì anh giải ngân 5 mã thì anh có thể giải ngân luôn. Nhưng với điều kiện là vốn của anh phải được bền vững về dài hạn. Bền vững dài hạn. Có anh chị nào mà active hơn, các anh chị active hơn, tức là cũng muốn có ra có vào, thì Phục nghĩ là lên để danh mục từ 50-80. Nếu có cơ hội sụt giảm thì các anh chị có thể gia tăng. Nếu không có thì các anh chị cũng lựa, các anh chị có thể vào luôn hay không. Đó. Thì bởi vì những anh chị active thì thường có nhiều những cái kịch bản chuẩn bị hơn. Đấy. Còn tiếp theo là về cái quỹ thì AZFIN thì... thứ nhất là bây giờ để mà gọi là quỹ thực sự ấy thì rất là khó, không thành lập được. Bây giờ phải đi mua lại một công ty quản lý quỹ khoảng 50 tỷ. Ngoài ra thì công ty quản lý quỹ hoạt động rất phức tạp, cực kỳ phức tạp luôn. Có rất nhiều thứ rất nguy hiểm. Đó, thế thành cộng thêm một điều nữa là chiến lược của AZFIN thì không làm quỹ. Không làm quỹ. Thì anh Nam có thể chia sẻ một chút về chiến lược của AZFIN nữa không?
Vâng, thì xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì về cái phần phân bổ về danh mục thì có lẽ là anh Phục chia sẻ thì nó cũng đã khá đầy đủ rồi. Thêm một cái nữa thì Nam muốn bổ sung đó là nó còn phụ thuộc vào, thứ nhất là cái dòng tiền, thứ nhất là cái khoản đầu tư của mình có thể giữ dài hạn hay không. Và cái thứ hai nữa là cái nguồn thu nhập và cái dòng tiền của mình, đấy, nó có bền vững, nó có ổn định hay không, thì nó sẽ rất quan trọng. Còn bây giờ nếu mà mình đang nghĩ là nó, mình có thể giữ được 2-3 năm, nhưng mà công việc và cái nguồn thu hàng tháng đều đặn của mình ấy, nó đang chưa bền vững, thì cái đấy mình sẽ phải cân nhắc lại. Bởi vì đấy là mình đang tạm nghĩ vậy thôi. Còn thị trường nó không cho phép chúng ta những cái câu chuyện như vậy. Còn về cái câu hỏi của anh liên quan đến quỹ thì có lẽ là ở đây mọi người phần lớn, các anh chị em biết đến Zfin là qua câu chuyện về chứng khoán và các lớp đào tạo về chứng khoán. Tuy nhiên cái bức tranh lớn mà Zfin đang đi bắt đầu từ năm nay thì câu chuyện lớn hơn, thứ nhất về nó sẽ không còn đơn giản là chứng khoán nữa, mà Zfin có định hướng sẽ xây dựng một cái hệ sinh thái liên quan đến giáo dục và đào tạo về tài chính. Mọi người đang nghĩ là câu chuyện là đầu tư tài chính thôi, nhưng ở đây thực sự là cái trục tăng trưởng và cái câu chuyện mà Zfin sẽ làm sẽ là liên quan đến mảng giáo dục và đào tạo về tài chính, gồm chủ yếu trong đó nó sẽ là tài chính cá nhân hướng đến đối tượng khách hàng. Nó không đơn giản là những anh chị em muốn đầu tư về chứng khoán, hoàn toàn không phải, mà sẽ có thể là bản thân. Thì ở trong cái hệ sinh thái đấy thì Zfin hướng đến là sẽ dành cho bản thân các anh chị nhà đầu tư, là đương nhiên là những người mà theo Zfin từ những ngày đầu liên quan đến các lớp học. Tuy nhiên thì câu chuyện sắp tới có thể mô tả ngắn gọn như thế này. Zfin sẽ có những cái gói, những cái sản phẩm liên quan đến đào tạo về tài chính cá nhân tổng thể. Tức là mọi người có thể hoạch định được cái, ví dụ như câu hỏi của anh liên quan đến việc là mình có giữ, mình phân bổ như thế nào, mình giữ được bao lâu, như anh Phục vừa nói đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện như thế, tức là trang bị cho mọi người một cái kiến thức, nhận thức, thói quen, hành vi, hành động đấy, và có cả cái niềm tin nữa. Bởi vì khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta sẽ tin tưởng hơn, thay vì là bây giờ ngồi ở đây nói chuyện mấy ông ấy rất phiền, nhưng mà mấy mã cổ phiếu thế, nhưng mà về ra ngoài có người, ví dụ thể là các bạn môi giới khác phím một cái mã khác, thì mọi người sẽ cảm thấy là tin cái đấy hơn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những câu chuyện, Zfin sẽ xây dựng một cái hệ sinh thái như vậy, và sẽ có cả những cái lớp, những chương trình đào tạo dành cho thanh thiếu niên mà Zfin đang dự định bắt đầu năm 2021 sẽ là dành cho các bạn học cấp 2, tức là đâu đó sẽ là các con hay cháu của anh chị đang ngồi ở đây. Và lớn hơn nữa đó là câu chuyện về tài chính cho gia đình, tức là chúng ta đang, anh Cường hồi ở trước khi bắt đầu cái hội thảo có chia sẻ với em, đó là quan tâm đến các con và muốn là hoạch định cho các bạn như thế. Thì đó là cái câu chuyện mà Zfin muốn làm tiếp theo. Và thứ nữa đó là một cái câu chuyện này thì nó sẽ hơi khó hơn một chút, đó là có thể hướng đến một cái đối tượng khách hàng rộng hơn nữa, các anh chị em rộng hơn nữa, đó là dành những cái chương trình đào tạo có thể nói là dành cho tất cả mọi người. Ví dụ là chúng em có thể làm những cái khóa đào tạo dành cho các tổ chức. Các tổ chức ở đây có thể hướng đến ví dụ các công ty mà muốn dành cho các nhân viên của mình những cái khóa đào tạo về tài chính. Hiểu biết về tài chính là một cái thứ rất quan trọng. Và nó, thực ra mà nói thì mọi người hay nói đến câu chuyện để kiếm tiền. Thì ở đây chúng ta nói đến câu chuyện lớn hơn. Kiếm tiền, quản lý tiền. Và làm sao để cho cái, như anh Phục có nói ở cái phần, em cũng không nhớ lắm, nhưng gần cuối đó là chiến lược, đó là phải nâng cao kiến thức và chúng ta học hỏi bản thân mình đầu tiên, và sau đấy chúng ta mới hướng đến được cái an nhàn. Thì em xin gói lại một chút, đó là về Zfin thì xin phép là chúng em có lẽ là sẽ không bao giờ suy nghĩ về việc là làm quỹ đấy, nhưng cái hệ sinh thái sẽ là hệ sinh thái về giáo dục và đào tạo, về tài chính. Không đơn thuần là đầu tư chứng khoán như tất cả anh chị ngồi đây chúng ta biết. Đoạn là xây dựng một cái giải pháp tổng thể về tài chính cho chúng ta, tức là đầu tư chỉ là một phần rất nhỏ. Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của các anh ạ. Và quý vị ở dưới ạ, còn ai có những câu hỏi gì vẫn tiếp tục để gửi đến các diễn giả chúng tôi ở trên này không ạ? Vâng ạ, xin được mời anh. Dạ vâng, xin chào ban lãnh đạo của công ty cổ phần Zfin Việt Nam.
Thì thực ra thì tôi cũng là một nhà đầu tư mới, bởi vì cũng biết chứng khoán bắt đầu từ đợt dịch vừa rồi. Thì trước giờ thì tôi cũng tập trung vào kinh doanh, chưa bao giờ là biết chứng khoán là gì. Chỉ thấy trước đấy thì anh em nói là chứng khoán rủi ro lắm, nhưng mà thực sự là khi mà nhà nước hạ lãi suất thì bắt đầu tôi mới nghĩ rằng là tiền của mình thì không thể để trong đấy được, thì bắt buộc phải để chỗ khác. Thì cũng rất may mắn là biết đến AZP Việt Nam. Khi mà tôi mua chứng khoán ấy, thì cái lúc đó là bắt đầu dịch mới xảy ra, và lúc đó là tôi giữ mã TDM, Techcombank và bên chỗ BNG. Thì khi mà lỗ đến tận 30% ấy, thì tôi có nhắn tin hỏi anh Phục. Thì anh Phục anh tư vấn là thế anh giải ngân được bao nhiêu rồi. Thì tôi cũng có nói là tôi giải ngân 50% tiền rồi. Thì anh Phục nói rằng là cái thời kỳ đấy là đúng là lúc đáy luôn, lúc là hơn 650 điểm. Thì anh Phục bảo cái trường hợp như của anh là rất hiếm, bởi vì thông thường là mọi người đã giải ngân hết tiền rồi. Thực sự là cái lúc mà lãi 30% đấy là cũng thực sự là cũng rất là đứng ngồi không yên. Nhưng mà cũng rất may là nghe anh Phục nói vậy thì mình cũng giữ. Giữ nhưng mà khi mà bắt đầu có lãi được khoảng 20% thì tôi lại bán ra. Bán ra thì đến lúc mà thị trường lên hơn 80 điểm, 900 điểm là tôi lại mua vào. Và hiện tại đang giữ thì tỷ suất sinh lời hiện tại là rơi vào khoảng hơn 50%. Tôi vẫn đang giữ. Thì cũng xin chia sẻ với anh chị ở đây là như vậy. Thì thực sự là cái lĩnh vực chứng khoán là cũng rất là mới, nhưng tôi cũng cần phải học hỏi rất nhiều. Và tôi cảm nhận rằng là khi mà đầu tư ở cái thị trường uptrend ấy, thì nó đơn giản hơn, và chắc là anh chị đầu tư chắc là cũng không phải đau đầu nhiều. Nhưng mà cái mà tôi quan tâm ấy, khi mà thị trường đang uptrend mà chuyển sang downtrend ấy, thì tôi muốn hỏi ban lãnh đạo và cũng anh chị tư vấn ở đây ấy, thì là cái chiến lược đầu tư lúc đấy, khi đấy ấy, mình có cần phải thay đổi không? Và mình sẽ phải quản trị cái rủi ro ở cái thời kỳ điểm đó như nào? Bởi vì cái thời kỳ mà thị trường xuống rất mạnh ấy, thì tôi thấy là vẫn có một số cổ phiếu đi ngược. Ví dụ như cổ phiếu của SHB hoặc là bên các công ty dược thì nó vẫn cứ đi ngược lên. Thì rõ ràng là trong khi downtrend thì vẫn có cơ hội để đầu tư. Nhưng mà thực sự là khi đó là rất là khó. Thì những người mà mới tham gia thị trường như tôi ấy, thì là thông thường là sẽ rất là khó xử lý trong cái trường hợp đấy. Thì tôi muốn ban lãnh đạo tư vấn về cái trường hợp mà khi nó downtrend. Và cái câu hỏi thứ hai thì tôi cũng muốn hỏi ban lãnh đạo là khi mà các cái cổ phiếu mà lúc nãy IZFIN đưa ra ấy, thì nhìn chung là đều là đầu ngành. Đấy, thế đều đầu ngành, thì tôi muốn hỏi là thế những cái doanh nghiệp mà nó ở giữa ngành, có nghĩa là nó không phải là to mà nó chỉ vừa vừa thôi, thậm chí là nó vẫn còn đang nhỏ, nhưng mà nó có tiềm năng trong tương lai, thì AZFIN thì có thể là tư vấn thêm, có thể một vài mã tiêu biểu, hoặc là đưa ra một cái khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư ở đây, nếu như những anh chị mà có quan tâm những cái cổ phiếu mà nó không phải là đầu ngành, mà nó ở dưới nhưng mà nó rất là tiềm năng, thì rất mong là các anh tư vấn thêm ạ. Vâng, cảm ơn anh ạ, những chia sẻ hết sức là thực tế đúng không ạ? Xin được câu trả lời từ phía ban cố vấn ạ. Vâng ạ, trước tiên là về nếu mà anh đã biết downtrend thì thôi chúng ta tất toán tài khoản là tốt nhất. Nếu mà chúng ta đã xác định là downtrend, đó thì lúc ấy gửi tiết kiệm là tốt nhất. Hoặc là mua vàng, lúc là rất tốt. Bởi vì một khi xuống downtrend thì tất nhiên có anh đi ngược rất hiếm. Đúng không ạ? Và cái chuyện ấy là quá khó để chúng ta làm được. Đó, thì đấy là nếu chúng ta biết downtrend. Tuy nhiên downtrend thì khi thường xảy ra rồi chúng ta mới biết. Đúng không ạ? Đó. Thế nhưng mà cái điều đó thì không phải là chúng ta không dự báo được. AZFIN cũng dự báo được. Nhưng mà dự báo một cách tương đối thôi, chứ không thể dự báo chính xác được. Đó là như này, thị trường chứng khoán ấy thì nó vận hành dựa trên nền tảng là nền kinh tế. Đúng không ạ? Nếu chúng ta xác định được rằng kinh tế bây giờ đã phát triển quá rồi, mạnh quá rồi, tương lai khó có thể phát triển mạnh nữa, hoặc tương lai kinh tế có thể đi xuống, thì tức là thị trường chứng khoán sẽ đi xuống. Về cơ bản là như vậy. Hoặc là nếu không đi xuống thì lợi suất nó rất thấp. Đó. Thì trong lúc đầu tư của AZFIN ấy, thì cũng thường hay phân tích gọi là top down từ vĩ mô xuống. Thì ví dụ bây giờ chẳng hạn, thời điểm bây giờ đi, thì AZFIN suy nghĩ rất đơn giản này, cũng không cần đoán là bây giờ là đang suy thoái hay sắp suy thoái hay trước suy thoái. AZFIN thường đoán 3 năm nữa có tốt hơn bây giờ không. Ví dụ các anh chị thấy có tốt hơn không? Nếu anh chị nào thấy tốt hơn, thấy 3 năm nữa kinh tế sẽ rực rỡ hơn, thì như vậy đầu tư chứng khoán là tốt. Còn nếu anh chị nào bảo 3 năm nữa tôi nghĩ là Việt Nam hỏng, thế các anh chị rút, bởi vì nó sẽ là downtrend.
Đấy thì cái câu chuyện nhìn một cái view lớn này như thế. Đó. Thì khi đao chen thì tốt nhất là mình tất toán mình ra ngoài. Đấy là tốt nhất. Tốt nhất. Đấy là về cái câu hỏi liên quan đến đao chen đúng không ạ? Còn cái thứ hai là liên quan đến cổ phiếu. Phải không ạ? Cổ phiếu ở giữa ngành đúng không ạ? Cổ phiếu nho nhỏ. Thì thực sự các cái câu chuyện này rõ ràng là chúng ta chắc là cũng bị ảnh hưởng vừa được một số sách của các nhà đầu tư huyền thoại. Họ chọn những cái con nho nhỏ mà có tiềm năng tăng trưởng rất khủng khiếp ấy, bám được những con ấy có thể tăng 100 lần hay bao nhiêu lần vân vân, đúng không ạ? Thì đấy là mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Là tìm được những cái cơ hội nó mang lại lợi nhuận chắc chắn, bền vững và tăng trưởng dài trong tương lai. Thì AZFIN nhìn thấy ở Việt Nam khác trên thế giới lúc này là chỗ đó. Ở trên thế giới đa phần các nước đều các nước phát triển rồi. Các tập đoàn to nó không thể to thêm được nữa. Trừ mấy ông công nghệ thôi đúng không ạ? Còn các ông ngân hàng, ông này, ông kia trên thế giới, HSBC, Citigroup hay là các cái tập đoàn, các công ty về cơ bản nó không tăng trưởng nữa. Thế như vậy, ý tưởng của người ta để có lợi nhuận cao tốt ấy, thì người ta lại tìm những cái doanh nghiệp nhỏ mà có tiềm năng tăng trưởng mạnh. Đó. Nhưng mà mục đích cuối cùng của đầu tư là tăng trưởng tốt, bền vững và lâu dài và an toàn. Thì ở Việt Nam có một điều rất thú vị, đó là các blue chip ở Việt Nam chỉ là penny so với tương lai của nó thôi. Đấy là cái thú vị. Bởi vì mọi người có thể tưởng tượng, ví dụ Vietcombank bây giờ nghĩ nó to lắm đúng không? 10 năm trước cũng nghĩ to lắm, có thể không tăng được đâu, nhưng mà 10 năm trước so với bây giờ mọi người thấy thế này, thấy thế nào? Đấy thì bởi vì nền kinh tế của mình nó còn to rất lớn ấy, thì thành ra các doanh nghiệp blue chip của mình thực tế nó chính là penny của nó hiện tại trong tương lai thôi. Thì tức là tương lai những cái doanh nghiệp nó sẽ tăng trưởng rất mạnh nữa. Chính vì thế cho nên vì sao AZFIN tập trung vào những doanh nghiệp như thế. Bởi vì như anh vừa thấy nó toàn tăng trưởng 20% đúng không? Còn chính ở Việt Nam ấy, những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp rất dễ bị tổn thương. Thành ra chúng ta chọn sai một phát là chúng ta hỏng. Sai một phát là hỏng. Rất nguy hiểm. Thì cái câu chuyện vì sao mà AZFIN không pick những cái cổ phiếu nhỏ mà bảo là có tiềm năng ấy, một là rất rủi ro, tìm nó rất khó. Có khi tìm 5-7 thằng được một thằng. Các anh thấy các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đấy đúng không? Thì cái nó dành cho các quỹ đầu tư mạo hiểm tốt hơn. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái vấn đề như Phục vừa nói ấy, đấy là những blue chip ở Việt Nam nó chỉ là những con penny trong tương lai. Nó chỉ là bé tí so với tương lai của nó thôi. Thế thành ra chính vì thế cho nên rút ra cuối cùng hội tụ những cái doanh nghiệp đầu ngành mà có tăng trưởng tốt, đấy là những cái cơ hội đầu tư tốt nhất. Và hơn nữa Phục mấy cả anh Tuấn với Nam hay các anh em AZFIN với DTP chia sẻ với nhau toàn một câu chuyện này. Con này 3 năm cấp 2 không? Ok cấp 2 mua. Xong. Mục tiêu mình là như thế. Vậy chọn con nào chắc chắn nhất? Thì chắc chắn nhất của AZFIN thường tìm ra đó là blue chip. Nó có lợi thế mọi thứ cực kỳ bền vững. Đó, thì đấy là một cái sự khác biệt giữa là các nước phát triển rồi với cả các nước đang phát triển như Việt Nam là như thế. Đấy còn bề bảo bây giờ để bật mí những cái con penny. Ví dụ penny ở trên này cũng có một con ấy, của TDM chẳng hạn. Thì rủi ro cao hơn một chút, nhưng mà lợi nhuận nó có thể kỳ vọng khủng khiếp luôn. Đó thì đấy là chia sẻ cùng anh. Không biết là những chia sẻ vừa rồi đã thỏa mãn câu hỏi của anh chưa ạ? Chắc là em xin phép em bổ sung một chút này. Cái thứ nhất ấy, là về cái nếu như mọi người có thể để ý ở ngay trong cái file mà AZFIN có in mà gửi kèm anh chị như đang tham khảo á. Thì AZFIN có tựa đề là 2021 là năm bản lề của một chu kỳ mới. Thì đấy là một cái khẳng định. Với khẳng định là đâu đấy chúng ta đang ở một cái bước đầu tiên khi nền kinh tế đang chạy đà vào một chu kỳ mới. Và như Phục có nói là những cái gì nó qua rồi chúng ta mới biết. Tức là ví dụ downtrend thì qua downtrend rồi mới biết. Thì bây giờ chúng ta xét lại một chút cách đây khoảng vài năm. Thì cái câu chuyện Việt Nam hiện tại nó hội nhập sâu với thế giới rồi nên là cái nền kinh tế của Việt Nam cũng như là kinh tế thế giới nó có những cái gọi là cái dao động nó tương đồng kiểu như cùng pha ấy. Đấy, thì chúng ta biết đến dịch Covid-19 năm 2020 nó gây ra cái suy thoái. Tuy nhiên thì đấy nó chỉ là cái như trong cái phần trình bày của Nam nó chỉ là cái điểm bùng phát thôi. Còn thực sự là nền kinh tế của đâu đấy của thế giới nó và của Việt Nam nữa nó đạt đỉnh đâu đấy khoảng năm 2017-2018. 2019 yếu rồi, đuối rồi. Và 2020 nó rõ ràng bởi vì Covid thôi. Và mọi người có biết là cái câu chuyện ví dụ như Âu, ở châu Âu và ở Mỹ. Châu Âu ở Mỹ họ dịch bệnh nó lớn như vậy, nó khó kiểm soát như vậy. Bởi vì một phần liên quan đến nền kinh tế yếu rồi. Người dân không có tích lũy. Đấy.
và họ không thể cho người dân của họ gọi là phong tỏa để ở trong nhà được. Một tháng làm một tháng hay là hai tháng như ở Việt Nam hay ở Trung Quốc là vô cùng khó, không làm được. Bởi vì là về cái cách thức vận hành của nền kinh tế cũng như hành vi tiêu dùng của các nước khác nó không giống như Việt Nam. Ở Việt Nam mọi người cái tỷ lệ tiết kiệm là một trong những nước cao nhất thế giới. Đấy. Thành ra chúng ta ở nhà một tháng em nghĩ là chắc cũng không phải vấn đề gì. Có lẽ là như vậy. Đấy. Thì nó đã những cái gì mà cho nên mà cái dịch Covid thì thường là mọi người hay quan tâm đến nó thôi. Thực ra thì nó là một cái câu chuyện mà với rất nhiều quốc gia, trong đó còn có cả những nước mọi người không nghĩ đến như Phần Lan. Phần Lan không phong tỏa, bởi vì phong tỏa là đứt. Phong tỏa là dân không có cái ăn luôn. Đấy. Mà họ phải lựa chọn cái cách là sống chung với dịch. Đấy. Bởi vì nền kinh tế rất yếu rồi, tăng trưởng âm rồi. Đấy. Âm từ trước khi Covid cơ. Âm đâu đấy khoảng, thực ra khoảng độ 0.7%. Đấy. Thì nó câu chuyện ở Việt Nam là cũng giống như vậy. Chúng ta đang ở một cái, về góc độ chu kỳ, đang ở một cái gì đấy rất là khởi đầu mới. Thì đấy là một cái khẳng định của Zephin. Còn câu chuyện nữa, anh có hỏi về cái việc là anh Phục cũng có nói rất kỹ phần đấy rồi. Nhưng mà em chỉ bổ sung một cái rất nhỏ thôi. Đó là những cái doanh nghiệp mà mình đang chọn ở đây là Blue Chip. Mọi người quan tâm đến những doanh nghiệp mà theo kiểu như thể là Market Challenger, đúng không? Những cái doanh nghiệp thách thức mà có thể là trở thành Market Leader về sau. Tuy nhiên thì cái câu chuyện về thứ nhất, downtrend hay uptrend? Downtrend, đúng không? Thì như anh Phục có nói là quan tâm đến Blue Chip thôi. Bởi vì là AZFIN hoàn toàn tin trong khi mà nền kinh tế phát triển thì những doanh nghiệp được hưởng lợi nhất là những doanh nghiệp đứng đầu ngành. Ví dụ Thế Giới Di Động. Vừa rồi mọi người cứ nghĩ là Thế Giới Di Động có bị ảnh hưởng không? Có chứ. Nhưng mà họ là doanh nghiệp mạnh nhất, họ hồi phục lại nhanh nhất và bây giờ họ sẽ có một cái đà rất là tốt cho cái năm nay. Đấy. Downtrend thì sao? Downtrend thì cái ông mà có nhiều tiền nhất, khỏe nhất, thông minh nhất cũng sẽ có lợi thế hơn những cái ông mà theo kiểu có thể là mặc dù là cũng đang rất là có thể nói là hùng hổ, nhưng mà sẽ khi mà những cái lúc đấy thì các cụ mình có cái câu là buôn tài không bằng dài vốn, thì em với Zephin hoàn toàn tin là nó đúng với câu chuyện như này. Còn về một cái nhỏ nữa thôi, cách đây khoảng cái hồi mà Covid thì Zephin có ra một cái series về câu chuyện là dịch bệnh và khủng hoảng thì nên làm thế nào. Ở trên YouTube thì mọi người có thể lên trên đấy, mọi người có thể search nó rất là dễ thôi. Ví dụ trong các cái downtrend hay khủng hoảng thì Zephin đưa ra một số cái khuyến nghị và đưa ra luôn cả các mã cổ phiếu rồi. Ngành điện nước, ngành dược, ngành công nghệ. Mọi người có thể lên trên đấy mọi người xem. Có cả mã luôn TDM, VAV, rồi PPC, NT2, rồi cả FPT nữa. Rất đầy đủ, mọi người có thể thấy ở trong đấy. Đấy là cái thời điểm nên nếu mà mọi người quan tâm đến cái việc mà downtrend, như anh nói. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ban cố vấn ạ. Em thấy có anh chị nào muốn đặt câu hỏi tiếp không? À, vâng, xin mời anh ạ. Anh chị muốn trọng tâm cổ phiếu thì cũng được ạ. Thì cái này có thể là chúng ta anh chị quan tâm nhất, đúng không? Thì anh sẽ cung cấp. Bởi vì vài slide thì không thể cung cấp được hết. Xin phép anh Phục, anh Tấn và anh Nam. Thì em thứ nhất là em có câu hỏi là bây giờ trên thị trường ấy, thì như một số video anh có chia sẻ về kinh nghiệm đối với nhà đầu tư mới, có nghĩa là hiện tại trên thị trường cái thông tin nó rất là hỗn loạn và tràn ngập luôn, và trong đó không thiếu các cái chiêu trò để lừa gà bô các kiểu ấy, như anh nói. Và ngoài ra ấy, thì em thấy nó có đặc điểm, nó còn như em nhận xét nó còn rất nhiều thông tin nội gián nữa cơ. Thế thì kinh nghiệm của các anh đối với những nhà đầu tư hiện tại đang ngồi đây, thì kinh nghiệm lựa thông tin, lọc thông tin để có thể xây dựng được cái bức tranh của doanh nghiệp cho nó chuẩn xác, thì anh có lời khuyên nào đối với các nhà đầu tư ở đây không? Thực sự là vì em thấy nhiều nhà đầu tư có thâm niên vẫn bị quay như trong chóng, không được tốt lắm. Với cái có một câu hỏi của bác bên cạnh muốn hỏi là có mã cổ phiếu nào mà anh thấy tiềm năng nhưng mà hiện tại anh đang đầu tư nhưng anh chưa trình bày, thì anh có thể tư vấn một vài được không? Dạ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh ạ. Vâng, xin mời ban cố vấn. Vâng, về cái phần đầu tiên là về thông tin, đúng không ạ? Thì có một điều như này. Phục cũng trao đổi, cũng nói chung là Phục cũng đồng hành cùng rất rất nhiều nhà đầu tư từ những con số 0. Vì sao những nhà đầu tư lão luyện cuối cùng vẫn bị dính? Bởi vì họ đầu tư theo tin thôi, theo tin đồn, đúng không ạ? Ông chú Viettel, ông này, ông kia, đúng không ạ? Rất là nhiều. Thì như thế rất rủi ro. Thì cái cách đầu tiên ấy
thì Phục cũng có các cái clip hướng dẫn rất bài bản rồi. Nếu anh em mới, chúng ta hãy tập trung vào những cái cổ phiếu uy tín đầu ngành mà mọi người nghe thấy trên thị trường. Bộ ngành ngân hàng mọi người thấy Vietcombank nhỉ? Ok. Công nghệ FPT, bán lẻ Thế Giới Di Động, thép Hòa Phát. Đúng ạ, mọi người đấy đã liệt kê được toàn những doanh nghiệp tốt chưa? Thế thì nếu chúng ta mới thì chúng ta hãy tập trung chi nghiên cứu những thằng ấy thôi. Bỏ một ít vào đấy. Phải bỏ tiền vào thì chúng ta mới chú tâm nghiên cứu nó. Đúng không ạ? Nghiên cứu liên tục về những thằng ấy. Và cuối cùng khi chúng ta càng ngày sau khoảng vài tháng, vài một, hai năm rồi này kia, chúng ta cực kỳ thạo về những cái doanh nghiệp, về những ngành ấy rồi. Thế lúc ấy chúng ta mới dần dần mở rộng cái vòng tròn của mình sang những cổ khác. Thì không ai lừa được chúng ta cả. Không ai lừa được chúng ta cả. Đấy, nhưng mà sợ nhất là chưa chi chúng ta chưa nghiên cứu gì, chúng ta đã muốn biết tất cả các cổ phiếu, tất cả các ngành. Đúng không ạ? Muốn tìm tất cả các cơ hội ngon nhất. Thế thì lúc ấy chúng ta sẽ bị dính cái bẫy ý. Thì ban đầu hãy tập trung vào những cái gì cơ bản nhất. Đó là những cái cổ phiếu hàng đầu như thế. Tìm hiểu thật kỹ nào đi. Rồi giờ chúng ta lựa chọn xem chúng ta thích thằng nào, chúng ta đồng hành cùng nó. Thế trong quá trình đó thì chúng ta lại trao đổi giao lưu với các cái cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà cộng đồng nhà đầu tư thực sự nhé. Không phải cộng đồng những anh em gọi là đánh đấm. Và đấy nó lùa gà rất nguy hiểm. Thực sự rất nguy hiểm. Phục cũng nhận được rất nhiều các cái order từ các vị bảo em xử lý cho anh quả này ra được khoảng 5-6 triệu thì anh sẽ tặng em mấy tỷ thế này thế kia. Rất nhiều nhé. Chia sẻ thẳng luôn với cả nhà. Rất nhiều cái chuyện như thế. Thế thành ra chúng ta hãy tập trung vào những cái gì chúng ta hiểu biết ban đầu đã. Cái hiểu biết ban đầu của chúng ta không về thị trường chứng khoán thì chính là về những doanh nghiệp hàng đầu ấy. Cứ tìm, tìm, tìm. Thế tìm trên mạng thì thấy công ty chứng khoán A phân tích về nó, B phân tích về nó, C phân tích về nó. Thế là chúng ta đọc 5-7 ông, thế là cuối cùng chúng ta ra cái kết luận chung được. Chúng ta tự gói view nhìn của chúng ta. Ngoài ra thì mọi người đọc thêm mấy cái cuốn sách mà có Mr. Nam giới thiệu trên YouTube ấy. Ví dụ cuốn sách nhà đầu tư thông minh này, hay cuốn sách trên đỉnh phố Wall này, thế kia. Thế là dần dần là tự chúng ta trang bị cho được chúng ta những cái kiến thức tuyệt vời. Đấy là cái cách tốt nhất, cái cách tốt nhất. Chứ mọi người cũng không phải nghe AZFIN đâu. Bởi vì khi mọi người có được những cái rồi, mọi người biết ông AZFIN chém gió hay không? Nói thật hay không ai? Đấy, thì đấy không phải tin ông nào cả. Mà mình hãy đi theo cái lộ trình, những cái gì mình biết. Đấy, còn về cái chuyện cổ phiếu mà tiềm năng mà AZFIN đầu tư mà có nêu giả đây không? Hình như là không. Vâng. Bởi vì thực sự là AZFIN làm gì nó cũng theo đúng cái tiêu chí công khai, minh bạch khách quan để hiệu quả. Nói là làm, AZFIN nói cổ phiếu A là AZFIN đồng hành, chứ không phải là AZFIN mua xong đẩy nó lên thật cao rồi lúc mới hô anh em đâu. Đúng không? Ví dụ Techcombank từ 18.3 AZFIN cũng báo, MBB ngay lập tức AZFIN báo. Anh em có gì AZFIN bảo đấy, ok danh mục tôi đây. AZFIN không việc gì là phải giấu giếm để làm gì cả. Đó, thì đấy là về cổ phiếu. Đây là những gì mà AZFIN công khai nhất rồi. Không có một cái gì đó là ẩn giấu anh em là tôi phải mua đợi nó gấp rưỡi rồi tôi mới báo với ông, không có chuyện đâu. Rất rõ như thế anh. Về cơ bản không có. Dạ vâng ạ. Vậy là sau phần chia sẻ của anh Phục thì quý vị có thể tin tưởng thêm về sự đồng hành của AZFIN rồi đúng không ạ? Và không biết là có quý vị nào có câu hỏi tiếp theo không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận này trong một ít phút nữa đúng không ạ? Xin chào các anh chị em đầu tư, chào AZFIN. Giới thiệu với mọi người, mình tên là Vân Anh, đến từ Hưng Yên. Thực ra thì mình là bạn học cũ của đồng chí Phục, founder của AZFIN. Có nghĩa là mình đã có, bạn Phục là một người rất là cởi mở và chia sẻ cho mình toàn bộ các thông tin mà mình, kể cả là những thông tin ngày hôm nay mình nghe ở đây. Nhưng mà hôm nay mình vẫn quyết định là đi từ Hưng Yên lên đây. Mục đích chỉ là được trực tiếp nghe bạn nói và để tăng cái niềm tin vào cái việc đầu tư của mình. Còn tại vì vừa nghe đấy bạn này hỏi về cái danh mục mà mấy giới phim có đầu tư mà không chia sẻ thì mình nghĩ là Cái đấy thì mình cũng không thể, có thể ngày mai ngày kia bạn ấy đầu tư thêm một vài mã khác. Cái đấy thì mình thấy rằng là trên trang fanpage của AZFIN ấy, các bạn cũng thường chia sẻ liên tục, chứ cũng không phải không đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì mục đích chính của mình lên đây đấy là để cái tăng cái niềm tin của mình. Bởi vì là những cái mã mà đồng chí hôm nay hai bạn, các bạn chia sẻ thì các bạn ấy đã chia sẻ với mình cách đây phải đến hơn một năm rồi. Và khi mà thị trường
giống như các anh vừa gì vừa nói là năm ngoái là nó đau chen, thực sự là đau kinh khủng luôn. Thì mình hỏi bạn bạn Phục chỉ bảo là mua, hỏi lúc nào mua cứ mua. Lúc nào hỏi đến đâu ông chị cũng chỉ mua. Gần như là không, khi mà nó xuống mình định bán thì đồng chí bảo khóa tài khoản vào, đừng có nhìn nữa, suốt ngày nhìn, suốt ngày hỏi. Nhưng đến khi nó xuống rất là sâu, hỏi như nào, bảo liệu có vấn đề gì không, cũng chính là cái giai đoạn tầm 700-600 đấy, thì bạn bảo là cứ mua. Thế nhưng mà thực ra thì mình cũng không đủ tự tin để mà mua quá nhiều, và cũng vừa mua vừa mong là nó xuống tiếp. Thế thực ra là cũng gỡ được, thứ nhất là gỡ được cái phần lỗ của năm trước, và cũng có cái tăng trưởng của trong năm. Đấy, thế thì qua hơn một năm chỉ gọi là đồng hành cùng bạn thôi, chứ chưa được đồng hành cùng Ezefin. Ngày hôm nay mới chính thức là muốn là đến đây để gặp các anh chị em cùng đầu tư, tăng cái niềm tin cho bản thân mình. Đấy, thứ hai nữa là cũng tiện hôm nay được ở đây rồi thì cũng muốn đặt một câu hỏi với các bạn Ezefin nữa. Đấy là thực ra thì đối với đầu tư ấy, cái giá của cổ phiếu suy cho đến cùng thì nó vẫn là từ cái cung cầu của thị trường, nó vẫn được quyết định bởi cung cầu của người mua và người bán. Thế và nó cũng vẫn cứ là bị ảnh hưởng bởi các cái thông tin. Đương nhiên khi mà về dài hạn, các bạn ấy chia sẻ tất cả các mã này đều là về dài hạn. Thế thì nó khi mà về dài hạn thì đương nhiên nó sẽ quyết định bởi giá trị của doanh nghiệp. Thế nhưng mà trong các cái giai đoạn tới, mình muốn nhờ Ezefin tư vấn một chút về các cái, ví dụ các bạn có thể chia sẻ về nói như là về cái các cái hành vi của thị trường. Các bạn nghiên cứu về thị trường rất là nhiều rồi. Các hành vi của thị trường khi mà có những cái biến động, mục đích chính cũng không phải là mua bán nữa. Qua một năm mua bán, mình nhận thấy rằng là những điều bạn nói đã rất là đúng. Mua để đấy thôi, chứ đừng có bán nữa. Mình chạy ra chạy vào rất là nhiều. Và nếu so sánh cũng kiểu như là mua 2.000 bán 3.000, xong mua 4.000 bán 5.000. Đấy, nhưng lẽ ra mình có thể mua 2.000 và bán 5.000, nhưng mà mình đã chạy ra chạy vào rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ mình muốn nhờ Ezefin tư vấn cho một chút là đối với các cái thông tin trên thị trường chẳng hạn, hoặc là các cái hành vi của người mua bán trong một số các trường hợp ấy, thì làm thế nào để mình có thể nhận được, dự đoán được các cái đợt điều chỉnh, hoặc là khó nhỉ? ví dụ như là cái việc mua vào mua bán ra của quỹ ngoại chẳng hạn có ảnh hưởng hay không, không để lựa chọn các cái đợt điều chỉnh thôi, chứ còn để, hoặc là ngay cứ anh ấy vừa nãy cũng hỏi mình ấy chẳng hạn, cái mức giá mà các bạn khuyến nghị, ví dụ một số cổ phiếu các bạn khuyến nghị mức giá ở đây ngay rồi nhá, thế sau đó các bạn đề nghị là giải ngân với mức giá cổ phiếu chiết khấu 20%. Thế thì 20% này là 20% trên cái giá mình mục tiêu hay 20% trên cái giá các bạn khuyến nghị ở đây? Đấy. Giá khuyến nghị là giá mua luôn đúng không ạ? Thế cái khái niệm 20% này là trên giá nào? Giá định giá. Trên giá mà mình định giá gì ạ? Chỗ này các bạn toàn định giá mấy trăm phần trăm, hơn 100%, nếu như thế thì... Thế mình có mua thoải mái, thế thì đương nhiên, thế thì với cái mức giá kia mình mua full hết rồi. Những cái câu hỏi vừa nãy của các bạn là không cần thiết đúng không ạ? Mình ở đây cái nào thấp nhất mình cũng phải 85% rồi. Thế mà dưới 20% mình đã mua. Thế là 80% thì quy về hiện tại thì nó chênh khoảng độ 20-30%. Tức là phải chiết khấu bằng tiền về hiện tại nữa. Học lâu rồi quên hết rồi. Rồi cảm ơn. Xin nhờ đồng chí có chia sẻ. Trước tiên là cảm ơn cô bạn 13 năm. Tức là Phục học đại học cùng với Vân Anh. Thì từ ngày đó chứng khoán thì Phục đã chứng khoán từ cái ngày những năm đầu sinh viên rồi, năm đầu rồi. Đó. Thì qua cái câu chuyện Vân Anh chia sẻ, có một cái điều mà anh Tuấn đây thực hiện rất là nhiều, anh Nam thực hiện rất nhiều, đó là cái câu chuyện đầu tư ấy. Nếu mà trong một cái giai đoạn bây giờ chúng ta đã xác định là bắt đầu một cái chu kỳ mới ấy, một cái năm bản lề ấy, thì có thể năm nay, có thể điểm này có thể là đang đắt trong ngắn hạn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta hãy tầm nhìn một cái chu kỳ đi, thì thấy rằng nó chưa là cái gì cả. Là thứ nhất. Hay là về các cái doanh nghiệp tiềm năng hàng đầu ấy, mọi người thấy mà xem. Có thể bây giờ giá nó cao hơn một chút, đúng không ạ? So với mình nghĩ khoảng 5-10%, nhưng các anh chị thử thấy 2-3 năm sau, 3-4 năm sau nó tăng trưởng nó sẽ thế nào. Thế thành ra nhà đầu tư dài hạn này rất dễ, dễ hơn nhà đầu tư ngắn hạn rất nhiều. Đấy, và Ezefin thường chọn chuyện dễ. Đấy, thường chọn chuyện dễ. Chính vì thế mới quay lại cái câu chuyện của Vân Anh, nếu mà bảo dự báo ngắn hạn thì thực sự là Ezefin bảo dự báo có điều chỉnh được không, không, không làm được. Đấy là một điều bất khả thi. Và nếu Ezefin làm được thì chắc là lợi suất chỉ một năm thôi là kiếm 1-2 tỷ đô. Thực sự nó khó, bởi vì điều là điều không thể. Bởi vì thị trường nó có thiên biến vạn hóa, có rất nhiều yếu tố ngắn hạn.
Đấy, và Vân Anh đưa ra một câu nói rất đúng là giá cổ phiếu là phản ánh cung cầu, đúng không? Nhưng cung cầu trong ngắn hạn là phản ánh tâm lý, còn cung cầu trong dài hạn là phản ánh nó có hấp dẫn không? Thì có một cái câu Phục cũng hay trao đổi với anh chị em, đó rất đơn giản: nếu nó rất hấp dẫn, nó phải về với giá trị. Cụ thể nhất con MB lúc Phục khuyến nghị anh em chửi cả lên, nào thì nặng mông, nào thì này kia, nào con này làm sao mà tăng được. Thế mọi người thấy một thời gian sau chả thấy anh em nói câu gì, đúng không? Hay là con Techcombank, mọi người thấy ACB tăng rất mạnh, đúng không? Techcombank cứ lẹt đẹt hài hài, ủi con lởm, con này con kia. Lúc ý thì ai cũng lôi bới rủi ro đủ thứ trên đời ra nói rồi bảo thế này thế kia, đúng không? Nhưng một thời gian sau thì sao? Đó. Thì cái giá trị của chúng ta là, một là chúng ta hãy cố gắng là đi đúng đi đã. Có một cái nguyên tắc mà AZFIN có thể hỗ trợ tất cả các anh chị em được, đó là cổ phiếu lúc nào hấp dẫn. Đó. Còn việc hấp dẫn thì rất đơn giản, đó là chúng ta hãy nắm giữ. Và lúc nó điều chỉnh có giá hấp dẫn hãy bổ sung tiền mua. Thì cái câu chuyện này vừa chia sẻ anh Tuấn với anh Nam, thì hai anh có nguồn tiền rất là đều hàng tháng. Thế là các anh cứ bổ sung thôi. Cứ nhặt, cứ rẻ nhặt. Và cuối cùng lợi suất thì kinh khủng khiếp. Thì cũng chia sẻ luôn là hai anh lợi suất trung bình cứ chưa đến 2 năm gấp đôi. Nghe chưa, là 2 năm gấp đôi nó nhỏ quá. Nhưng anh chị thử xem, 2 năm gấp đôi, 3 là 4 năm gấp mấy ạ? 4 năm gấp 4, 6 năm gấp mấy ạ? Gấp 8, vậy 8 năm gấp mấy ạ? 10 năm gấp bao nhiêu? Đấy thì đấy là lợi suất 7 năm, 7, 8 năm của các anh như thế. Nhưng trong tương lai chúng ta không cần kỳ vọng như thế. Thôi không phải 2 năm gấp đôi mà 3 năm gấp đôi đi. Thôi nếu mà chúng ta không kỳ vọng được 3 năm gấp đôi, 4 năm gấp đôi đi, thì các anh chị sẽ thấy được cái tài sản các anh chị xây dựng, nếu mà các anh chị cẩn thận bây giờ, từ bây giờ các anh chị xây dựng chỉ 10 năm nữa. Nếu anh chị nào chuẩn bị tốt thì các anh chị nghỉ hưu rồi thì Phục không nói. Nhưng mà các anh chị mà bây giờ mới bắt đầu lộ trình ấy, thì 10 năm nữa các anh chị nghỉ hưu được. Với cái lợi suất như thế. Và, đấy. Còn thay vì chúng ta phải 65 tuổi mới nghỉ hưu và lúc ý lại còn lo lắng mọi thứ thì rất là mệt mỏi. Đấy, thì cái câu chuyện đầu tư Phục nghĩ cái đó nó sẽ rất thú vị. Thì đấy, chia sẻ cùng cả nhà như vậy. Cảm ơn chia sẻ của anh Phục. Vâng, xin mời anh. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ còn rất ít thời gian cho phần hỏi đáp để kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay. Hy vọng các anh chị sẽ đưa ra các câu hỏi nhanh chóng ạ. Cho em xin chia sẻ một chút. Đó là vì câu chuyện rằng là mọi người đang nói câu chuyện rằng là dự đoán thị trường ấy. Thì Tuấn muốn nói rằng là mọi người biết dòng họ Rothschild đúng không ạ? Rothschild là dòng họ gọi là giàu có nhất của trên thế giới hiện nay. Nếu tổng tài sản của họ tính ra theo năm 2014 nhé, còn bây giờ thì không biết. 2014 họ tính là tổng tài sản họ nắm giữ khoảng 350 tỷ cho đến khoảng 1.000 tỷ đô. Giàu có nhất của, bây giờ giàu nhất của thế giới là ông Elon Musk à? Đâu, vẫn là Bezos chứ. Bezos cũng khoảng 200 tỷ thôi, tức là họ đã 350 đến 1.000 tỷ đô giai đoạn đến 2014. Thì họ có một câu này rất là hay, thì mọi người có thể nghe để biết thêm ạ. Đó là hãy mua khi thị trường đổ máu, kể cả khi đó là máu của chính bạn. Thì ý ở đây tức là chúng ta không dự đoán thị trường, nhưng mà chúng ta nên ở góc độ cũng là sẵn sàng ăn uống chính máu của mình. Nói qua một chút là uống chính máu của mình. Đấy ạ, vâng, mời anh Cường. Cũng xin phép anh chị, tại vì mình thấy những cái chia sẻ của AZFIN nó rất là bổ ích ấy. Thứ hai nữa là mình cũng thấy rằng là có thể mình cũng đã đầu tư vài năm rồi, nhưng mà mình rất là cảm ơn AZFIN lại vì tạo cho một cộng đồng F0 mới là đi theo một cái đầu tư rất là chính quy. Và thực sự ra là phải hiểu biết, chứ không phải là theo kiểu là mới vào là thấy hứng với thị trường chứng khoán. Tức là tiền ở chỗ khác đẩy vào, nhưng mà bây giờ tiền rẻ đấy thì đẩy vào để kiếm lời nhanh và xong đó lại ra nhanh. Nhưng mà đây mình cũng nghĩ là rất là mỏ vàng trong tương lai. Thế thì mình chia sẻ thêm, tức là vừa nãy bạn của bạn Phục thì cũng có chia sẻ về cái thị trường. Thế thì phải nói thật là mình cũng chắc là mình cũng xin chia sẻ thêm một chút về cái cá nhân là mình nhìn cái danh mục AZFIN hôm nay thì mình hoàn toàn tự tin, tức là hoàn toàn tin tưởng vào danh mục của AZFIN đã đưa ra. Bởi vì sao? Bởi vì là trước đây mình đã cách đây khoảng vài tháng ấy, thì thực sự cũng chia sẻ với mọi người luôn là anh thì có vừa chia sẻ là cũng được lợi nhuận khoảng gần 50%. Thế thì mình gần 70% trong vòng năm nay.
Đấy thì thực ra trong đấy có một mã đó là FPT thì mình mua khoảng 4 năm nay rồi. Thì năm nay nó cũng rất là tốt. Nhưng mà để mà quay lại với Hòa Phát và quay lại với Techcombank thì mình cũng mới bắt đầu từ khoảng tháng 8 thì được tỷ suất lợi nhuận cũng khá là tốt. Thế thì cái chia sẻ của mình là thứ nhất là phải rất tin tưởng vào doanh nghiệp. Thứ hai là tin tưởng vào những điều mình làm. Vì khi mà thị trường mà cổ phiếu của mình đang cầm ấy, nó có thể đi ngang, thấy xung quanh toàn tăng giá 15-20%, thực sự cũng rất là nóng ruột đấy, chứ không phải là không nóng ruột đâu. Nhưng mà lúc đấy mà mình mà quay sang mình chọn một loại cổ phiếu khác, hoặc là mình đi theo các cái bạn môi giới hoặc gì đấy, thì chia sẻ trước đây là mình mới đầu tư thì cũng có một số các bạn môi giới là anh ơi ngay vào luôn, anh ơi ngay vào luôn mã này đi 10%-20% đấy, thì thực sự nó rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà mình cũng rất là chắc chắn, thực sự là cũng rất là chắc chắn, nên là mình cũng có phải tham khảo và khảo sát. Thế thì một vài các cái doanh nghiệp ở đây thì mình có bổ sung thêm một chút để chúng ta cùng khẳng định và tin tưởng với nhau. Thí dụ như là mình khi mình đầu tư ấy, thì mình cũng có quan sát. Thí dụ như là các doanh nghiệp đây như là Techcombank, MB Bank và Thế Giới Di Động thì mình đã được trải nghiệm dịch vụ của họ. Bản thân MB Bank thì khoảng 3-4 năm về trước thì công ty mình là trả lương của MB Bank, thì mình cũng rất hay giao dịch với ngân hàng. Thế thì qua cái cung cách mà mình vào mình rút tiền hoặc là một cái thủ tục gì đấy thì các bạn cứ thử để ý là bao giờ bạn vào cửa cũng có người mở cửa cho bạn và chào hỏi đàng hoàng từ anh bảo vệ. Thứ hai nữa là vào phục vụ thì nhân viên đứng lên cúi chào và đều có câu cảm ơn đã sử dụng dịch vụ, và sau khi xong rồi cũng đều có cảm ơn sử dụng dịch vụ. Techcombank, và thực sự ra là có một điểm rất trùng hợp, hai cái ngân hàng này MB và Tech năm nay nó rất là phát triển. Bởi vì sao? Mình cũng quay trở lại, mình sâu chuỗi lại, mình thấy là rất là hợp lý. Bởi vì Techcombank ấy thì là cũng một ngân hàng miễn phí về chuyển khoản, và MB Bank họ cũng miễn phí về chuyển khoản, cả Tiên Phong Bank cũng miễn phí về chuyển khoản. Thế là cái mà doanh nghiệp người ta đưa đến cho người ta là phải tìm hiểu tại sao doanh nghiệp này nó tốt, và chuyển khoản không mất phí nhá, kể cả vài tỷ nhá các bạn ạ. Nên là tiết kiệm rất nhiều những doanh nghiệp mà các bạn kinh doanh tự do, thế một ngày mà chuyển khoản đi chuyển khoản lại mấy trăm lần thì cũng rất là nhiều. Đấy là thứ. Chính vì thế mình thấy là tại sao lại các doanh nghiệp này mình thấy rất là tin tưởng. Bởi vì là thực tế nó đã trả lời 3 năm trước mình đã nhìn thấy cái cung cách phục vụ cũng rất tốt so với các ngân hàng khác. Bạn ra Agribank thì bạn thích thì bạn vào, thích người ta gọi hoặc người ta nói chuyện điện thoại và anh chờ em tí, có khi đến 15-20 phút. Đấy thì mình cũng có một vài các cái trải nghiệm như thế. Kể cả Thế Giới Di Động thì đã ai đấy một lần chỉ cần đến dán một tấm dán màn hình ở Thế Giới Di Động thì bước vào cửa hàng cũng thấy bác bảo vệ rất là niềm nở phục vụ. Vào đến bạn nhân viên cũng cúi chào, và sau khi bạn ấy dán cho bạn tấm màn hình xong hoặc bán chiếc điện thoại xong thì hỏi rất nhiều thứ khác là có cần gì không, có cần support gì nữa không. Và cuối cùng nữa là khi bạn đi về rồi thì có một tin nhắn tin là cảm ơn sử dụng dịch vụ và bạn đã mua cái này mua cái kia ngày này tháng này ở kia, thì mình thấy cũng rất là tốt. Và cái câu chuyện của Phục có chia sẻ là cái câu chuyện của Thế Giới Di Động là vài năm về trước ấy, là anh Tài có chia sẻ là khi mà thay đổi, khi mà các chuỗi cửa hàng đến hàng nghìn cửa hàng, mà trong một ngày ví dụ giá điện thoại di động hoặc các giá mặt hàng khác mà thay đổi thì các cửa hàng khác phải mất một tháng để in lại các bảng giá và sắp lại các cái kệ ở các cái cửa hàng, và cũng như là trau dồi lại cho nhân viên về cái chính sách bán hàng. Thì Thế Giới Di Động có khi chỉ làm trong vòng nửa ngày, có khi một ngày cho tất cả toàn bộ các chuỗi cửa hàng đấy, thì mình thấy là thực sự rất là tin tưởng. Đấy, thế thì mình cũng có chia sẻ thêm một cái câu chuyện một chút về cái thực tế đầu tư. Ngoài ra thì mình cũng có hỏi thêm một chút là mình không thấy đề cập đến Hòa Phát của trong năm nay, tức là trong ngắn hạn năm nay, chứ mình không nói đến vài năm tới. Đấy. Và một cái đề xuất cái thứ hai đó là chắc hẳn là những người hôm nay đến đây thì mình cũng có một cái điểm gì rất là chung, là rất muốn là mình có một cái chiến lược đầu tư đúng, cũng như là cùng được học hỏi với nhau. Thế thì AZFIN thì nghiên cứu xem mình có thể lập một nhóm cộng đồng trên Facebook hoặc là Zalo, tức là một nhóm để mọi người có chia sẻ học hỏi. Vì mình thấy rất nhiều người sợ về thị trường trong năm tới, tức là đang cao rồi đao chen thì mọi người lại không vững tin về cái việc đầu tư đấy. Thế nên là mình cũng muốn là để anh em có thể chia sẻ học hỏi và thỉnh thoảng có thể giao lưu chẳng hạn, để nâng cao cái kiến thức về đầu tư cũng như là về cái mình vững tin trong cái việc mình đầu tư chiến lược dài hạn. Bởi vì ngắn thì mình không nói, nhưng mà dài này thì đúng là một năm thôi đã, mình nghĩ là đã là cả một cái quá trình phấn đấu rất là lớn, chứ chưa nói gì. Có nhiều bạn đây nói là ok, nhưng mà chắc mai ngày kia hoặc là hai tuần nữa khi là bán thì mình không rõ. Thế mình cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ từ anh Cường ạ. Không biết là từ phía anh Phục thì có
giải đáp gì không ạ? Vâng, cảm ơn anh Cường ạ. Thì anh Cường chia sẻ cái thì cũng rất hay, cũng giống như ông Peter Lin, ông đầu tư ấy, ông đi trải nghiệm. Thì cái này ngày xưa AZFIN cũng áp dụng và bây giờ cũng vẫn áp dụng. Đó là chúng ta mua doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải trải nghiệm. Hoặc là phục chém gió cái gì đây chẳng hạn, hoặc là anh Tuấn có trao đổi gì, anh Nam trao đổi gì thì chúng ta cũng đến chúng ta xem doanh nghiệp có đúng như thế không? Đúng ạ, chúng ta tìm hiểu. Thế là dần dần tìm hiểu nó tạo nên cho chúng ta những cái hiểu biết về nó rất nhiều. Khi hiểu biết mà thấy nó tuyệt vời thực sự thì chúng ta yêu nó. Và yêu nó thì như anh Cường, anh nắm FPT được 4 năm chứ. Đúng ạ, không vừa rồi có những cái giai đoạn nó sập mất 30%, 40%, 50%, đúng ạ. Thì cũng giống như anh Tuấn ấy, anh còn giữ được Thế Giới Di Động lúc về năm mấy, 60 anh còn mua thêm. Cho dù là lúc trước đó có Thế Giới Di Động lúc lên 131 thì cuối cùng lúc thấp nhất là 56.7. Vào cái ngày cuối cùng trước khi công bố lockdown, Phục còn nhìn cái giá cơ mà. Vừa ăn hết giờ trưa phát nó bán sập một phát xuống 56.7 thì phải, sau đó thì ngay lúc buổi chiều nó tăng luôn. Vẫn nhớ như in anh Tuấn đó, giữ Thế Giới Di Động đến lúc ấy anh vẫn nhặt thêm. Đấy ví dụ thế. Thì khi chúng ta đắm mình vào cái đó, chúng ta thực sự hiểu biết nó, có hiểu, có thương, có hiểu, có yêu nó, thì chúng ta sẽ nắm được những cái cổ phiếu rất tuyệt vời đó mà không bị bán ra một cách đáng tiếc. Thì để tránh việc là cái cơ hội tăng 10 lần của chúng ta bị mất đi. Đấy, thì cái anh Cường chia sẻ rất là thú vị. Tiếp theo là về cái con Hòa Phát thì Phục cũng cướp mic của hai anh đây xử lý luôn, bởi vì thời gian nó hơi gấp đúng không ạ? Thì cái con Hòa Phát thì AZFIN vẫn đánh giá là tốt. Thậm chí năm nay AZFIN cho rằng nó tăng trưởng cũng rất khủng khiếp. Lợi nhuận năm nay kỳ vọng có thể đạt từ 18 đến hơn 20 ngàn tỷ sau thuế. Đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện, ví dụ như là cái câu chuyện nó liên quan đến thường là AZFIN, thứ nhất là bây giờ lựa chọn là lựa chọn trong top 10. Top 5. Thứ hai nữa là bây giờ hướng đến việc 3-5 năm thì AZFIN chưa thấy Hòa Phát đầu tư dài hạn. Chưa thấy đầu tư thêm... tiếp nữa, nếu đầu tư tiếp thì có thể là AZFIN sẽ có bổ sung thêm. Thì tất nhiên cổ phiếu Hòa Phát thì AZFIN vẫn đánh giá là một trong những cổ phiếu rất tốt. Nhưng mà để mà đưa đủ tiêu chí để mà có cái tăng trưởng thế trong vài năm thì nó hiện tại là không. Thế thành ra AZFIN chưa đưa vào. Chứ rõ ràng cổ phiếu ấy vẫn là một cổ phiếu tốt. Đấy, còn về rất dài hạn thì cái ngành đó thì cũng phải chia sẻ thật là ngành đó thì AZFIN không phải yêu thích lắm. Bởi vì dù sao nó cũng là một ngành, cái ngành gọi là ngành công nghiệp bẩn. Không, ý đây không nói là doanh nghiệp là họ gì nhé. Tức là, đấy là cái câu gọi câu nói chung về những cái ngành ý. Đấy, những ngành ấy. Thì cộng thêm là bây giờ vốn hóa nó phải 150 rồi anh nhỉ. Thì PE nó phải 15 lần. PE tầm ý thì với AZFIN đánh giá là các cái doanh nghiệp về sản xuất như thế thì nó là hợp lý. Nó hợp lý. Đấy. Thì AZFIN chưa cho vào. Còn nếu mà nó có mở rộng ngay Dung Quất 2 ấy, trong cuối năm nay khởi công ấy, thì AZFIN tin rằng là nó lại vào top. Bởi vì nó sẽ củng cố thêm vị trí và mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Xin được cảm ơn ban cố vấn và cảm ơn câu hỏi từ phía các anh chị. Và quý vị thân mến, thì thời gian cũng khá là muộn rồi. Nếu như quý vị ở phía dưới vẫn còn những câu hỏi mà chưa được giải đáp trong buổi ngày hôm nay, thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục có thể gửi email về cho AZFIN, hoặc là chúng ta có thể đặt câu hỏi qua link workshop ngày hôm nay trên Facebook ạ. Và một lần nữa thì cảm ơn sự có mặt của các diễn giả cũng như là sự có mặt của các anh chị trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một năm mới sẽ thuận lợi và đầu tư thành công hơn gấp nhiều lần so với năm nay ạ. Và bây giờ thì AZFIN cũng rất là mong muốn xin được mời quý vị sẽ ở lại và lên phía sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm với AZFIN được không ạ?